hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1, Đại Tiểu Mỹ Nữ Hồi nhỏ lên núi, lớn lên trở về thành thị, thiếu niên thần bí Hạ Thiên từ trên núi đi ra, từ đây tiến vào cái thế giới đầy phồn hoa và sôi độc, hắn có võ công tuyệt thế, y thuật siêu quần, sau khi gia nhập vào cái thế giới này thì số đảo hoa cũng không ngừng nối gót mà đến. Ánh nắng chói trang, không khí oi bức làm cho người ta cảm giác có chút thở không nổi, từ đầu tháng 7 đến nay, thành phố Giang Hải đã hơn một tuần lễ này luôn bảo trì mức nhiệt trên 40 độ C, khí trời dị thường như vậy khiến mọi người không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể ở trong phòng có điều hòa không khí. Giữa trưa chính là thời gian nóng nhất trong ngày, đoạn quốc lộ 107 Giang Hải lại có một thiếu niên không nhanh không chậm bước đi trên đường, hướng đi về phía trung tâm thành phố Giang Hải. Thiếu niên cao hơn 170cm, vóc người gầy ốm, khuôn mặt cũng không tính là đẹp trai, ngược lại mang cho người ta cảm giác thấy vài phần thanh thú, mà một thân ăn mặc cũng là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Trên thân mặc một chiếc áo tê xuất phổ thông màu trắng, dưới thân xuyên một chiếc quần jean đã bạc màu, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng đã bị ố vàng, toàn bộ tổ hợp một chỗ thêm cả đầu tóc cộng lại sợ là cũng không đến 100 đồng. Mặt trời trên đỉnh đầu đủ có thể nướng cháy ra thịt dường như lại không có chút gì ảnh hưởng tới thiếu niên, hắn một mặt hớn hở, không chút nào có cảm giác mệt mỏi, càng khiến người ta kinh ngạc đó là trên mặt của hắn không hề có một giọt mồ hôi nào tuyết tuyết tiếng còi xe vang lên một chiếc audi màu đen từ phía sau thiếu niên đang lao nhanh về phía hắn thiếu niên quay người lại trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn hắn chẳng những không tránh né ngược lại còn giang rộng hai tay ngăn tại giữa đường kít kèm theo tiếng phanh xe chói tay còn có hai tiếng kinh hô chiếc audi đã dừng lại cách thiếu niên không đến một xích bằng một phần ba mét cửa sổ hạ xuống một nam nhân nhô đầu ra hướng về phía thiếu niên giống giận. người muốn chết à? xe này đi thành phố Giang Hải phải không? audio điện tử võ tấn bền. tuy thiếu niên thiếu chút nữa bị xe đụng trúng, nhưng lại không có chút nào bị hù dọa, thậm chí trên mặt còn kèm theo nụ cười. liên quan gì đến ngươi? mau tránh ra, không thì đừng trách ta không khách khí. nam nhân lớn tiếng trách mắng, giọng điệu còn mang theo khẩn trương hắn từng nghe nói qua, đoạn thời gian này không phải là lúc Thái Bình, chẳng lẽ tiểu tử này muốn ăn cướp. Thiếu niên khẽ cười, ta muốn đi nhờ xe, đi nhờ xe, nam nhân sững sờ, ngữ khí thả lỏng đồng thời lại cảm thấy tức giận. Đây không phải là taxi, ta biết, thiếu niên hì hì cười nói, ta không thích ngồi taxi, người không thích ngồi taxi thì ngồi xe bus đi, tóm lại nhanh tránh ra cho ta. Nam nhân không nén phiền nói, Ta cũng không thích ngồi xe bus. Bộ dáng của thiếu niên là muốn quyết tâm phải ngồi chiếc xe này, y nguyên ngăn trở trước mặt xe, không có chút nào ý tứ muốn nhường đường. Ta không cần biết người thích hay không. Nam nhân hiển nhiên không muốn dây dưa nhiều với tên gia hỏa này. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, trong xe lại truyền ra một thanh âm nghe rất vui tai. Để cho hắn lên xe đi. Nghe được thanh âm này, nam nhân không khỏi ngơ ngác. Mộng Oánh tiểu tử này không rõ lai lịch, em thật muốn cho. Ta nói để cho hắn lên đi. Thanh âm vui tai kia mang theo chút bất mãn. Nhanh lên chút, ta không muốn để lỡ thời gian. Được rồi. Nam nhân tuy không mấy tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mở cửa xe rồi không cam tâm hướng thiếu niên nói. Coi như vận khí của người tốt, đi lên đi. Thiếu niên chui vào trong xe, hướng về chỗ ngồi phía sau xe khẽ cười hì hì cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Chỗ ngồi sau xe có một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, đại mỹ nữ khoảng 23-24, mặc một bộ đồ công sở màu lam, thành thục mà lãnh diễm, khiến cho người ta có cảm giác xa ở ngàn dặm mà tiểu mỹ nữ chỉ khoảng 13-14, một thân ăn mặc đơn giản, hai mắt linh động, cảm giác rất hoạt bát đáng yêu. Đại mỹ nữ dường có tâm sự nặng nề, đối với hành động làm quen của thiếu niên không hề phản ứng, mà tiểu mỹ nữ lại cau lại chiếc mũi nhỏ đáng yêu, có chút bất mãn chừng thiếu niên. Người sao lại không cảm ơn ta? Bởi vì ngươi quá nhỏ. Thiếu niên cười hì hì nhìn vào tiểu mỹ nữ. Ta không thích tiểu nữ hài. Tiểu mỹ nữ lập tức giận dữ. Ta có chỗ nào nhỏ? Thiếu niên không hề cố kỵ quét nhìn một lượt các bộ phận then chốt trên người tiểu mỹ nữ, sau đó đưa ra kết luận. Người chỗ nào cũng nhỏ. Ngươi tiểu mỹ nữ tức giận đỏ bừng khuôn mặt. Biểu tỷ, nhanh đuổi tên tiểu tử đáng ghét này xuống xe đi. Bối bối, chúng ta đang tranh thủ thời gian. Đại mỹ nữ hơi nhíu mày, nhìn vào nam nhân ở phía trước. Tuấn Phong, lái xe nhanh đi. Rất hiển nhiên, cho dù là nam nhân lái xe hay tiểu mỹ nữ ngồi phía sau, đều rất nghe lời của đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ vừa lên tiếng, tiểu mỹ nữ liền không muốn đuổi thiếu niên xuống xe nữa, mà nam nhân cũng nhanh chóng khởi động xe, tiếp tục chạy về phía trước. Hóa ra bên trong xe là như thế này a à. Thiếu niên ngồi ở trong xe lại không an phận, rất hiếu kỳ hết sở chỗ nọ lại xem chỗ kia, một mặt rất là hưng phấn. Nhà quê, người không phải là lần thứ nhất ngồi xe chứ. Tiểu Mỹ nữ một mực ở phía sau coi chừng thiếu niên, cuối cùng nhịn không nổi liền hỏi. Đúng vậy, thiếu niên rất tự nhiên gật đầu thừa nhận người căn bản chưa bao giờ ngồi xe, sao lại nói không thích ngồi taxi? Tiểu Mỹ nữ tức tối hỏi. Lão bà của ta nói với ta, ngồi taxi phải trả tiền. Thiếu niên trả lời. Như người còn có thể tìm được lão bà. Tiểu Mỹ nữ rất thù dai, gia hỏa này vừa nói nàng chỗ nào cũng nhỏ, hiện tại nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc hắn. Lão bà của ta rất xinh đẹp. Thiếu niên nhìn tiểu Mỹ nữ. So với người đẹp hơn nhiều ngươi nói khoác tiểu mỹ nữ một mặt coi thường tên gia hỏa này trông cũng chẳng ra sao toàn thân trên dưới đều là hàng vỉa hè thậm chí cả xe cũng chưa từng ngồi qua còn không biết là từ cái khe núi nào mới chui ra nàng mới không tin hắn có thể tìm được lão bà xinh đẹp tài xế đại ca còn bao lâu nữa mới có thể đến thành phố giang hải vậy thiếu niên hỏi hai giờ nữa nam nhân vừa lái xe vừa trả lời còn hai giờ nữa là ta có thể gặp lại lão bà của ta thiếu niên hiển nhiên rất vui vẻ lão bà của ngươi ở giang hải tiểu mỹ nữ không nén nổi hỏi đương nhiên nếu không ta đi giang hải làm gì thiếu niên thuận miệng nói này nếu lão bà của ngươi xinh đẹp như vậy mà nàng còn ở giang hải nói không chừng ta cũng quen biết người nói đi nàng tên là gì tiểu mỹ nữ tuy không tin tưởng tên nhà quê này có lão bà xinh đẹp nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi nàng tên là kiều tiểu kiều thiếu niên quay đầu lại nhìn vào tiểu mỹ nữ. Người quen biết à, xe đột nhiên phanh gấp, nam nhân chính đang lái xe thiếu chút nữa đầu đụng vào vô lăng. Kiều tiểu kiều, nam nhân thất thanh kinh hô, mà sau đó cả đại tiểu mỹ nữ đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vào thiếu niên, cái danh tự này có sung kích lực đối với các nàng quá lớn. Tài xế đại ca, người biết lão bà của ta à. Thiếu niên có chút không rõ, lập tức khẽ cười hì hì lão bà của ta rất xinh đẹp phải không biểu tỷ chẳng lẽ giang hải còn có một người khác cũng tên là kiều tiểu kiều tiểu mỹ nữ nhẹ giọng hỏi có lẽ vậy đại mỹ nữ rất nhanh khôi phục lại như cũ tuấn phong tiếp tục lái xe đi xe lại tiếp tục tiến về phía trước không khí trong xe có chút trở lên quỷ dị này nhà quê người thật quen kiều tiểu kiều quá vài phút tiểu mỹ nữ cuối cùng cũng không kiềm nén được Nàng là lão bà của ta, ta đương nhiên quen nàng." Thiếu niên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào tiểu mỹ nữ. "Ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc à? Ngươi mới ngu ngốc ấy." Tiểu mỹ nữ phẫn nộ không thôi. "Mà cho dù ngươi quen biết Kiều tiểu kiều, nàng cũng không có khả năng là lão bà của ngươi, thân phận của nàng là gì, làm sao có thể thích ngươi được chứ?" "Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thích trời đông hay thích trời hè, Hạ Thiên?" thiếu niên nhãn châu chuyển động mở miệng hỏi không được gọi ta là tiểu muội muội ta không nhỏ cũng không phải muội muội của ngươi tiểu mỹ nữ một mắt chừng thiếu niên ta tên là tô bối bối ngươi có thể gọi ta là tô đại tiểu thư cũng có thể gọi ta là bối bối đại tỷ được rồi tô đại tiểu thư ngươi trả lời vấn đề vừa rồi của ta đi thiếu niên khẽ cười hì hì sao còn phải hỏi ta đương nhiên là thích trời hạ hạ thiên dùi trời đông quá lạnh Tô bối bối bĩu bĩu môi. Vậy là đúng rồi, người vừa nhìn thấy ta liền thích ta, lão bà của ta thích ta thì có gì lạ đâu. Thiếu niên hì hì cười nói. Tô bối bối chừng mắt với thiếu niên. Ta lúc nào nói là thích ngươi. Không phải vừa rồi ngươi nói thích hạ thiên sao. Trong mắt thiếu niên chấp qua một tia giảo hoạt. Vậy thì sao? Tô bối bối còn chưa rõ là chuyện gì. Ngươi thích hạ thiên, cũng chính là thích ta. Thiếu niên khẽ cười hắc hắc ta họ hạ, tên có một chữ là thiên. Tô bối bối không khỏi phải ngẩn người, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, tên của gia hỏa này lại như vậy, không trách được tự nhiên hắn lại hỏi nàng cái vấn đề vớ vẩn kia. Làm gì có ai tên như vậy? Sau phút chốc, tô bối bối căm phẫn nói. Hạ thiên lại ở đó cảm khái. Nhiều người ưa thích ta như vậy, áp lực đối với ta thật là rất lớn. Buồn nôn. Tô bối bối làm bộ như muốn nôn ẹ. Đại sư phụ nói với ta, nữ hài tử buồn nôn quá nửa là mang thai. Hạ thiên một mặt đứng đắn nói. Ngươi, tô bối bối khuôn mặt đỏ bừng. Lưu manh, nhị sư phụ nói với ta, ta trời sinh chính là một tên lưu manh. Hạ thiên vẫn một bộ dạng đứng đắn nói. Ta thấy đại sư phụ nhị sư phụ của ngươi cũng không phải là người tốt. Tô bối bối hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nếu ánh mắt có thể giết người, Hạ Thiên sớm đã bị thiên đao vạn trảm tam sư phụ của ta nhất định sẽ ưa thích ngươi, bởi vì hắn với ngươi có cùng một cách nhìn, hắn nói đại sư phụ và nhị sư phụ của ta đều là hỗn đản. Hạ thiên khẽ cười hì hì. Ngươi sao lại có nhiều sư phụ như vậy? Tô bối bối sắp biên mất rồi. Thần tiên tỷ tỷ nói cho ta, người khác từ nhỏ đến lớn ít nhất có mấy chục lão sư, ta chỉ có ba sư phụ cũng tính là không tệ rồi. Hạ thiên cười hì hì nói. Thần tiên tỷ tỷ lại là ai? Tô bối bối đầu đã có chút phát ngất. Thần tiên tỷ tỷ cũng là lão bà của ta. Hạ thiên trong mắt chấp qua một phần ôn nhu, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cũng không cùng dạng. Lão bà của ngươi không phải là kiều tiểu kiều sao? Tô bối bối một trận đau đầu, ra hỏa này sao lời nói lại loạn như vậy a? À? Ngươi thật ngốc, thần tiên tỷ tỷ là đại lão bà của ta, tiểu kiều là tiểu lão bà, vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ ràng. Hạ thiên trong giọng nói mang theo một tia xem thường nam nhân ở phía trước lái xe cuối cùng cũng không nhịn nổi. Bối bối, gia hỏa này vốn bị bệnh thần kinh, em so đo cùng hắn làm gì? chương 2, tâm tại lưu lãng. Tam ca, em cũng vừa mới biết hắn bị bệnh thần kinh mà. Tô bối bối biểu biểu môi, không sai, hiện tại nàng đã tin tưởng não hà thiên có vấn đề, như nói kiều tiểu kiều là lão bà của hắn còn có một phần vạn khả năng là thật. Đằng này lại nói kiều tiểu kiều làm tiểu lão bà của hắn, khẳng định chỉ có ở trong ảo tưởng của mấy tên bị bệnh thần kinh. Tài xế đại ca, ta biết anh đố kỵ ta. Hạ thiên như cũ đắc y nói. Đố kỵ ngươi, Tô Tuấn Phong ta lại phải đi đố kỵ với ngươi. Nam nhân cảm giác thấy quá buồn cười. Đúng vậy, Tam ca từ nhỏ đã là thiên tài, 22 tuổi đã lấy được học vị bác sĩ tại Đại học Columbia ở Mỹ, sau khi về nước từ tay trắng khởi nghiệp, chỉ với thời gian 3 năm đã xây lên một nhà công ty có tài sản ngàn vạn, lại phải đi đố kỵ cái loại nhà quê không có cả tiền ngồi taxi như ngươi à. Tô bối bối khẽ hừ một tiếng. Tam ca so với người có tiền, cũng đẹp trai hơn ngươi, nếu nói đố kỵ thì cũng phải là ngươi đố kỵ anh ấy mới đúng. Tài sản có ngàn vạn mà thôi, chờ đến lúc ta 25 tuổi khẳng định sẽ không chỉ có chút ít tiền như vậy. Hạ thiên hời hợt nói. Như vậy mà còn là chút ít tiền. Tô bối bối căm phẫn không thôi. Ngươi ngay cả taxi còn chưa ngồi, thế mà dám nói ngàn vạn chỉ là chút ít tiền. Lão bà của ta nói, nàng nhắm mắt một ngàn vạn không có, nhưng mở mắt sẽ có tiền triệu. Hạ thiên thờ ơ nói, tô bối bối không khỏi ngẩn ngơ, cả tô tuấn phong cũng nhịn không nổi quay sang nhìn hạ thiên, chẳng lẽ ra hỏa thật sự quen biết kiều tiểu kiều. Bởi vì bọn họ biết, xác thực kiều tiểu kiều có bản sự như vậy, tư kim quay vòng trên tay của nàng chút ít cũng có vài chục triệu, trong nháy mắt tổn thất ngàn vạn hoặc lãi tiền triệu đều là có khả năng nhà quê cho dù kiều tiểu kiều là lão bà của ngươi thì tiền đó cũng là của nàng không liên quan gì đến ngươi tô bối bối hử nhẹ một tiếng giọng điệu mang theo chế nhạo chẳng lẽ ngươi muốn ăn bám thực ra thì lão bà là của ta tiền của nàng đương nhiên cũng là tiền của ta chẳng qua tam sư phụ nói với ta nam nhân không thể ăn bám cho nên ta quyết định chính mình sẽ đi kiếm tiền hạ thiên tràn đầy tự tin chờ sau khi ta tới giang hải rất nhanh sẽ kiếm được tiền Hừ, chỉ bằng ngươi như thế này, tám phần là chưa tốt nghiệp đại học, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi làm dân công, một tháng có thể kiếm hai ba ngàn đồng cũng là không tệ. Tô bối bối dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Thiên. Thực ra ta cũng không đi học. Hạ Thiên quay đầu nhìn tô bối bối. Năm ta ba tuổi, ngày đầu tiên đi nhà trẻ thì trên đường đã gặp thần tiên tỷ tỷ, hai chúng ta vừa gặp đã trung tình liền cùng nhau cùng lúc bỏ chạy. Phụt, đại mỹ nữ đang uống nước khoáng, vừa nghe như vậy liền một ngụm nước đều phun hết ra, sau đó là một trận ho khan kịch liệt, khụ, khụ. Biểu tỷ, chị không sao chứ? Tô bối bối nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng của đại mỹ nữ, một mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ bị sặc nước. Đại mỹ nữ lắc lắc đầu, chỉ là lại nhìn không nổi dùng ánh mắt cổ quái nhìn vào hạ thiên, đây là người gì a? À? ba tuổi liền cùng người ta vừa thấy trung tình còn bỏ chạy nữa. Chính vào lúc này cả xe đột nhiên chấn động, đồng thời còn có hai tiếng xì hơi tô tuấn phong đang lái xe sắc mặt cũng hơi biến nhanh chóng giảm tốc độ của xe phút chốc hắn liền đem xe dừng tại ven đường tuấn phong làm sao vậy đại mỹ nữ vội vàng hỏi có thể bị nổ lốp để ta xuống xem một chút tô tuấn phong nói xong liền xuống xe rất nhanh tô tuấn phong liền ở nơi đó trách mắng thật là gặp quỷ không biết tên vương bát đản nào lại giải đinh trên đường bánh trái phía trước cùng bánh phải phía sau đều bị cán phải đinh. Gì, nghiêm trọng như vậy, vậy không phải không thể đi tiếp ư. Tô bối bối kêu lên. Bốn cái bánh xe bị hỏng hai cái, trên xe cũng không có bánh dự phòng, đương nhiên sẽ không cách nào đi tiếp. Tô Tuấn Phong nhìn quanh bốn phía cũng không thấy có chiếc xe nào khác, nguyên nhân có lẽ do hiện tại quá nóng nên cũng không có ai muốn tuyển chọn lúc này xuất môn. Phía trước cách đó mấy trăm thước có một tòa nhà hai tầng, chính phía tường hướng về bên này được sơn hai chữ màu đỏ rất lớn làm lốp phía trước có một chỗ làm lốp trước đến đó xem vậy tô tuấn phong quay lên xe thừa lúc hơi trong lốp còn chưa bị xì hết thì lái đến phía trước mấy trăm thước cũng không có vấn đề gì trên đường bị người giải đinh vừa vặn phía trước lại có chỗ làm lốp cái này cũng quá trùng hợp đi tô bối bối tức tối nói em thấy tám thành là người ở chỗ đó cố ý làm ra Tô Bối bối hoài nghi như vậy cũng rất bình thường, việc như thế này đã xảy ra ở rất nhiều nơi, chỉ là việc này rất khó tìm được chứng cứ nên mọi người cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo mà thôi. Trong lúc nói chuyện thì Tô Tuấn Phong cũng lái xe đến cửa của căn nhà, lấy tay ấn lên còi xe. Một thanh niên đầu chọc nhanh chóng chạy ra, trên mặt cười cười. Ông chủ, xe hỏng gì ạ? À? Lốp xe cán phải đinh, có thể thay không? Tô Tuấn Phong hỏi. Có thể, đương nhiên có thể đầu chọc chuyển thân hướng phía trong gọi một câu đại lưu tiểu đỗ làm việc hai thanh niên đầu cua cầm lấy dụng cụ từ bên trong chạy ra chạy một vòng quanh xe liền bắt tay vào làm việc rất nhanh tháo ra hai cái lốp xe cán phải đinh sau đó liền lăn chúng vào bên trong cửa hàng ông chủ vào trong nghỉ ngơi một chút đi bên trong có điều hòa còn có nước đá cung cấp miễn phí nữa đầu chọc chủ động mở cửa xe cho tô tuấn phong tô tuấn phong quay đầu lại phía sau nhìn đại mỹ nữ hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của nàng vào trong đi đại mỹ nữ mở cửa xuống xe trước tô tuấn phong cùng tô bối bối tự nhiên cũng cùng theo xuống xe hạ thiên đi phía sau cùng bốn người cùng lúc theo đầu chọc tiến vào trong nhà đi vào bên trong một căn phòng y như lời đầu chọc nói có mở điều hòa phía góc tường còn có một cái tủ lạnh ông chủ tiểu thư ngồi xuống trước đi đầu chọc nhiệt tình chiêu đãi bốn người còn từ trong tủ lạnh lấy ra bốn chai nước khoáng lạnh đưa cho mỗi người Khiến Tô Tuấn Phong âm thầm cảm khái phục vụ ở chỗ này còn không tệ. Bao lâu mới thay xong? Đại mỹ nữ mở miệng hỏi. Nhanh nhất nửa giờ. Đầu chọc trả lời. Chẳng qua, chẳng qua làm sao? Đại mỹ nữ nhíu lông mày. Tiểu thư, còn là phiền hà các người trả trước tiền thay lốp cho chúng ta. Đầu chọc vẫn là đầy mặt mỉm cười. Tô Bối bối lập tức bất mãn kêu lên. Này, người ta đều là sửa xong xe mới trả tiền chứ? Tiểu thư, cô có điều không biết, vốn dĩ là vậy, ta cũng muốn xe sửa xong mới nhận tiền công, nhưng mấy tên tiểu tử công nhân của ta lại không nghe lời, bọn chúng không nhận tiền trước đều là không nguyện ý đi làm việc, vốn thay lốc chỉ cần nửa giờ là xong nhưng bọn họ có thể kéo dài tới nửa ngày. Đầu chọc cười hì hì giải thích, ta nghĩ mấy vị khẳng định không muốn đợi lâu như vậy, vì suy nghĩ cho mấy vị nên ta chỉ có thể nhận tiền trước mà thôi. Người sao lại như vậy? Tô bối bối có chút giận đây không phải là người uy hiếp chúng ta ư. Bao nhiêu tiền? Đại mỹ nữ nhàn nhạt hỏi. Đầu chọc dơ lên một ngón tay. Một trăm đồng. Tô bối bối lại bất mãn kêu lên. Có nhầm lẫn gì không vậy? Ta nghe nói thay lốc nhiều lắm cũng hai ba mươi đồng là cùng. Tiểu thư, cô hiểu lầm, không phải một trăm khối. Đầu chọc lắc lắc đầu. Mười đồng, vậy còn không sai. Tô bối bối nói chung mới mãn ý. Còn tính là tiện nghi, Tiểu thư, là một ngàn đồng. Đầu chọc trong lòng thầm mắng, ở đâu lại tới một con nhà đầu ngốc này, mười đồng còn không đủ mưa mấy chai nước khoáng ấy chứ. Cái gì, một ngàn. Tô bối bối nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt với đầu chọc. Người sao không đi ăn cướp đi? Tiểu thư, ăn cướp là phạm pháp, chúng ta không làm việc phạm pháp. Đầu chọc một mặt ôn hòa, hắn đối với phản ứng của tô bối bối cũng không cảm giác được có gì kỳ quái hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp đến tình huống như thế này. Bối bối, không cần nói nữa. Đại mỹ nữ mở túi sách lấy ra một sấp tiền mặt, rút ra 10 tờ đưa cho đầu chọc. Đây là một ngàn đồng, phiền hà các ngươi nhanh chút, chúng ta đang vội. Đầu chọc nhận lấy tiền, lại không có đi ra. Tiểu thư, còn thiếu một ngàn đồng. Các ngươi đừng có thái quá. Tô Tuấn Phong cũng không thể nhẫn được nữa. Ông chủ, một cái bánh xe một ngàn đồng, hai cái bánh xe đương nhiên là hai ngàn, ta mặc dù ít đọc sách nhưng phép tính đơn giản như vậy vẫn là biết tính. Đầu chọc không nhanh không chậm nói. Cầm lấy đi. Đại Mỹ nữ lại rút ra 10 tờ tiền đưa đến tay đầu chọc. Nếu các ngươi có thể trong 10 phút làm xong, ta sẽ trả thêm 2 ngàn cho các ngươi. Cảm ơn tiểu thư. Đầu chọc ngẩn ngơ, Mỹ nữ này cũng thật là hào phóng ngoài cả hắn dự liệu, chẳng qua hắn rất nhanh phản ứng lại. Xin tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng giúp cô thay xong xăm lốp. Đầu chọc rất nhanh rời đi, tô bối bối lại ở nơi đó xì sao. Biểu tỷ, đám người này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, làm sao lại cho bọn hắn nhiều tiền như vậy. Ta chỉ muốn nhanh chóng về Giang Hải, mấy ngàn đồng chỉ là việc nhỏ. Đại Mỹ nhân nhàn nhạt nói. Cũng không biết hôm nay làm sao lại gặp nhiều chuyện như vậy, trước kia chúng ta về Giang Hải đều rất thuận lợi mà. Tô bối bối chề lên miệng nhỏ, sau đó liền đem hết bất mãn chuốc lên người hạ thiên. Ta thấy người chính là tai tinh, người mới lên xe một lúc, xe liền bị hỏng. Thần tiên tỷ tỷ nói ta chính là đại phúc tinh, lão bà của ta nói gặp được ta cũng là vận may lớn nhất cuộc đời nàng. Hạ thiên hiển nhiên không đồng ý với cách nói của tô bối bối. Bệnh thần kinh, hoang tưởng điên dại, không cách trị. Tô bối bối bĩu bĩu môi. Chỉ cần là bệnh đều có thể chữa, bệnh thần kinh cũng chỉ là hệ thần kinh có chút vấn đề mà thôi đều có thể chữa khỏi hạ thiên lắc lắc đầu nói làm như ngươi là thần y không bằng tô bối bối dùng ánh mắt xem thường nhìn vào hạ thiên không sai ta chính là thần y hạ thiên lại không thấy gì không đúng gật gật đầu ngươi không nói khoác sẽ chết à tô bối bối không giọng điệu không tốt nói hạ thiên một mặt vô tội không trách được đại sư phụ nói với ta bây giờ nói thật luôn không ai tin tưởng. Tô bối bối hung hăng trừng hạ thiên, cuối cùng không tiếp tục nói chuyện. Khoảng 10 phút sau, đầu chọc lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sửa xong rồi chứ? Đại mỹ nữ đứng dậy. Đã xong, chẳng qua là tiểu thư, cô vừa nói cái kia. Đầu chọc còn chưa nói xong, đại mỹ nữ liền đem một sấp tiền ném tới tay của hắn. Cầm lấy đi. Cảm ơn tiểu thư. Đầu chọc trên mặt hớn hở đại mỹ nữ không nhìn đầu chọc, trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi ra, mấy người hạ thiên cũng lập tức theo sau, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì cửa đã bị khóa lại. Tiểu thư, các ngươi tạm thời còn chưa đi được. Thanh âm của đầu chọc từ phía sau truyền đến. chương 3, đừng có động vào người của ta. Đại mỹ nữ đột nhiên quay người lại, trong mắt đẹp phát ra hai tia lạnh lùng. Người còn muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta không cần tiền, Thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền đến, cửa phòng bên cạnh mở ra liền có một nhóm người đi tới, đi đầu là một nam nhân hơn 30 tuổi, cường tráng cao lớn, trên thân xích lóa đã được một hình xăm mãnh hổ che kín, khiến người ta cảm giác thấy dị thường hung hãn. Sau người nam nhân xăm thân còn có bốn đại hán vạm vỡ, mặc vào quần jean đều cùng một màu đen, trên tay mỗi người còn cầm một thanh thiết khôn dài chừng một thước. "Diệp tiểu thư, người chúng ta cần là cô." nam nhân xăm thân nhìn chằm chằm vào những khu vực đầy thành thục của đại mỹ nữ các ngươi muốn làm gì tô tuấn phong chặn tại trước mặt đại mỹ nữ tức giận nhìn vào nam nhân xăm thân ngươi biết ta là ai không tô tam công tử mục tiêu của chúng ta là diệp tiểu thư chỉ cần cậu cùng tô tiểu thư ngoan ngoãn đứng qua một bên ta bảo đảm hai người không sao nhưng nếu cậu không biết thức thời thì đừng trách mãnh hổ ta không khách khí nam nhân xăm thân tự xưng là mãnh hổ lạnh giọng nói Tô Tuấn Phong trong lòng trầm trọng, hắn liền hiểu ra những người này cũng không phải lũ cướp phổ thông, cho dù là thanh danh của Tô Gia cũng như Diệp Gia đều không thể nào dọa được bọn chúng, bởi vì bọn chúng là vì Diệp mộng oánh mà tới, mà xăm lốc bị cán đinh cũng không phải là ngẫu nhiên, hết thảy những việc này đều là trong kế hoạch của đối phương. Ai phái các ngươi tới? Diệp mộng oánh lạnh nhạt hỏi. Diệp tiểu thư, cô cần gì phải hỏi vấn đề mà biết rõ không có đáp án? Mãnh hổ lắc lắc đầu, ta cho cô hai lựa chọn, thứ nhất, cô không phản kháng, sau đó cùng ta mấy ngày, ta sẽ đem cô thả trở về, thứ hai, cô phản kháng thì cô phải cùng với tất cả huynh đệ của ta một tuần lễ, đương nhiên sau đó ta cũng thả cô ra. Chẳng lẽ bọn họ không phải sai người tới giết ta? Diệp Mộng Oánh tiếp tục hỏi. Diệp Tiểu Thư, ta chỉ nghĩ muốn cùng cô đóng một bộ phim đặc sắc mà thôi, đương nhiên nếu cô muốn cùng với những huynh đệ này của ta cùng lúc đóng cũng không vấn đề, đến lúc đó ta sẽ đem bộ phim tuyệt vời này cùng với tất cả mọi người trên thế giới thưởng thức. Ta tin tưởng Diệp Tiểu Thư rất nhanh chóng sẽ trở thành một trong những minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Mãnh hổ một bên nói một bên dùng ánh mắt xâm tà càn rỡ lướt qua những bộ vị then chốt trên người Diệp Mộng Oánh, tại trong lòng hắn xem thì vị nữ nhân xinh đẹp gợi cảm này đã là vật trong túi của hắn. Sắc mặt Diệp Mộng Oánh nháy mắt biến thành trắng bệch, nàng cuối cùng cũng biết đối phương muốn làm gì, tuy đối phương không giết nàng nhưng đối với nàng mà nói việc này so với giết nàng đau khổ hơn nhiều. Vô sỉ, tô bối bối tức giận mắng. Các ngươi nếu dám động vào biểu tỷ của ta dù chỉ một vọng tóc, đại ca cùng biểu ca nhất định sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Tô tiểu thư, tuy nhiên ta không hứng thú với cô nhưng ta có một huynh đệ rất ưa thích tiểu la lị như cô, nếu cô còn dám uy hiếp ta thì ta sẽ không ngại đem cô tặng cho huynh đệ của ta. Mãnh hổ nhàn nhạt nói. Mộng oánh, Bối bối, hai người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây sẽ không có ai có thể động tới các ngươi." Tô Tuấn Phong nắm chặt nắm tay, hung hăng nhìn vào Mãnh Hổ. "Tô Tam công tử, cậu là muốn tìm chết?" Mãnh Hổ có chút ngoài ý nhìn vào Tô Tuấn Phong. "Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên xem lại lực lượng của chính mình có đủ hay không. Mộng Oánh là bạn của ta, bạn gặp nạn, ta không thể không quản." Tô Tuấn Phong trầm giọng nói. "Ta cũng cảnh tỉnh các ngươi." Tốt nhất lên suy nghĩ cho rõ ràng có thể chịu nổi được trả thù của tô gia chúng ta cùng Diệp ra hay không. Tô Tam Công Tử, người biết ta chán ghét nhất cái gì không? Mãnh hổ lạnh lạnh nhìn vào tô Tuấn Phong. Hiện tại ta nói cho ngươi, ta chán ghét nhất là người khác uy hiếp ta, cho nên ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mãnh hổ quay đầu lại nhìn đầu chọc. Thủ tiêu hắn thì tiểu nha đầu kia sẽ là của ngươi. Dạ, cảm ơn hổ ca. Đầu chọc liền vui sướng hắn nhìn một chút tô bối bối, nước miếng thiếu chút nữa cũng chảy ra, nghĩ đến tiểu la lị này lập tức sẽ trở thành món ăn, khoái khẩu của hắn, đầu chọc càng cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng, hét lớn một tiếng liền nhào hướng tô tuấn phong. Tô Tuấn Phong hung hăng vung ra một quyền đúng tại gò má của đầu chọc, đầu chọc không khỏi phát ra một tiếng rên thảm, Tô Tuấn Phong đột nhiên bay lên đá ra một cước chúng đúng quần đầu chọc, một cước này khiến cho đầu chọc càng kêu thảm kinh thiên động địa. Tô Tuấn Phong được lợi thế không buông tha, lại vung ra một quyền nện chúng cái đầu chọc khiến đầu chọc lập tức chấm dứt kêu thảm, bởi vì hắn trực tiếp ngất đi. Kia, tam ca quá tuyệt. Tô bối bối hưng phấn vỗ tay. Diệp mộng oánh cũng nhịn không nổi dùng ánh mắt khác thường nhìn vào Tô Tuấn Phong, khuôn mặt nàng trắng bệch cũng có thêm một tia huyết sắc. Một phút này nàng dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng thoát khỏi kiếp nạn, mà hình tượng của Tô Tuấn Phong trong mắt nàng dường như càng thêm cao lớn. Tô Tam công tử, thật không nhìn ra người còn có chút bản lĩnh mãnh hổ có chút ngoài ý. Hừ, tam ca của ta chính là cao thủ tiệt quyền đạo đai đen cấp 4, các ngươi nếu thức thời thì mau thả chúng ta ra, không thì tam ca sẽ đánh cho các ngươi tơi bởi tan tác. Tô bối bối lớn tiếng reo lên. Tiệt quyền đạo đai đen cấp 4. Mãnh hổ dường như ngây ngốc. Sợ rồi sao? Tô bối bối rất đắc ý. Sợ rồi thì nhanh cút. Ha ha ha, ta thật là rất sợ nha. Mãnh hổ cười lớn vài tiếng, sau đó liền khẽ vung tay lên cho ta bốn đại hán sau lưng mãnh hổ liền cùng lúc nhào tới tô tuấn phong bốn thanh thiết côn cũng cùng lúc nện xuống tam ca cố lên làm sạch hết bọn lưu a à. tô bối bối bỗng nhiên kinh hô khuôn mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch một thanh thiết côn đã nện vào đầu của tô tuấn phong tô tuấn phong thậm chí còn không kịp kêu lên liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tam ca anh làm sao vậy tô bối bối vội vàng kêu lên đáng tiếc là tô tuấn phong không có bất kỳ phản ứng gì a à, tô bối bối hét lên trói tai sau đó dương nanh múa vuốt nhào đến mãnh hổ tên vương bát đản này ta liều mạng với ngươi mãnh hổ phất phất tay liền có hai người tiến lên một trái một phải bắt lấy cánh tay của tô bối bối tô bối bối chỉ là một tiểu nữ hài mảnh mai tự nhiên không cách nào có thể thoát khỏi tay của hai đại hán vạm vỡ vương bát đản mau thả ta ra ô ô ô Tô bối bối vừa mở miệng mắng liền có một chiếc tất nhét vào trong mồm nàng, mà bên kia mãnh hổ đang chậm rãi đi tới Diệp Mộng Oánh. Diệp Mộng Oánh khuôn mặt trắng bệch, hy vọng tới nhanh mà vụt tắt lại càng nhanh, vốn cho là Tô Tuấn Phong có thể bảo hộ nàng, nhưng trong khoảnh khắc nàng liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục khi nhìn vào từng bước đi của mãnh hổ. Diệp Mộng Oánh muốn lùi lại phía sau nhưng lại phát hiện đôi chân đã như bị đổ trì, nửa bước cũng không nhấc nổi. Diệp Tiểu Thư, hiện tại nguyện ý cùng ta đi đóng phim chứ, Mãnh hổ tham lam nhìn vào bộ vị báo mãn của Diệp Mộng Oánh, một tay vươn tới. Diệp Mộng Oánh đóng lại trong mắt, sắc mặt cho tàn, lúc này nàng đã có thể tưởng tượng đến vận mệnh sau này của mình. Ê, đừng có động vào người của ta. Thanh âm bất mãn đột nhiên vang lên bên tai Diệp Mộng Oánh, mà Diệp Mộng Oánh cũng phát hiện cái bàn tay dơ bẩn kia cũng không có đụng tới nàng. Nàng đột nhiên mở tròng mắt ra nhìn vào tình hình trước mắt, nhưng lại có cảm giác như là nằm mộng bàn tay của mãnh hổ cách thân thể của nàng 10cm đã bị một cánh tay chặn lại, mà chủ nhân của cánh tay lại chính là tên nhà quê trong miệng của tô bối bối, Hạ Thiên. Nhìn vào cánh tay nhỏ mịn của Hạ Thiên, lại nhìn sang cánh tay thô tráng của mãnh hổ, Diệp Mộng Oánh nhất thời có cảm giác như là con kiến đụng phải con voi, nhưng nàng lại phát hiện cánh tay mãnh hổ đã nổi cả gân xanh, dường như đã dùng hết sức lực, mà Hạ Thiên lại rất nhẹ nhàng, dị thường nhẹ nhàng, nhưng kết quả lại là cánh tay của mãnh hổ chẳng những không thể tiến về phía trước mà cũng không cách nào rụt lại phía sau cứ như vậy mà đặt tại giữa không trung tiểu tử có phải ngươi muốn cùng kết quả như tô tuấn phong mãnh hổ hung tợn nhìn hạ thiên mắt thấy mỹ nữ đã đến tay lại bị tiểu tử này chặn ngang khiến cho hắn trong lòng rất tức giận từ đầu đến giờ hắn đều không đem tên tiểu tử yếu đuối này để ở trong mắt mà Hạ Thiên trước đó một lời không nói khiến cho Mạnh Hổ lại lầm tưởng Hạ Thiên chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan, chỉ là hắn không nghĩ đến đúng vào lúc then chốt, Hạ Thiên lại đột ngột đứng ra mà xem tên tiểu tử gầy như khỉ này hốt nhiên khí lực lại lớn như vậy, hắn đã dùng hết sức mà không cách nào rút tay về được. Ta nói cho đại ca, người có biết cái gì gọi là tới trước đến sau không? Hạ Thiên một mặt không vui, mỹ nữ tỷ tỷ là ta quen trước, ta phi, ai cùng ngươi tới trước đến sau? mãnh hổ hung hăng nhổ một ngụm nước bọt tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có chút khí lực mà có thể phá hoại chuyện tốt của hổ ra ngươi nói như vậy là ngươi không muốn giảng đạo lý hạ thiên không cao hứng lời hổ ra của ngươi chính là đạo lý mãnh hổ một mặt xem thường ở đâu tới cái tên đần độn còn muốn giảng đạo lý không giảng đạo lý a à, ta ưa thích hạ thiên sán lạn khẽ cười tay phải bỗng nhiên dùng sức kéo một cái Tức thì tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng răng rắc. "A, à, tay của ta." Mãnh hổ chỉ cảm thấy truyền đến một trận kịch đau như kim châm vào tim, nhịn không nổi phát ra một tiếng kêu thảm. "Không có việc gì, chỉ là chật khớp mà thôi, ta có thể giúp ngươi nối lại." Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó tay đẩy ra một cái, lại một tiếng răng rắc, Mãnh hổ cũng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. "Ngươi xem đã nối lại rồi phải không? Công phu nối xương của ta tuyệt đối là đệ nhất." Hạ Thiên khá đắc ý, sau đó lại kéo một cái, răng rắc, cánh tay của mãnh hổ lại chật khớp lần nữa, mãnh hổ đau đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi. Chỗ không xa, trong mắt xinh đẹp của Tô Bối Bối đã trừng lên tròn xoe, tên nhà quê này lại lợi hại như vậy. Trong mắt Diệp Mộng Oánh lấp lánh lên hoa lửa, nàng nháy mắt cũng không nháy mà nhìn vào Hạ Thiên, thiếu niên này xem như bình thường không có gì trong lúc này đã trở thành hết thảy hy vọng của nàng. Mãnh hổ đại ca lâu lắm rồi ta không có luyện tập thủ pháp nối xương, trước kia mỗi ngày ta đều muốn luyện 99 lần, hiện tại còn 98 lần, người nói ta có nên tiếp tục luyện nữa không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. chương 4, đồ chơi không chịu chơi. Không, không muốn. Mãnh hổ trong ánh mắt hiện lên một tia cầu khẩn. Người nói không muốn liền không muốn, vậy ta không phải rất mất mặt sao? Hạ Thiên lắc lắc đầu. Không thì trước luyện hai ba lần đi răng rắc, răng rắc. Liên tục qua mấy lần, mãnh hổ cuối cùng cũng kêu thảm mà hôn mê. Hạ thiên chơi không thấy chán, bốn phía lại một mảnh yên lặng, Diệp Mộng Oánh cùng tô bối bối đều là trợn mắt há mồm, thủ đoạn chỉnh người của gia hỏa này cũng quá nhàn nhã đi. Mà bốn tên thủ hạ của mãnh hổ chỉ cảm giác thấy từng cái dùng mình từ dưới bàn chân truyền lên, trời thì đang nóng mà trong lòng bọn họ lại chỉ cảm thấy mát lạnh kia lão đại trong mắt của bọn hắn là bách chiến bách thắng mà lại bị người biến thành đồ chơi để chơi, điều này cũng thật là quá sức tưởng tượng. Bốn người cầm thiết côn mấy lần tưởng xông lên, nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Thật là không có tí nào chịu đựng, nhanh như vậy đã ngất rồi. Hạ Thiên có chút chơi còn chưa đủ, ngồi xổm xuống dùng tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu của mãnh hổ. "Ê, tỉnh lại đi." Mãnh hổ thật đã tỉnh lại, nhìn đến Hạ Thiên đang cười cười, Miệng môi của hắn một trận lẩy bẩy muốn nói cái gì lại một chữ cũng nói không ra. Hạ thiên sán lạn khẽ cười. Mãnh hổ đại ca, hiện tại đã biết cái gì gọi là tới trước đến sau rồi chứ? Biết, đã biết. Mãnh hổ cuối cùng cũng nói thành lời, thanh âm run rẩy, đầy mặt mồ hôi hiện ra rất đau đớn. Đại, đại ca, là ta có mắt không thấy thái sơn, bây giờ có cho tiền tiểu đệ cũng không dám cùng anh tranh nữ nhân. Ừ âm, ngược lại người còn là biết thức thời. Hạ Thiên hài lòng gật gật đầu. "Vậy, đại ca, anh, anh có thể tha mạng cho em được không?" Tâm thần Mãnh Hổ khẽ rung. "Cái này thì." Hạ Thiên khẽ cười hì hì, sau đó lắc lắc đầu. "Không thể." "A, Mãnh Hổ muốn khóc mà không được. Đại ca, anh, anh muốn như thế nào?" Hạ Thiên đứng lên. "Dám có chủ ý với lão bà của ta chỉ có hai cái kết cục." "Hai kết cục?" Mãnh Hổ thanh âm phát run thứ nhất là biến thành người chết, thứ hai đó là biến thành thái giám, người muốn chọn cái nào. Hạ thiên khẽ cười hì hì, mãnh hổ sắc mặt xám trắng. Đại ca, có thể không chọn được không? Thôi, người cũng không cần chọn bởi vì người chọn cũng không được. Hạ thiên lắc lắc đầu. Tam sư phụ không thích ta giết người, cho nên ta quyết định giữ lại cái mạng cho ngươi, biến ngươi thành thái giám là được rồi. Vừa nói chuyện, hạ thiên cũng nhấc chân lên đạp hướng về phần háng của mãnh hổ không muốn a à, mãnh hổ hét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lại tiếp tục hôn mê hạ thiên quay người lại nhìn bốn tên thủ hạ của mãnh hổ đại ca tha mạng bốn người cùng lúc run cầm cập sau đó cùng lúc xin tha lúc này bọn họ đã hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn động thủ đừng sợ ta cũng không thèm đánh các ngươi hạ thiên sán lạn khẽ cười các ngươi đi ra mở cửa cho ta Vâng, đại ca. Bốn người như được đại xá, nhanh chóng làm theo lời của Hạ Thiên. Cửa mở ra, Hạ Thiên liền phát hiện thấy ngoài cửa có thêm một chiếc xe, mà hai tên tiểu tử sửa xe kia lại đang ở trước chiếc Audi của Diệp Mộng Oánh, chẳng qua không phải thay lốp xe mà là tháo luôn cả hai chiếc bánh xe còn lại. Bọn họ đang làm gì vậy? Hạ Thiên không vui hỏi. Đại ca, là hổ ca trước đó dặn dò, bảo bọn họ đem tất cả bánh xe của các anh đều tháo ra, đề phòng vạn nhất một người gấp gáp trả lời, sau đó liền hướng bên kia hét lớn một tiếng. Đại lưu, tiểu đỗ, các ngươi lăn qua đây cho lão tử. Cường ca, có việc gì? Đại lưu cùng tiểu đỗ liền chạy tới trước mặt mọi người cung kính hỏi. Nhanh ra mắt đại ca. Cường ca chỉ chỉ hướng phía hạ thiên. Cái này, đại lưu cùng tiểu đỗ chốc lát đều không có phản ứng. Bốp bốp, cường ca liền cho đại lưu cùng tiểu đỗ mỗi người một cái bạt tai nhanh lên vâng cường ca hai người muốn khóc không được tiểu tử không phải vừa mới ở trên chiếc xe kia ư làm sao đột nhiên lại biến thành đại ca của bọn họ chứ nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều nhanh chóng cúi người gật đầu đối với hạ thiên chào hỏi đại ca các ngươi chưa thay xong lốp xe à hạ thiên hỏi chưa chưa xong hai người nhìn nhau sợ hãi rụt rè nói xe này là của ai Hạ Thiên nhìn một chút chiếc xe mới đến kia. Đại ca, đây là của Hổ ca, đầu chọc gọi điện thoại cho Hổ ca nói Diệp Tiểu Thư đã ở chỗ này, chúng ta lập tức chạy qua đây. Cường ca vội vàng nói, hắn hiện tại là biết gì nói nấy, chỉ lo sợ Hạ Thiên có cái gì không vui mà đem hắn biến thành thái giám thì thảm. Ừ âm, ta thấy bánh xe của xe này cũng không khác nhiều với bánh xe trên xe của chúng ta, có thể đổi sang xe của chúng ta được không? Hạ Thiên suy nghĩ một chút hỏi. Có thể, Đương nhiên có thể, đại ca, chúng ta sẽ làm ngay." Cường ca liền vội vàng gật đầu, sau đó hung hăng trừng đại lưu cùng tiểu đố. "Mau làm đi." Bản sự đổi lốp xe của hai gia hỏa này cũng không tệ, không đến 10 phút đã thay xong cả bốn bánh xe. "Đại ca, xe sửa xong rồi, anh còn muốn phân phó gì không?" Cường ca cẩn thận dò hỏi. "Đưa hắn lên trên xe đi." Hạ Thiên chỉ Tô Tuấn Phong ở chỗ không xa gia hỏa này vẫn còn nằm trên đất hôn mê mà tô bối bối cùng diệp mộng oánh đang ngồi bên cạnh của hắn tam ca tam ca mau tỉnh lại đi tô bối bối đầy mặt lo lắng biểu tỷ tam ca sẽ không sao chứ yên tâm hắn không chết được hạ thiên lười biếng nói đợi đến lúc chúng ta đến giang hải hắn cũng sẽ tỉnh lại làm sao ngươi biết tô bối bối không tốt nói ta là thần y mà hạ thiên không có chút nào khiêm tốn ngươi lại nói, tô bối bối vừa muốn nói hạ thiên lại nói khoác, chỉ là nói được một nửa lại phải ngừng lại. sự tình vừa mới xảy ra khiến cho nàng ý thức được, ra hỏa này thật ra cũng có chút bản sự. bối bối, không cần biết ra sao, trước hết cứ đưa tuấn phong về giang hải lại nói đi. diệp mộng oánh cuối cùng mở miệng, không biết vì sao lúc này trong ý thức của nàng đã tuyển chọn tin tưởng hạ thiên. ừ ừm, tô bối bối cũng chỉ đành chịu. Thực ra nàng cũng không có biện pháp khác vì quanh đây căn bản không có bệnh viện. Mấy người cường ca đưa Tô Tuấn Phong đến chỗ ngồi phía sau xe, Tô bối bối ở bên cạnh chiếu cố cho hắn, Diệp Mộng Oánh tự mình chịu trách nhiệm làm tài xế, tự nhiên Hạ Thiên cũng ngồi ở bên cạnh của nàng. Mấy người cường ca xếp thành một hàng đứng tại ven đường, cùng lúc khom người. Đại ca, đại tàu đi thong thả. Diệp Mộng Oánh khuôn mặt không khỏi khẽ hồng, liền nhấn ga khởi động xe chạy đi. Chiếc Audi màu đen của Diệp Mộng Oánh tiếp tục chạy trên quốc lộ 107, trong xe vẫn như cũ có bốn người, nhưng không khí trong xe đã không còn giống như lúc trước. Sự việc vừa mới xảy ra đã tạo cho tâm lý của Diệp Mộng Oánh cùng tô bối bối xung kích rất lớn, cho đến bây giờ Diệp Mộng Oánh còn chưa hoàn toàn tiếp thụ hết mọi việc vừa xảy ra. Hắn đến cùng là ai? Diệp Mộng Oánh một bên lái xe, một bên dùng ánh mắt quan sát Hạ Thiên đang ngồi bên cạnh, vừa mới xảy ra sự tình lớn như vậy mà Hạ Thiên lại vẫn một bộ dạng hời hợt, dường như việc gì cũng chưa có xảy ra. Hạ Thiên, vừa rồi thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng. Diệp Mộng Oánh nói cảm ơn rất thật lòng thật ý, giờ phút này nàng đã bắt đầu cảm thấy rất may mắn khi trước mình đã cho Hạ Thiên lên xe. Mỹ nữ tỷ tỷ không cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là được rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ách, Diệp Mộng Oánh lập tức không nói được gì, gia hỏa này đến cùng là người gì vậy, có ai lại trực tiếp như hắn không? Này, người đừng tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nha. Tô bối bối bất mãn kêu lên. Biểu tỷ, không cần cảm ơn hắn, em còn muốn tìm hắn tính sổ đây. Tiểu muội muội, tuy nhiên ta cũng đã cứu ngươi, đúng ra ngươi cũng nợ ta một cái ơn, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi lấy thân báo đáp đâu. Hạ thiên thờ ơ nói. Đừng có gọi ta là tiểu muội muội. Tô Bối Bối hừ một tiếng. Ta hỏi ngươi, danh danh là ngươi biết đánh nhau vì sao không đi giúp tam ca của ta? Ta vì sao phải đi giúp hắn? Hạ Thiên lại một mặt rất kỳ quái. Hắn đâu phải là mỹ nữ? Ngươi, Tô Bối Bối tức giận không thôi. Vậy khi ta bị người ta ăn hiếp, ngươi làm sao cũng không đi giúp đỡ? Ta không phải nói rồi sao? Hạ Thiên có chút buồn bực nhìn vào Tô Bối Bối. Ta không thích tiểu nữ hài. Ngươi, ngươi chính là Đại Sắc Lang." Tô Bối bối thở gấp. Hạ Thiên lại lắc lắc đầu. "Không đâu, ta không phải Đại Sắc Lang, Thần Tiên tỷ tỷ nói ra là Tiểu Sắc Lang." Lúc này Tô Bối bối đã không thể nói gì được nữa, người có da mặt dày như vậy cũng là lần thứ nhất nàng gặp phải. "Hạ Thiên, ngươi đến Giang Hải lần nào chưa?" Diệp Mộng Oánh đột nhiên hỏi. "Đến rồi, trước kia lúc ta ba tuổi là ở tại Giang Hải." Hạ Thiên trả lời nói như vậy là nhà ngươi cũng ở Giang Hải. Diệp Mộng Oánh tiếp tục hỏi. Hình như là vậy, sự tình trước kia lúc ba tuổi ta không nhớ rõ lắm. Hạ Thiên gãi gãi đầu, bộ dáng có chút phiền não. Sau khi người ba tuổi cũng không có về qua nhà ư. Diệp Mộng Oánh có chút kỳ quái hỏi. Sau khi ba tuổi, ta đều một mực ở trên núi đến hôm nay mới xuống đây. Hạ Thiên gật gật đầu. Trên núi, Tô bối bối nhịn không nổi sen vào một câu. Trên núi nào? Đây là bí mật không thể nói. Hạ thiên nói. Hừ, tiết lộ thì sao? Ngươi không phải nói ngươi một mực ở tại trên núi ư. Vậy làm sao mà ngươi có thể quen biết kiều tiểu kiều? Tô bối bối có chút đắc ý, cuối cùng cũng thấy sơ hở của gia hỏa này. Kỳ quái, người ta nói ngực lớn không có não, ngực của ngươi nhỏ như vậy sao cũng ngốc như thế. Hạ thiên quay đầu nhìn vào tô bối bối, bộ dáng không rõ ràng giải thích. Người người người, tên lưu manh nhà ngươi nói cái gì vậy? Tô bối bối bực mình đến nói cũng lắp bắp. Không sai, ta một mực đều ở trên núi, nhưng lão bà của ta chẳng lẽ không thể lên núi tìm ta à? Hạ thiên một mặt xem thường. Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận. Hạ thiên, ngươi biết kiều tiểu kiều đang ở đâu chứ? Diệp mộng oánh không muốn cho hạ thiên cùng tô bối bối cãi cọ liền xen vào một câu. Lần trước lúc chuẩn bị xuống núi, lão bà nói với ta muốn ta đến đại học Giang Hải tìm nàng. Hạ Thiên nhìn vào Diệp Mộng Oánh, "Mỹ nữ tỷ tỷ, lát nữa tỷ có thể đưa ta đến cổng đại học Giang Hải được không?" Đần độn, hiện tại đại học. Tô Bối Bối muốn nói cái gì đó. "Ok, ta sẽ đưa ngươi tới đại học Giang Hải." Diệp Mộng Oánh liền nháy mắt đối với Tô Bối Bối chặn đứt lời nàng đang nói, không để cho nàng nói hết câu. "Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ." Hạ Thiên hiển nhiên rất vui vẻ, còn vui vẻ cái nỗi gì? Tô bối bối thầm thì trong lòng, từ lúc nhìn thấy tên gia hỏa này, nàng không thể chiếm lấy nửa điểm tiện nghi, điều này khiến cho nàng không mấy dễ chịu, trong lòng đều không ngừng suy nghĩ làm thế nào mới có thể chỉnh đốn tên gia hỏa này. Tô bối bối không ngừng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra tên gia hỏa này rất nghèo, ngay cả xe cũng chưa ngồi bao giờ. Trong lúc đó nàng liền nghĩ ra một chủ ý. Chương năm, thực ra ta có tiền, nay lát nữa người gặp kiều tiểu kiều sẽ tặng quà gì cho nàng tô bối bối hỏi quà tặng ta chính là quà tặng tốt nhất hạ thiên suy nghĩ một chút nói này đến cùng là người có hiểu tâm tư con gái không vậy tô bối bối nghĩ muốn bóp chết tên gia hỏa này người với kiều tiểu kiều đã rất lâu rồi không gặp mặt phải không không nói người có thể tặng cho nàng xe hơi hay nhẫn kim cương nhưng ít nhất cũng phải tặng cho nàng một bó hoa chứ điều này cũng đúng Nàng dường như rất thích hoa." Hạ Thiên tự nói một mình. "Năm đó ta tặng cho nàng một đóa hoa tuyết liên ngàn năm, nàng rất là vui vẻ." "Hoa tuyết liên ngàn năm?" Tô Bối bối vung lên nắm tay, hận không thể xông lên đập cho Hạ Thiên một trận, tên Vương Bát đản này không thể ngừng việc thỉnh thoảng lại nói khoác a. À. "Hoa tuyết liên ngàn năm cũng không cần lắm, ngươi chỉ cần tặng cho nàng 99 đóa hồng đã là không tệ rồi." Tô Bối bối cắn răng nói. "Hoa hồng?" cái này phải đi đâu mới hái được. Hạ thiên có chút phiền não, dường như không có ai nói việc này cho hắn biết. Người thật là đần đột, không phải đi hái, mà là đi tiệm hoa mua. Tô bối bối không thể nhẫn được nữa. À, có thể mua được, vậy thì lại rất đơn giản. Hạ thiên nới lỏng khẩu khí. Hừ, người có tiền không? Tô bối bối không tốt nói. Hiện tại hoa hồng phổ thông cũng 10 đồng một bông, 99 bông chính là 990 đồng, người ngay cả xe đều không ngồi nổi thì có thể mua được hoa ư thực ra ta có tiền hạ thiên bộ dáng rất thành thật nhìn vào tô bối bối dựa theo lời của nhị sư phụ nói ta có rất nhiều tiền hừ người có bao nhiêu tiền tô bối bối mới không tin tên gia hỏa này có rất nhiều tiền nhị sư phụ nói hiện tại trên người của ta đều là tiền nhiều hơn số tiền mà năm đó ông mang theo khi xuất môn những mấy vạn lần hạ thiên trả lời này nói trực tiếp chút, đến cùng là trên người của ngươi có bao nhiêu tiền. Tô bối bối bất mãn nói. Hạ thiên suy nghĩ một chút liền từ trong túi quần lấy ra một đồng ngạnh tệ. Đây là tiền trên người của ngươi. Tô bối bối ngẩn ngơ. Đúng vậy. Hạ thiên gật gật đầu. Đây chính là tiền mà ngươi nói so với nhị sư phụ của ngươi nhiều hơn mấy vạn lần. Tô bối bối rất muốn bóp chết Hạ Thiên, đáng tiếc nàng biết mình không đánh nổi hắn. Hạ Thiên, nhị sư phụ của ngươi năm đó lúc xuất môn mang theo bao nhiêu tiền. Diệp Mộng Oánh nhịn không nổi hỏi một câu. Nhị sư phụ từ tay trắng lập nghiệp, lúc xuất môn trên thân không có cái gì. Đáp án của Hạ Thiên khiến cho cả đại tiểu hai mỹ nữ không nói gì được nữa. Thế tóm lại là hiện tại trên người của ngươi chỉ có một đồng tiền, đến cả một cành hoa hồng đều mua không nổi, người muốn mua hoa tặng kiều tiểu kiều chính là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đúng không? Tô bối bối hữu khí vô lực hỏi. Ừ ừm, đúng là như vậy. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Ta thấy người đánh nhau rất lợi hại, làm bảo tiêu cho ta được hay không? Mỗi tháng ta trả cho người một vạn đồng. Tô bối bối cuối cùng cũng nói đến chính đề, gia hỏa này thiếu tiền như vậy lại thấy có đãi ngộ tốt như thế, khẳng định hắn sẽ đáp ứng, chờ hắn trở thành bảo tiêu của nàng thì nàng muốn chỉnh đốn hắn thế nào mà trả được. Ta không làm bảo tiêu. Hạ Thiên lại một câu cự tuyệt. Vì sao? Tô bối bối sững sờ. Này, người có phải hay không chê tiền ít, cái này có thể thương lượng mà. Không quan hệ đến tiền. Hạ thiên lắc lắc đầu. Nhị sư phụ của ta ghét nhất là bảo tiêu, cho nên ta sẽ không làm bảo tiêu. Nhị sư phụ của ngươi làm gì mà chán ghét bảo tiêu? Tô bối bối rất buồn bực. Bởi vì ông là sát thủ. Hạ thiên thuận miệng nói. Cái gì? Tô bối bối kinh hoàng kêu lên, sát thủ gia hỏa này lại là đồ đệ của sát thủ, vậy há không phải hắn cũng là sát thủ. Này, người không phải cũng là sát thủ chứ? Tô bối bối chỉ vào Hạ Thiên, khuôn mặt trắng bệch, nàng lại nghĩ lại tình cảnh lúc trước Hạ Thiên dày vò mãnh hổ. Điều này tạm thời còn không phải. Hạ Thiên suy nghĩ một chút nói. Cái gì gọi là tạm thời còn không phải? Tô bối bối nhìn không nổi hỏi tiếp. Bởi vì ta còn chưa bao giờ giết người. Hạ Thiên bộ dạng rất đương nhiên, lập tức lại khó được một lần an ủi tô bối bối. Ngươi yên tâm, cho dù ta có là sát thủ cũng sẽ không giết ngươi. Vì sao? Tô bối bối không nhịn được hỏi một câu. Nhị sư phụ đã nói, đơn hàng không đến một ngàn vạn sẽ không nhận, khẳng định ngươi không đáng một ngàn vạn, cho nên khẳng định ta sẽ không giết ngươi. Câu trả lời của Hạ Thiên lại khiến cho tô bối bối lần nữa buồn bực. Cuối cùng ta cũng biết ngươi vì sao lại thích nói khoác như vậy bởi vì đều cùng một dạng với sư phụ của ngươi. Tô bối bối căm phẫn nói. Không biện pháp, nhị sư phụ không thèm nhìn chút ít tiền đó, nghĩ lúc trẻ ông chỉ cần một ngày đã có thể kiếm được một ngàn vạn đô la. Hạ thiên cười hì hì nói. Tiếp tục nói khoác, nói khoác đến chết đi. Tô bối bối nghiến răng nghiến lợi nói. Đại sư phụ của ta càng lợi hại, chỉ cần một giờ còn thể kiếm được một triệu, chẳng qua là càng tệ đô la Hồng Kông. Hạ Thiên quả nhiên lại tiếp tục nói. "Hạ Thiên, đại sư phụ của ngươi làm gì?" Diệp Mộng Oánh không tùy tiện nói chuyện, nhưng hỏi ra đều là những vấn đề then chốt. "Đại sư phụ làm thầy thuốc." Hạ Thiên lập tức đưa ra đáp án. "Ngươi còn có tam sư phụ nữa mà, hắn phải hay không cũng rất lợi hại." Diệp Mộng Oánh lại hỏi, "Tam sư phụ của ta nói đại sư phụ cùng nhị sư phụ đều là kiếm tiền phi pháp, liền trực tiếp thu lại." Hạ Thiên hướng Diệp Mộng Oánh chớp chớp mắt. Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ nếu muốn biết càng nhiều sự tình về ta thì đồng ý làm lão bà của ta đi. Diệp mộng oánh mặt đỏ lên, ý đồ của chính mình đã bị Hạ Thiên nhìn ra liền không dám tiếp tục hỏi, chuyên tâm lái xe. Tô bối bối cuối cùng cũng quyết định không nói sàm với Hạ Thiên nữa, bởi vì nàng cảm giác được ra hỏa này từ đầu đến cuối chỉ toàn nói khoác, căn bản không có mấy câu nói thật, cùng hắn nói chuyện quả thực quá mất sức, thả tích điểm khí lực còn hơn. Tiếp theo một đường thuận buồm xuôi gió, hai giờ sau, Cuối cùng thì xe cũng tiến vào trung tâm thành phố Giang Hải, sau cùng dừng tại cổng chính của Đại học Giang Hải. Đây chính là Đại học Giang Hải. Diệp Mộng Oánh đối với Hạ Thiên nói: "Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ." Hạ Thiên một mặt hưng phấn, liền muốn mở cửa xe đi xuống. "Khoan đã." Diệp Mộng Oánh đưa cho Hạ Thiên một tấm danh thiếp, mặt trên có số điện thoại của ta, có việc gì cứ gọi điện thoại cho ta. "Ừm, được." Hạ Thiên nhận lấy xuống xe đi về cổng chính đại học Giang Hải. "Biểu tỷ, tỷ sao không nói cho hắn hiện tại đại học là kỳ nghỉ?" Trong xe, Tô Bối Bối nhịn không nổi hỏi. "Hiện tại Kiều Tiểu Kiều căn bản không có ở trong trường, hắn làm sao có thể tìm được nàng chứ?" "Ta vốn cũng không hy vọng hắn nhanh như vậy có thể tìm được Kiều Tiểu Kiều." Diệp Mộng Oánh nhàn nhạt nói. "A, à, Tô Bối Bối xứng sờ. "Vì sao, Biểu tỷ, không phải tỷ thật muốn lấy thân báo đáp đấy chứ?" Nói lung tung cái gì đấy? Diệp Mộng oánh liếc trắng Tô Bối Bối, trên mặt hơi hơi đỏ hồng. "Bối Bối, em chẳng lẽ không cảm thấy Hạ Thiên rất thần bí ư?" "Em không cảm thấy gì, gia hỏa này ngoại trừ đánh nhau lợi hại cùng với suốt ngày nói khoác thì không có gì đặc biệt." Tô Bối Bối không cho là đúng nói. "Bối Bối, em không nghĩ đến khả năng tất cả những lời hắn nói đều là thật à?" Diệp Mộng oánh chậm rãi hỏi. "Điều này sao có thể chứ?" Tô Bối bối ngẩn ngơ, nếu những điều kia đều là thật thì gia hỏa này không chỉ là lợi hại bình thường. Nếu như tất cả đều là thật thì ta cũng không hy vọng hắn có thể nhanh như vậy tìm được Kiều Tiểu Kiều. Diệp Mộng oánh nhàn nhạt khẽ cười. Hiện tại trên người hắn không có tiền, hắn ở thành phố Giang Hải cũng là không thân không thích, nếu như hắn không tìm được Kiều Tiểu Kiều nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta. Nhưng hắn không biết trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều ư? Tô Bối bối vẫn có chút mơ hồ có lẽ hắn không biết số điện thoại của kiều tiểu kiều nếu không hắn cũng sẽ biết hiện tại kiều tiểu kiều không ở đại học giang hải diệp mộng oánh suy nghĩ một chút nói biểu tỷ vạn nhất hắn gọi điện thoại cho tỷ tỷ có hay không giúp hắn tìm kiều tiểu kiều tô bối bối lại hỏi đương nhiên sẽ giúp diệp mộng oánh gật đầu nói tuy chúng ta cùng kiều tiểu kiều quan hệ không tốt nhưng bất kể thế nào thì hôm nay hạ thiên cũng đã cứu ta diệp mộng oánh ta không phải loại người chịu ân mà không báo đáp Lắc lắc đầu, Diệp Mộng Oánh tiếp tục nói: "Bối bối, không nói những chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện đã." Nói xong, Diệp Mộng Oánh liền nhấn ga hướng phía đường lớn chạy đi. Cùng so với các trường đại học khác đều ở những khu vực tương đối hẻo lánh thì đại học Giang Hải lại nằm ở trung tâm thành phố Giang Hải, cách cổng chính mấy chục mét chính là con đường chủ đạo để đi thành thị, cho dù khí trời vẫn y nguyên rất nóng bức nhưng hiện tại trên phố vẫn tấp nập các dòng xe cộ. Một trong những nguyên nhân đó là người ở thành phố Giang Hải quá nhiều, chỉ là gần khu trung tâm thành phố cũng đã có hơn 1 000 vạn nhân khẩu thường trú. Đại học Giang Hải đã có tiếng trăm năm, tại phụ cận cũng rất nổi tiếng, được xếp hạng vào top các trường đại học và cao đẳng toàn quốc, Đại học Giang Hải vẫn một mực bảo trì trong top 5, mà trong mấy chục trường đại học và cao đẳng ở thành phố Giang Hải thì Đại học Giang Hải càng không ai không biết đó là số 1. Cái cổng này cũng cũ nát quá ha. Hạ Thiên đứng ở cổng chính của Đại học Giang Hải sinh ra vạn phần cảm khái, trường đại học có thanh danh hiển hách này lại có cái cổng rất bình thường, thậm chí có thể hình dung không thể đặt vào trong mắt, nếu không nhìn kỹ rất khó có thể phát hiện ra bốn chữ, Đại học Giang Hải sau thời gian dài ngấm vào gió táp mưa xa đã biến thành ảm đạm. Hạ Thiên đi vào bên trong Đại học Giang Hải, nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm người nào nghe ngóng một chút tin tức về Kiều Tiểu Kiều, chỉ vừa mới nhìn một cái lại cho hắn phát hiện một tiệm hoa tiệm hoa hình hình. Hạ thiên chỉ thấy trước mắt sáng ngời, hắn không khỏi phải nhớ tới lời của tô bối bối, có muốn hay không tặng hoa cho kiều tiểu kiều nhỉ. Ba năm trước, lúc hắn cùng kiều tiểu kiều chia tay đã đáp ứng nàng nhiều nhất là một năm sau sẽ xuống núi tìm nàng, nhưng đến bây giờ hắn mới không dễ dàng xuống núi được, điều này đã khiến hắn làm trái với lời hứa lúc trước. Ta cũng nên đi mua hoa tặng cho nàng vậy, như vậy chắc nàng sẽ không tức giận. Hạ Thiên rất nhanh đưa ra quyết định, Đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói thì mua bó hoa rất đơn giản, nhưng hiện tại đối với toàn thân chỉ có một đồng như Hạ Thiên mà nói, muốn mua được hoa thì trước đó cũng phải đi kiếm một khoản tiền trước mới được. Vị tỷ tỷ này, cô kinh nguyệt không điều. Hạ Thiên ngăn cản một nữ hài mới 20 tuổi. Chương 6, bệnh tâm thần lừa đảo Lưu Manh. Lưu Manh, nữ hài hung hăng trừng mắt liếc Hạ Thiên một cái. Ta còn chưa nói xong mà. Nhìn vào thân ảnh nữ hài đang ly khai, Hạ Thiên không khỏi tự nói thầm một câu. Một thiếu phụ thon thả tha thướt đi đến, Hạ Thiên lại ra nghênh tiếp. Vị đại tỷ này, ta có bí kíp tổ truyền luyện chế ra cực phẩm phong nhũ xương, chỉ cần một tháng, đảm bảo cô có thể từ A biến thành C. Thiếu phụ thon thả lập tức tức giận. Ánh mắt người bị làm sao vậy, ta nơi nào là A, rõ ràng là B. Hừ, vậy có thể cho cô từ B biến thành D, đại tỷ, mua không? Rất tiện nghi đấy. Hạ Thiên nhanh chóng nói ra, trong lòng lại thầm nghĩ, rõ ràng là A à mà. Thật sự có tác dụng. Thiếu phụ có điểm động tâm. Đương nhiên, ta ở đây chính là dùng cây đu đủ nước ngàn năm để luyện chế đấy. Hạ Thiên vội vàng gật đầu. Có cây đu đủ nước ngàn năm ư. Thiếu phụ vẻ mặt hồ nghi nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên là có, vạn năm đều có nữa là. Hạ Thiên vẻ mặt khẳng định. Cái kia, bao nhiêu tiền? Thiếu phụ trần trừ rồi hỏi mười vạn một bình quá rẻ rồi đấy. Hạ Thiên không khỏi vui sướng, mắt nhìn thấy có thể kiếm được tiền. người cho ta là ngu ngốc à? Thiếu phụ hung hăng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, xoay người rời đi, xa xa còn mắng một câu. đồ lừa đảo đáng chết. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, thật sự là rất tiện nghi mà. nếu không phải cần tiền gấp, hắn còn muốn bán một trăm vạn đây này. vị tỷ tỷ này cô có bệnh, người mới có bệnh ấy, bệnh thần kinh vị đại ca kia, đầu óc người có bệnh. Hóa, con mẹ nó, đầu óc người mới có bệnh. Chấm chấm. Một giờ sau, Hạ Thiên dị thường buồn bực ngồi ở ven đường, trong lòng oán thầm ba vị sư phó, không phải bọn họ nói kiếm tiền rất dễ dàng sao. Làm sao hiện tại hắn muốn kiếm chút tiền mà khó khăn như vậy? Chỉ một giờ trước đó, hắn chưa từng cảm giác được kiếm tiền là một vấn đề, đại sư phó tùy tiện trị bệnh cho một người có thể kiếm được cả mấy ngàn vạn, năng lực của hắn rõ ràng cho với đại sư phó còn lợi hại hơn, tại sao kiếm mấy ngàn đồng cũng không được. Nhìn vào tiệm hoa hình hình phía đối diện, Hạ Thiên bắt đầu suy nghĩ có nên trực tiếp đi tìm Kiều tiểu kiều hay không. Chỉ là, tâm lý hắn lại có điểm không phục, chẳng lẽ hắn thật sự không kiếm được tiền. Lúc này, một nam một nữ dắt tay nhau đi vào tiệm hoa, nam sinh cao cao to to, nữ sinh cũng rất phiêu lượng, một lát sau, nam sinh ôm lấy một bó hoa hồng tặng cho nữ sinh. Nữ sinh rất hưng phấn, ngay trước mắt mọi người tặng cho nam sinh một cái hôn môi. Chứng kiến một màn như vậy, ngược lại càng làm cho ý định muốn mua hoa trong đầu Hạ Thiên càng thêm kiên định, nhưng vào lúc này, một thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. "Trương Lệ, em đang làm gì vậy?" Thanh âm đột nhiên vang lên này xuất phát từ trong miệng một tên mập mạp, hắn xông tới trước mắt nữ sinh vừa nhận được bó hoa hồng, mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nữ sinh kia đầu tiên mặt hơi biến sắc, sau đó lập tức lại khôi phục như bình thường, ôm lấy cánh tay của nam nhân cao lớn đứng bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vào tên mập. "Vương Kiệt, ngươi nhìn thấy rồi đấy, ta muốn nói cho ngươi biết, ta muốn chia tay với ngươi." "Vì sao?" Tên mập gọi là Vương Kiệt gào thét lên nói. "Chỉ vì hắn so với anh có nhiều tiền hơn ư? Vương Kiệt, chuyện này cùng ngươi không liên quan, tóm lại từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì hết, ngươi đừng tới làm phiền ta." nữ sinh tên là Trương Lị có điểm chán ghét nhìn vào tên mập. Trương Lị, người sẽ phải hối hận. Vương Kiệt nắm chặt hai tay. Nếu phải hối hận thì ta cũng hối hận trước kia lại đi làm bạn gái của ngươi. Trương Lị hừ nhẹ một tiếng, ôm nam sinh cao lớn hướng về phía trong trường học cất bước. Tử Cương, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn, hắn có bệnh. Hai người thân mật rời đi, mà Vương Kiệt lại hung hăng đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, hàm răng nghiến vào nhau vang lên kèn kẹt. Này, lão huynh, bị cướp mất bà xã. Hạ thiên nhanh chóng chạy đến bên người Vương Kiệt. Cho ta một ngàn vạn, ta giúp người giải quyết tên kia, thấy sao? Trong khi vẫn còn đang phẫn nộ, Vương Kiệt quay đầu nhìn vào Hạ thiên. Ngươi nói cái gì? Ta nói cho ta một ngàn vạn, ta sẽ xử lý tên kia giúp người cướp lại lão bà. Hạ thiên nhanh chóng nói ra. Vương Kiệt dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, Nửa buổi mới nói ra một câu. Ngươi có bị bệnh không thế? Hạ Thiên lại buồn bực. "Lão huynh, ta đang nói thật mà, ta thật sự đang cần tiền gấp, giảm giá cho ngươi, 800 vạn ta sẽ làm." Hạ Thiên không muốn buông tha món sinh ý này. Hóa, ta con mẹ nó có 800 vạn, còn muốn trương lị làm gì? Ta có thể tìm được nữ nhân so với nàng tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần." Vương Kiệt tức giận nói. "Ngươi không có tiền sao không nói sớm?" Hạ Thiên có chút bất mãn, lãng phí thời gian của hắn. Hai, trên người ta vừa vặn còn 800 đồng, không bằng ngươi đem tiểu tử kia đập một trận đi." Vương Kiệt chủ động đề nghị nói. Hạ Thiên trực tiếp rời đi, đi làm tay chân cho người khác, mất hết thân phận của hắn. Bụng đột nhiên xì xào kêu, Hạ Thiên lập tức phát hiện ra một sự thực rất tàn khốc chính là hắn thật sự đói bụng, điều này cũng khó trách, từ buổi sáng đến giờ, hắn đã ăn cái gì đâu? Lão bà từng nói ở bên ngoài ăn cơm cũng tốn tiền, thật sự là phiền hà, nghĩ lại ở trên núi vẫn tốt nhất. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện chính mình có điểm hoài niệm cuộc sống trên núi, nhưng hoài niệm vẫn là hoài niệm, vấn đề ăn cơm cũng không được giải quyết, mà cái này lại trở về vấn đề lúc trước, chính là hắn nhất định phải kiếm tiền. Tôn Hinh Hinh, cút ra đây cho ta. Một tiếng hô to hấp dẫn sự chú ý của Hạ Thiên, chỉ thấy một nam nhân tuổi trẻ tóc vàng đứng bên ngoài tiệm hoa Hinh Hinh áo ba lỗ quần đùi chữ nhân kéo, đó là toàn bộ trang phục và đạo cụ của người này. Trương đại trụ, người lại muốn làm cái gì? Một nữ nhân từ bên trong tiệm hoa chạy ra, nhìn bề ngoài nữ nhân này đại khái 24, 25 tuổi, tóc đen da trắng, dáng người phải nói là trước lồi sau vểnh, toàn thân tản ra phong tình thành thục đến mê người, bất quá lúc này trên khuôn mặt nàng lại có vẻ rất tức giận. Ta hết tiền rồi. Trương đại trụ có chút tham lam nhìn vào tôn hình hình, bộ vị nào đó trên cơ thể dường như cũng đang bành trướng. Hôm trước ta vừa mới cho ngươi hai ngàn đồng còn gì. Tôn Hinh Hinh phẫn nộ nhìn vào Trương Đại Trụ. Tóm lại hôm nay ta cần tiền. Trương Đại Trụ chằm chằm nhìn vào bộ ngực cao ngất của Tôn Hinh Hinh. Cho ta năm ngàn, không thì cùng ta về nhà kết hôn đi. Ngươi, Tôn Hinh Hinh thở gấp. Trương Đại Trụ, tại sao ngươi lại vô sỉ như vậy? Ta vô sỉ, ngươi có tiền ở bên ngoài nuôi trai, ta lại không thể tìm người đòi tiền ư? trương đại trụ chẳng hề để ý nói, ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người. tôn hình hình giận đến khuôn mặt trắng bệch, nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn bốn phía xung quanh, tuy nhiên đã có mười mấy người hiện đang xem náo nhiệt, thậm chí còn có bảo vệ trường học, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng thì tất cả đều lẩn ra xa. đây cũng không phải là lần đầu tiên trương đại trụ đến nơi này nháo sự, ai cũng biết rằng, tên gia hỏa này là một tên vô lại. Mấy lần trước cũng có người giúp đỡ báo cảnh sát, nhưng vì cảnh sát tới cũng không có biện pháp gì, nên là hiện tại mọi người cũng chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Tôn Hinh Hinh, đến cùng là ngươi có cho tiền hay không? Nếu mà không cho, ta sẽ đập phá tiệm hoa của ngươi." Trương Đại Trục tiếp tục uy hiếp nói. "Ta cho ngươi tiền nhé." Một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một thiếu niên tướng mạo bình thường đang cười hì hì đứng đó ngươi là ai? trương đại trụ sướng sờ, ta tên là hạ thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất. hạ thiên sán lạn cười, ngón tay khẽ búng, đồng xu duy nhất trên người liền bắn về phía trương đại trụ. tiền tới, mau bắt lấy. trương đại trụ vô ý thức vươn tay, lại cảm giác thấy một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, tức thời phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa a. À. đinh, đồng tiền xu rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy ngươi, con mẹ nó ngươi ám toán ta. Trương đại trụ ôm lấy bàn tay, hung hăng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không nhanh không chậm đi tới trước mặt Trương đại trụ, khom lưng nhặt lấy đồng tiền xu bỏ vào trong túi, đứng thẳng lên, hướng về Trương đại trụ nở nụ cười sán lạn, sau đó liền nhấc tay, chỉ nghe thấy bốp một tiếng giòn vang, cho Trương đại trụ một cái bạt tai. Cái loại chuyện ám toán ta không bao giờ làm, ta là quang minh chính đại đánh ngươi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ngươi, Ngươi dám đánh ta. Trương đại trụ bị tát một cái cảm giác có chút chóng mặt, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Bốp, lại một tiếng giòn vàng, hạ thiên lại quạt cho trương đại trụ một cái bà tai. Ta đương nhiên dám đánh ngươi. Con mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Trương đại trụ gào thét hướng hạ thiên đánh tới. Hạ thiên liền nhấc chân đá trúng bụng trương đại trụ, trương đại trụ kêu thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống. Mọi người liền trợn mắt há mồm, thiếu niên này thoạt nhìn bình thường, đánh nhau lại thật có tài a à. Được, được, tôn hình hình, nữ nhân đê tiện này, dám để cho thằng trai bao của ngươi đánh ta phải không? Trương đại trụ lồm cồm bò dậy. Ngươi chờ đó cho ta. Ách, trương đại trụ kêu thảm thiết, bay ngược ra xa mấy mét, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, vẫn là hạ thiên đã cho hắn thêm một gước. Sau một hồi, trương đại trụ đứng lên, một lời cũng không nói liền trực tiếp hướng về phía cổng trường chạy đi, so với thỏ còn chạy nhanh hơn mà người đang vây xem cũng lập tức giải tán, hiển nhiên là không muốn bị phiền toái, ngay cả tên bảo vệ kia cũng rất nhanh chạy về phòng bảo vệ của hắn, bộ dáng coi như chưa từng có bất cứ sự tình gì phát sinh. Tôn hình hình ngơ ngác nhìn Hạ Thiên, mỗi lần Trương Đại Trụ đến nơi này nháo sự, nàng đều mong rằng có thể có người giúp nàng một lần, hôm nay cũng vậy, nhưng lại là một nửa thất vọng, khiến cho nàng lần này cũng không trông mong có người tới giúp đỡ, nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại xuất hiện, hắn gọn gàng đánh cho Trương Đại Trụ một trận đem hắn đuổi đi. Mấy tháng qua, Trương Đại Trụ thỉnh thoảng lại đến nháo sự, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều mệt mỏi, nàng vô số lần mơ tưởng đến có một bạch mã vương tử tới cứu nàng, nhưng nàng lại không thể đợi được, ngược lại, vài ngày trước có một đại thúc lái BMW nguyện ý giúp nàng giải quyết Trương Đại Trụ, nhưng điều kiện là nàng phải làm tình nhân của hắn. Nhìn thiếu niên kia có ánh mắt trong veo, nụ cười sán lạn, từ đấy lòng tôn hình hình dâng lên một cảm giác khác thường, nàng đột nhiên có một sự cảm, bạch mã vương tử của nàng cuối cùng cũng xuất hiện, điều duy nhất đáng tiếc là bạch mã vương tử này không anh tuấn tiêu sái như trong tưởng tượng của nàng, mà nhìn từ quần áo của hắn thì hắn tựa hồ cũng rất nghèo. Hình tỷ, chị không sao chứ? Một nữ hài từ trong tiệm hoa chạy ra, nữ hài không tính là xinh đẹp, nhưng lại xinh xắn lanh lợi, có mấy phần cảm giác đáng yêu, mà nàng chính là người làm duy nhất trong tiệm hoa hình hình, phương hiểu như. Chương 7, tìm được việc làm ta không sao. Tôn hình hình rốt cục phục hồi lại tinh thần, nàng lắc đầu, đem những cái tình cảm của quái kỳ lạ hiếm khi xuất hiện trong đầu khu trừ sạch sẽ, hướng Hạ Thiên đi đến. Hạ Thiên đồng học, cảm ơn ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Tôn hình hình nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, tựa hồ muốn nhìn thấu thanh niên có vẻ bình thường trước mặt này. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta không phải học sinh ở đây. Hạ Thiên cũng đang nhìn Tôn hình hình. Hiện tại thời tiết rất nóng nên mỗi người đều mặc rất ít quần áo, Tôn Hinh Hinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, từng mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra bên ngoài, để cho hắn có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Tôn Hinh Hinh bị Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn vào khiến cho nàng không khỏi có chút mất tự nhiên, nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện, gần đây nàng rất chán ghét bị nam nhân chăm chăm nhìn, nhưng hiện tại lại không hề có chút phản cảm ảnh mắt của Hạ Thiên, nàng cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì Hạ Thiên vừa mới giúp nàng, cũng có lẽ là nàng phát hiện Hạ Thiên cho dù vẫn nhìn nàng, nhưng ánh mắt rất trong sáng không có nửa điểm dâm tục hạ thiên trước vào trong tiệm ta ngồi một chút tôn hình hình trần chờ một chút chủ động phát ra lời mời được hạ thiên tự nhiên là lập tức đáp ứng đi vào tiệm hoa hạ thiên liền như là tiến vào trong biển hoa tươi đủ các loại hình dạng hoa tươi khiến cho hắn có cảm giác không kịp nhìn uống nước đi tôn hình hình rót một chén nước đưa cho hạ thiên hạ thiên vừa mới tiếp nhận ly nước trong bụng đột nhiên lại xì xào kêu lên, lại thêm một lần nữa kháng nghị. Người còn chưa ăn cơm chưa? Tôn Hình Hình không khỏi hỏi, hiện tại cũng sắp tới 4 giờ, thêm 2 giờ nữa là đến thời gian ăn cơm tối. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Ta không có tiền ăn cơm đây. Người tiêu hết tiền rồi à? Tôn Hình Hình không khỏi khẽ giật mình, tuy nàng cảm thấy Hạ Thiên không phải là người có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới hắn ngay cả tiền cơm cũng không có. Nghĩ nữ tỷ tỷ, tỷ có thể hay không nói cho ta biết, có biện pháp gì có khả năng nhanh chóng kiếm được một khoản tiền không? Hạ Thiên đã bắt đầu ý thức được phương pháp kiếm tiền trước kia của mình có vấn đề, có thể từ nhỏ đến lớn đều không có người nào dạy hắn làm thế nào để kiếm được tiền, hắn cũng không biết đến cùng là tiền làm như thế nào mà có. Cái này, người có thể làm gì? Tôn Hinh Hinh hỏi. Ta cái gì cũng có thể làm. Hạ Thiên nghĩ nghĩ nói ra, có thể giết người, có thể chữa bệnh, còn có thể. Ngươi đã tốt nghiệp đại học nào? Phương hiểu như một mực ở bên cạnh không có mở miệng, nhịn không được hỏi. Ta không đi học. Hạ Thiên chi tiết nói ra. Có thể sử dụng máy vi tính không? Máy vi tính là cái gì? Một bộ não chạy bằng điện à? Có biết tiếng Anh không? Đại sư phụ nói cho ta biết, có phiên dịch là đủ rồi, không cần học tiếng Anh. Biết lái xe không? Ta biết ngồi xe, sau một phen hỏi đáp, Phương hiểu như suy sụp, thằng này căn bản cái gì cũng không biết, vậy mà còn dám dõng dạc nói cái gì mình cũng có thể làm. Hạ Thiên, nói như vậy, người muốn kiếm tiền sợ là rất khó đấy, không dễ tìm việc cho lắm. Tôn Hình Hình cũng có chút đau đầu, những lời này của nàng cũng là tương đối nhẹ nhàng rồi, tại cái xã hội hiện đại bây giờ, Hạ Thiên tựa hồ ngoại trừ đi làm lao động tay chân cũng chẳng còn lối đi khác, nhưng chỉ nhìn thân người này của hắn, cho dù đi làm lao động tay chân thì sợ là cũng không có nơi nào nguyện ý tiếp nhận. Như vậy A Hát, Hạ Thiên hơi thất vọng, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đi ăn bám ư? Hình thị, kỳ thật, ngược lại ở đây chúng ta lại có công việc phù hợp với hắn. Phương Hiểu Như nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy, Hiểu Như, cũng là em nhắc nhở chị. Tôn Hình Hình lập tức nghĩ tới, đúng vậy, ở chỗ nàng xác thực có công việc thích hợp với Hạ Thiên. Tiệm hoa hình hình thật ra sinh ý cũng không tệ, Đại học Giang Hải có gần 10 vạn sinh viên, bên cạnh Đại học còn có một bệnh viện, thật ra là Đại học Giang Hải phụ thuộc đệ nhất bệnh viện, quần thể này tiêu phí có thể nói là tương đối khổng lồ. Trước kia tiệm hoa hình hình còn có hai nhân viên một nam một nữ, một người trông tiệm, một người đi đưa hoa, chỉ là gần mấy tháng qua trương đại trụ không ngừng tới nháo sự, hai người này sợ phiền toái nên đã thôi việc, hiện tại tiệm hoa chỉ có tôn hình hình cùng phương hiểu như hai người. Tôn Hình Hình thường xuyên đi thua mua hoa tươi, mà Phương Hiểu như phải ở lại trong cửa hàng, đang thiếu một người chuyên đi đưa hoa. Công việc đưa hoa này, trên cơ bản mà nói ai cũng có thể làm, Tôn Hình Hình thấy Hạ Thiên không có đọc qua sách, không thể nghi ngờ thích hợp nhất là làm công việc như vậy, so sánh với đi làm lao động tay chân, đi đưa hoa cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hạ Thiên, người cảm thấy như thế nào đây? Tôn Hình Hình đem công việc này một phen giải thích kỹ càng cho Hạ Thiên rồi mới hỏi tuy nhiên hiện tại ta không thể trả lương cao cho ngươi, tạm thời một ngàn đồng một tháng, bất quá có thể bao ăn bao ở, nếu như hiện tại ngươi cần tiền gấp thì ta còn có thể ứng trước một tháng tiền lương cho ngươi. Một ngàn đồng một tháng. Hạ thiên gái gãi đầu, nếu là hai giờ trước, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng làm công việc rẻ mạt như vậy, chỉ là hiện tại, hắn đã phát hiện kiếm tiền dường như cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Mà quan trọng nhất là hắn hiện tại thực sự cần tiền rất gấp, Đương nhiên, tại đây còn có một thứ cực kỳ hấp dẫn hắn, đó chính là đại mỹ nữ Tôn Hinh Hinh. Được rồi. Hạ Thiên cân nhắc một phen, cuối cùng lập tức đáp ứng. Hạ Thiên, người thật sự đồng ý. Tôn Hinh Hinh hiển nhiên rất vui vẻ. Thật tốt quá, về sau ta cũng không cần khổ cực như vậy nữa rồi. Hinh tỷ, có Hạ Thiên ở chỗ này, người cũng không cần sợ trương đại trụ nữa. Phương hiểu như nhẹ nhàng nói. A à hát, đúng rồi, Hạ Thiên còn chưa ăn cơm. Tôn Hình Hình đột nhiên nghĩ tới. Kiểu như, chúng ta cùng đi tiệm ăn cơm đi, cũng là để chào mừng Hạ Thiên. Ok. Phương hiểu như đối với chuyện này tất nhiên là tán thành. Mỹ nữ tỷ tỷ có thể ứng tiền trước cho ta được không? Mặc dù đã đói bụng, nhưng việc mà hiện tại Hạ Thiên muốn làm nhất cũng không phải đi ăn cơm, mà là đi tìm Kiều Tiểu Kiều. Tôn Hình Hình ngẩn người, bất quá vẫn là lập tức lấy ra một ngàn đồng đưa cho Hạ Thiên, đúng như lời nàng vừa nói, ứng trước một tháng tiền lương cho hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta muốn mua một bó hoa hồng. Hạ Thiên sau khi nhận tiền, lập tức lại rút ra một tệp đưa cho Tôn Hinh Hinh. Hả, Tôn Hinh Hinh có chút sở khóc giở cười, tên này vừa rồi nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, cầm được tiền liền lập tức mua hoa. Chẳng lẽ hắn muốn tặng hoa cho ta? Trong lúc đó Tôn Hinh Hinh chỉ cảm thấy trái tim nhảy thình thịch, mà một bên phương hiểu như cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hạ thiên nàng cũng hiểu được tên này dường như muốn theo đuổi tôn Hinh hình mỹ nữ tỷ tỷ có phải không đủ tiền hay không thấy tôn hình hình không có phản ứng hạ thiên không khỏi hỏi hắn cũng không biết một bó hoa giá bao nhiêu tiền á à, không phải tôn hình hình phục hồi lại tinh thần hạ thiên chuyện này người đừng gọi ta mỹ nữ tỷ tỷ giống hiểu như gọi ta hình tỷ là được được hình tỷ Hạ Thiên lên tiếng. "Hạ Thiên, về chuyện ngươi muốn hoa, ngươi muốn dùng bao nhiêu đóa hoa hồng?" Tôn Hinh Hinh hỏi, "Còn nữa, ngươi muốn dùng hoa hồng đỏ hay là hoa hồng lam?" Hình tỷ, ta không hiểu những cái này, tỷ xem rồi làm luôn hộ ta." Hạ Thiên đối với cái này xác thực không hiểu. "Vậy, ngươi tặng cho bạn gái hay là?" Lúc Tôn Hinh Hinh hỏi vấn đề này cũng cảm giác có chút khẩn trương. "Tặng cho lão bà của ta." Hạ Thiên nhanh chóng đón lời nói. Hắn đã có lão bà rồi. Trong nội tâm Tôn Hinh Hinh lập tức dâng lên một cổ cảm giác mất mát, chỉ là trong nội tâm nàng còn có chút hoài nghi, hắn rõ ràng thoạt nhìn bộ dạng vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao lại đã có lão bà. Còn bên cạnh Phương Hiểu như càng trực tiếp hỏi. Người bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao đã có lão bà? Ta 19 tuổi. Hạ Thiên có chút tự hào. Ta lúc 3 tuổi đã có lão bà rồi nha ba tuổi đã có lão bà. Tôn hình hình vốn là sướng sờ, sau đó, hích hích, yêu kiều cười thành tiếng. Hạ thiên, ngươi lừa gạt ai đó. Hạ thiên không có giải thích, chỉ là trong lòng nói thầm, thần tiên tỷ tỷ thật sự tại hắn lúc ba tuổi đã đáp ứng làm lão bà của hắn mà. Hạ thiên, ngươi mới 19 tuổi thì làm sao có thể có lão bà được. Phương hiểu như cũng ở bên cạnh nói. Người ta tối đa cũng chỉ là bạn gái của ngươi thôi. Không phải bạn gái, là lão bà. Hạ Thiên rất chân thành sửa lại. Chúng ta đã bái đường thành thân rồi. Bái đường thành thân. Phương Hiểu như nhịn không được cười khanh khách. Hạ Thiên, người thật biết nói đùa, mấy giờ rồi mà vẫn còn có bái đường thành thân. Người mới 19 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đó. Kiểu như, kỳ thực cũng chưa chắc đâu. Rất nhiều địa phương, chỉ cần cha mẹ hai bên đồng ý tổ chức cỗ bàn, cho dù không chính thức kết hôn không có giấy đăng ký kết hôn thì cũng không thể đổi ý được. tôn hình hình sắc mặt lại buồn bã, thấp giọng nói: a à, thực xin lỗi hình thị, em quên mất chuyện của chị. phương hiểu như lập tức phản ứng, bởi vì nàng biết rõ tôn hình hình cùng trương đại trụ cũng là loại tình huống này. năm đó gia đình trương đại trụ đưa lê an hỏi cho gia đình tôn hình hình, hai nhà còn xếp đặt cỗ bàn. cho dù tôn hình hình trong ngày đó đã chạy trốn, cũng chưa từng cùng trương đại trụ đi đăng ký kết hôn nhưng trong mắt người trong thôn tôn hinh hinh đã là lão bà của trương đại trụ cũng chính bởi vì như thế mỗi lần trương đại trụ tới nơi này nháo sự thì cảnh sát cũng không có cách nào bởi vì trong mắt cảnh sát thì đây là chuyện trong nhà chỉ cần trương đại trụ không làm gì quá đáng bọn họ cũng chỉ có thể hòa giải mà thôi hạ thiên không biết những việc này nhưng hắn vẫn rất đồng ý với ý kiến của tôn hinh hinh gật gật đầu tỏ vẻ tán thành đúng vậy tiểu kiều ba năm trước đây cũng là lão bà của ta rồi chúng ta còn cùng nhau uống rượu giao bôi nữa. Tiểu Kiều, Phương Hiểu như có chút ngạc nhiên, lão bà ngươi tên là Tiểu Kiều sao? đúng vậy, nàng tên là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên gật gật đầu, bó hoa này ta chính là muốn tặng cho nàng đấy. Tiệm hoa trong chốc lát trở nên dị thường yên tĩnh. Tôn Hinh Hinh cùng Phương Hiểu như dùng một loại ánh mắt dị cổ quái nhìn Hạ Thiên. hích hích, một lát sau, Tôn Hinh Hinh yêu Kiều cười ra tiếng. Hạ Thiên ngươi thật là vui tính. Ta nói này Hạ Thiên, nhìn cái bộ dáng rất nghiêm túc của ngươi thì thiếu chút nữa ta cũng bị ngươi lừa, thiệt là, nếu Kiều Tiểu Kiều là lão bà ngươi thì, bưu đáng chết chính là lão công của ta rồi. Phương Hiểu Như cũng khanh khách cười không ngừng. Bưu đáng chết là ai? Hạ Thiên nhịn không được hỏi. Bưu đáng chết, à, đó chính là người giàu có nhất thế giới. Phương Hiểu Như hì hì cười cười. Ta nằm mơ cũng muốn làm lão bà của hắn. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn xem như đã hiểu ra, căn bản các nàng không tin Kiều Tiểu Kiều là lão bà của hắn, cũng giống như tô bối bối ở trên xe lúc trước. Audio điện tử võ tấn bền chương 8 ta đối với ăn uống yêu cầu không cao. Kiều Tiểu Kiều thật sự là lão bà của ta. Hạ Thiên nhịn không được còn nói thêm. Thôi đi, Hạ Thiên, nàng nếu thật sự là lão bà của ngươi, ngươi cũng không đến nơi này tìm nàng rồi. Phương Hiểu như nhẹ nhàng cười cười. Đại học Giang Hải một tuần lễ trước đã nghỉ hè, Kiều Tiểu Kiều cũng đã sớm rời khỏi trường học, nàng nếu thật sự là lão bà của ngươi như lời ngươi nói. Không có khả năng, những điều này cũng không có nói với ngươi nha. Ngươi nói thật? Hạ Thiên sắc mặt hơi đổi. Tiểu Kiều đã không còn ở trường học. Đương nhiên là thật, ngươi còn chưa từ bỏ ý định thì cứ tùy tiện đi tìm người hỏi một chút là biết. Kiều Tiểu Kiều chính là nhân vật nổi tiếng nhất đại học Giang Hải của chúng ra đó, không có ai không biết chuyện của nàng. Phương Hiểu như không đếm xỉa tới nói, nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng Kiều Tiểu Kiều cùng Hạ Thiên có cái gì quan hệ, tuy nói nàng đối với Hạ Thiên ấn tượng coi như không tệ, tên này có thể nghèo đến nỗi ngay cả tiền ăn cơm còn không có, mà Kiều Tiểu Kiều mặc dù vẫn còn là là học sinh nhưng gia sản cũng đã có mấy tỷ, hai người này căn bản vốn là người không cùng thế giới, làm sao có thể có quan hệ được. Không xong rồi, nàng không ở trường học, ta biết đi đâu mà tìm nàng bây giờ. Hạ Thiên ở đằng kia thì thào tự nói, nàng không nói cho ta biết nhà nàng ở đâu. Hạ Thiên, coi như thôi đi, trên đời này thầm mến kiều tiểu kiều có rất nhiều người, chỉ riêng đại học Giang Hải không tới một vạn thì cũng có tám ngàn, thầm mến kỳ thật cũng không có gì, đừng hãm quá sâu là được. Phương Hiểu như bộ dáng như một đại tỷ khuyên nhủ Hạ Thiên, vì sao mà nói thật lại không có ai tin tưởng vậy? hạ thiên gãi đầu thật là buồn rầu một bên tôn hình hình chứng kiến bộ dạng hạ thiên như vậy không khỏi có chút đồng tình hạ thiên không bằng ngươi gọi điện thoại cho kiều tiểu kiều đúng rồi gọi điện thoại hạ thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng nhưng lập tức lại nhớ tới hắn căn bản không biết số điện thoại của kiều tiểu kiều bởi vì trên núi căn bản không gọi được điện thoại kiều tiểu kiều cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn liên lạc điện thoại hình thì tỷ biết số điện thoại của tiểu kiều không Hạ Thiên đành phải hỏi. Trong lòng Tôn Hinh Hinh không khỏi thở dài, giờ khắc này thì nàng cũng hoàn toàn nhận định Hạ Thiên cùng Kiều Tiểu Kiều kỳ thật không có quan hệ gì, bằng không mà nói, không có khả năng hắn ngay cả số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều cũng không có. Hạ Thiên, số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều không có mấy người biết, ta cùng Hinh thì tự nhiên là không biết rồi. Phương hiểu như ở bên cạnh nói. Như vậy à? Trong tâm Hạ Thiên dâng lên một cổ cực kỳ thất vọng, trước khi đến thành phố Giang Hải, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, cho rằng rốt cục có thể gặp lại Kiều Tiểu Kiều, nàng đã từng vô số lần nói cho hắn ở thế giới bên ngoài so trên núi đặc sắc hơn nhiều lắm, Cho hắn đi ra bên ngoài, nàng sẽ mang hắn đi làm rất nhiều chuyện thú vị hơn nhiều so với trên núi, nàng cũng từng miêu tả qua thế giới bên ngoài với hắn, khiến cho hắn ba năm qua một mực rất muốn đi ra thế giới bên ngoài. Trong ba năm, hắn rất nhiều lần muốn xuống núi, nhưng ba vị sư phụ luôn nhiều phen cản trở, trong cơn tức giận, hắn liền làm một sự tình khiến cho ba vị sư phó không thể nhịn được nữa sau đó bọn hắn cuối cùng cũng đồng ý để cho hắn xuống núi nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế giới bên ngoài tựa hồ cũng không phải như trong tưởng tượng của hắn hắn nói cái gì cũng đều không có người tin tưởng muốn kiếm một ít tiền cũng rất khó quan trọng nhất là hắn ngay cả kiều tiểu kiều cũng tìm không thấy hạ thiên đừng buồn kỳ thật qua hơn một tháng nữa là đại học giang hải lại khai giảng đến lúc đó kiều tiểu kiều cũng sẽ trở lại Tôn hình hình nhịn không được lên tiếng an ủi Hạ Thiên, mặc dù nàng cảm thấy Hạ Thiên là đang đơn phương tương tư, bất quá vẫn muốn cho hắn thêm một tia hy vọng. Thật vậy sao? Hạ Thiên tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn Tôn hình hình. Tỷ nói là Tiểu Kiều còn trở lại đây sao? Đương nhiên, Kiều Tiểu Kiều vẫn còn chưa tốt nghiệp, đầu tháng 9 khai giảng thì nàng sẽ quay lại mà. Tôn hình hình có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, hắn như thế nào ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không biết vậy vậy là tốt rồi. Tâm tình Hạ Thiên lập tức lại tốt lên, mà cũng đã ba năm hắn không gặp Kiều Tiểu Kiều, đợi thêm một tháng nữa cũng không có gì lớn cả. Phương Hiểu như cũng đang âm thầm nói, tên này rõ ràng còn chưa hết hy vọng mà. Kiều Tiểu Kiều không ở đây, Hạ Thiên tự nhiên cũng buông tha ý nghĩ hiện tại đi tìm nàng, Tôn Hinh Hinh liền đóng cửa tiệm hoa, nói là muốn chào mừng Hạ Thiên. Ba người cùng đi đến một quán ăn tên là Giá ổn định cho học sinh, sinh viên, rất hiển nhiên, đồ ăn ở đây chủ yếu nhắm vào đối tượng là học sinh sinh viên, cũng nằm ngay tại trong Đại học Giang Hải, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, thêm nữa Giang Hải Đại học đang ở kỳ nghỉ, chỉ có số ít sinh viên không về mà ở lại trường học, cho nên lúc này nhà hàng cũng tương đối vắng vẻ, ngoại trừ một bàn của Hạ Thiên, cũng chỉ có một đôi tình lữ, đôi tình nhân một bàn rất có cá tính, trời nóng nực như vậy mà bọn họ lại đi ăn lẩu. Nóng quá! Phương hiểu như ở đằng kia phàn nàn, mặc dù bên trong có bật điều hòa, nhưng loại thời tiết này, tựa hồ điều hòa cũng không quá hữu dụng, cho dù hiện tại đã sắp đến 5 giờ, nhưng nhiệt độ dường như cũng không hề giảm, y nguyên nóng đến muôn chết. Ba vị muốn dùng gì? Phục vụ viên lù dù đi tới, không có khách nhân nào, thời tiết lại nóng, phục vụ viên tự nhiên cũng không có tinh thần. Trước cho ba cốc coca đá nhé. Tôn Hình Hình vừa tiếp nhận menu vừa nói. Coca đá rất nhanh được mang tới, Phương Hiểu như ứng ực ứng ực liền một hơi uống hết một nửa. Hạ Thiên, người thích ăn cái gì? Tôn Hinh Hinh hỏi. Tùy tiện đi, chân gấu, tổ yến, canh rắn, súp ba ba như vậy là được rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói ra. Phụt, Phương Hiểu như phun toàn bộ một ngụm coca ra, cũng may đối diện nàng không có người. Tôn Hinh Hinh cũng dở khóc dở cười, cái này còn gọi tùy tiện. Thực xin lỗi, những thứ anh muốn, ở đây chúng ta đều không có. Phục vụ viên kia liền tức giận liếc nhìn Hạ Thiên đồ ăn giản đơn như vậy mà cũng không có à. Hạ Thiên có chút bất mãn. Phục vụ viên liếc mắt, một tên toàn thân rách dưới lại tới đây giả trang làm, lang đuôi to. Muốn ăn chân gấu tổ yến sao không tới khách sạn năm sao đi. Bất quá, khách hàng vẫn là thượng đế, phục vụ viên tuy là trong nội tâm oán thầm Hạ Thiên, nhưng trên miệng sẽ không nói ra. Vậy, Hạ Thiên, nếu như ngươi không biết ăn cái gì, thì để ta giúp ngươi chọn vài món nha. Tôn Hình Hình bắt đầu báo ra tên đồ ăn. Thịt rang hạt tiêu, canh cà chua trứng, gà xào xả ớt. Được rồi, những món này đi, phiền toái nhanh một chút. Ba món này lấy tên theo mấy món ăn quen thuộc của sinh viên Việt Nam cho nó dân dã. Được, xin chờ một chút. Phục vụ viên rất nhanh rời đi. Hạ Thiên, ở đây cũng chỉ có một vài món ăn thường ngày trong nhà. Ta chọn mấy món đấy ăn với cơm. Người hiện đang đói, chắc không uống rượu rồi. Người thấy như thế nào? tôn hình hình ôn nhu hỏi hình tỷ làm chủ là được ta đối với ăn yêu cầu không cao hạ thiên tỏ ra bộ dạng không sao cả nghe nói như thế phương hiểu như cũng nhịn không được liếc mắt một cái mở miệng ra là chân gấu tổ yến canh rắn mà còn nói yêu cầu không cao chờ đến thời điểm hắn yêu cầu cao nói không ngoa có thể hay không muốn ăn cả vì sao trên bầu trời tôn hình hình cũng có chút bất đắc dĩ hạ thiên thoạt nhìn rất bình thường như thế nào vừa nói ra lại luôn cho người khác cảm giác không bình thường vậy. Bởi vì ít người cho nên đồ ăn cũng rất nhanh được mang lên, Hạ Thiên đã một ngày không có ăn gì, tự nhiên lập bắt đầu dùng toàn lực cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái, tên này ăn như hổ đói, một chút phong độ ăn uống cũng không có. Thời điểm phục vụ viên kia mang đồ ăn lên cũng âm thầm khinh bỉ, cái loại như quỷ đói đầu thai này mà còn muốn ăn sơn hào hải vị nữa à. Phương Hiểu Như thì lại là một hồi sướng sờ, tên này thật sự có tài ăn uống à nha nàng cùng tôn hinh hinh vốn đã ăn ít lại thêm trời nóng nực không muốn ăn cho nên bọn họ căn bản cũng không có ăn cái gì đến cuối cùng hạ thiên một người ăn hết sạch một cái nồi cơm lớn không nói bảy tám món đồ ăn cơ hồ cũng đều bị một mình hắn ăn sạch còn có một bát lớn xúc xương sườn rong biển cũng bị hắn uống một cái sạch sẽ phù cuối cùng cũng ăn no hạ thiên cảm thấy mỹ mãn sờ bụng những thức ăn này trước kia rất ít ăn không thể tưởng được hương vị cũng không tệ lắm ngươi đến cùng mấy ngày rồi không ăn cơm phương hiểu như nhịn không được hỏi mới chỉ có một ngày hạ thiên cười hì hì nói kỳ thật ta có thể bảy ngày không ăn cơm bất quá ta cũng có thể một lần ăn sạch cơm của bảy ngày hôm nay xem như là ăn ít rồi tên quái thai này là từ đâu đến vậy phương hiểu như trong nội tâm nói thầm bảy ngày ăn một bữa một lần ăn bảy ngày tôn hình hình vẫn không khỏi có một chút đồng tình hóa ra trước kia là hắn thường xuyên bị đói Hạ Thiên, về sau không nên ăn uống quá độ như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt. Tôn hình hình thanh âm bất chi bất giác bắt đầu trở nên có chút ôn nhu. Sau này ở cùng một chỗ với ta, ta bình thường đều tự mình nấu cơm, người cùng ăn với ta là được. Hình tỷ, ta với tỷ ở cùng một chỗ. Hạ Thiên lập tức có chút hưng phấn. Ừ, ta thuê một cái phòng hai người ở, trước kia có một nữ hài tử khác cùng ở đấy, bất quá nàng hiện tại thôi việc nên đã chuyển đi, cho nên hiện tại vẫn còn một phòng trống. Tôn Hinh Hinh gật gật đầu. Như vậy đi, chúng ta trước đi xem phòng ở, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không có mang theo đồ dùng hàng ngày, đợi lát nữa xem ngươi cần cái gì, ta cùng ngươi đi siêu thị mua. Được, cảm ơn Hinh tỷ. Hạ Thiên xác thực cái gì cũng không có mang, ngay cả quần áo để tắm giặt cũng không có, không phải hắn không muốn mang, mà là ba vị sư phụ không cho hắn mang, chỉ cho hắn một đồng tiền xu, sau đó liền để cho hắn xuống núi. Tôn Hinh Hinh gọi phục vụ viên tới thanh toán xong liền dẫn Hạ Thiên đi đến chỗ ở của nàng, về phần phương hiểu như, lại trở về ký túc xá của nàng, sinh viên cơ bản đã về hết, hiện tại sinh ý của tiệm hoa cũng bình thường, cho nên Tôn Hinh Hinh dứt khoát quyết định hôm nay đóng cửa sớm. Tôn Hinh Hinh ở tại một khu cư xá tên là Học Phủ Danh Huyền, cách Đại học Giang Hải khoảng chừng 15 phút đi bộ, đây là một cái cư xá kiểu cũ, cư xá không lớn, chỉ có mặt đối mặt hai bên phòng ở, ở hơn 100 hộ gia đình, phòng ở cao 7 tầng, không có thang máy, Tôn Hinh Hinh thuê phòng ở tầng 6, bởi vì tầng lầu cao, tương đối so sánh tiện nghi hơn một chút, hai gian một sảnh, một tháng cũng chỉ có 1.000 đồng, giá tiền thuê nhà như vậy ở chỗ này đã xem như tương đối tiện nghi. Tôn Tiểu Thư, hôm nay về sớm vậy, mới vừa tiến vào cư xá. Bảo ăn trông cửa liền cùng Tôn Hinh Hinh chào hỏi, Tôn Hinh Hinh ở cư xá này đã hơn một năm, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, mỗi ngày ra ra vào vào ở đây, tự nhiên đã sớm quen biết với Bảo An. Chương 9 cùng ở chung Ừ, đây là biểu đệ của tôi mới từ dưới quê lên, cho nên hôm nay tôi mới về sớm. Tôn Hinh Hinh xinh đẹp khẽ cười. Triệu ca, đây là biểu đệ của tôi, sẽ ở một thời gian trong nhà tôi nên trước muốn cùng anh nói một tiếng, miễn phải anh tưởng hắn là người lạ mà không qua cửa được, nếu như đã là biểu đệ của tôn tiểu thư thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bảo An nhìn Hạ Thiên một cái. Triệu ca, vậy tôi lên nhà trước. Tôn Hình Hình thăm hỏi qua một câu liền mang theo Hạ Thiên vào trong thang lầu, vừa đi lên nàng vừa nhẹ giọng giải thích cho Hạ Thiên. Cứ xá này tuy hơi cũ nhưng chị An rất tốt, Bảo An kia tên là Triệu Long, bình thường chúng ta đều gọi hắn là Triệu ca, người cũng không tệ, rất có trách nhiệm, mỗi một cá nhân ở cứ xá hắn đều quen hết người lạ không thể tùy tiện đi vào, ta nói ngươi là biểu đệ của ta thì sau này ngươi ra vào cũng thuận lợi một chút. Hiển nhiên Hạ Thiên cũng không để ý mình có thêm một vị biểu tỷ, đương nhiên hắn càng hy vọng Tôn Hinh Hinh nói hắn là lão công của nàng, chẳng qua, hắn cũng thấy mình cũng chưa từng cứu mạng nàng cho nên cũng không thể bảo người ta lấy thân báo đáp được, chỉ có thể tìm một cơ hội khác để biến nàng thành lão bà của hắn. Trời oi nóng nên leo thang lầu cũng rất vất vả, đương nhiên đó chỉ nói với người khác Hạ Thiên lên tới tầng 6 nhưng một giọt mồ hôi cũng không có, mà Tôn Hinh Hinh lại thở hổn hển, hương hãn đầm đìa. Hương hãn, mồ hôi có hương thơm. Một cổ hương thơm phảng phất từ trên người Tôn Hinh Hinh bay ra, Hạ Thiên nhịn không nổi tiếng lại gần hít một hơi. Hinh tỷ, trên người tỷ thật là thơm. Tôn Hinh Hinh khuôn mặt ửng đỏ, nếu là người khác làm như vậy thì khẳng định nàng đã mắng hắn, lưu manh, nhưng không biết vì sao nàng đối với Hạ Thiên luôn có một chút cảm giác rất đặc biệt, Lúc này nàng chẳng những không tức giận, mà ngược lại trong lòng còn mừng trộm, bởi vì nàng biết Hạ Thiên ưa thích hương thơm trên người nàng. Trên thực tế, mỗi một nam nhân đều sẽ ưa thích hương thơm trên người nàng, chỉ là nàng không hy vọng sẽ bị người khác yêu thích mà thôi. Hương thơm thoang thoảng trên người nàng đã từng khiến cho rất nhiều nữ hài tử hâm mộ. Người khác lúc đổ mồ hôi thường có mùi rất khó ngửi nhưng nàng thì ngược lại, trong những lúc bình thường thì trên người nàng không có hương thơm nhưng một khi làm vận động mà đổ mồ hôi thì cỗ hương thơm thoang thoảng kia sẽ xuất hiện ngay mà lại tùy theo mồ hôi càng nhiều hương thơm cũng càng ngào ngạt mồ hôi của nàng có thể nói xứng với cái tên hương hãn vào nhà đi tôn hình hình trong lúc suy nghĩ nguyên man cũng đã mở ra cửa phòng hai gian một sảnh có phòng bếp cùng gian vệ sinh riêng tuy có chút cũ nhưng sửa sang lại cũng không sai phòng khách không lớn được đặt một bộ sofa nhỏ Tổ hợp đối diện với bộ sofa là một chiếc tivi 20 inch đặt ở trên kệ, mà một bên góc tường còn có một cái tủ lạnh. Tôn Hinh Hinh đưa Hạ Thiên đến một gian phòng ngủ. Sau này người ở chỗ này nha, giường chăn đều có, chăn cũng đã giặt qua. Sau khi giới thiệu hết một lượt, Tôn Hình Hình thấy Hạ Thiên từ nãy đến giờ đều không nói câu nào liền nhịn không nổi hỏi một câu. Thấy thế nào, không ưa thích à? A há, không phải, ta rất ưa thích. Hạ Thiên lắc lắc đầu. Bất cứ chỗ nào ta cũng có thể ở. Lời này của Hạ Thiên cũng là nói thật, liền ngay cả trong sơn động hắn còn có thể ngủ nên đối với chỗ ngủ hắn cũng không có yêu cầu gì. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Hình Hình cũng thả lòng tâm tình, nàng còn sợ tên gia hỏa này lại giống như lúc nãy ăn cơm, nói là tùy tiện nhưng kết quả lại muốn ở trong biệt thự mấy loại gì đó thì phiền hà. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, sau đó chúng ta đi siêu thị. Tôn Hình Hình nói xong liền chuẩn bị ra khỏi phòng. Hạ Thiên lại đột nhiên phát ra một câu. Hình tỷ, chúng ta như thế này có gọi là cùng ở chung không? Hả? Tôn Hình Hình khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cái này, không phải, không phải là cùng ở chung, chúng ta chỉ là cùng thuê nhà. À, vậy buổi tối ta cùng tỷ ngủ chung một phòng có phải hay không mới gọi là cùng ở chung? Hạ Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Hạ Thiên, ta, ta ra ngoài trước. Tôn Hình Hình có điểm không thể đề kháng nổi, Vội vàng quay người chạy nhanh về gian phòng của mình Khóa trái cửa lại Trên mặt chỉ cảm giác thấy từng trận nóng bỏng Ta, ta sao lại để cho hắn ở chỗ này Tôn hình hình đột nhiên phát hiện Từ lúc nàng nói bao hết ăn ở cho Hạ Thiên Thì phản ứng đầu tiên chính là để cho hắn ở chỗ này Trên căn bản không nghĩ ra có cái gì là không hợp Nhưng trên sự thực thì nàng mới quen Hạ Thiên không đến 2 giờ Mới có 2 giờ đồng hồ Mấy năm gần đây nàng đối nam nhân luôn một mực cảnh giác bởi vì có rất nhiều nam nhân trong lòng có ý không tốt đối với nàng, nhưng hôm nay, nàng lại có thể mang về nhà một nam nhân mới quen chưa đến 2 giờ đồng hồ, cho dù chỉ là cùng hắn hợp thuê, nhưng nghĩ lại thì đến chính nàng cũng cảm giác thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng ở chung, chẳng lẽ ta thật sự muốn cùng hắn ở chung? Tôn hình hình sờ sờ khuôn mặt của chính mình, chỉ cảm giác thấy hai má nóng ran, trên thực tế nàng mới chỉ 22 tuổi nhưng đã có được thân thể thành thục so với 5 tuổi rất nhiều, trong những giấc mơ ban đêm nàng cũng thường xuyên có cái khát vọng kia chỉ là nàng không cam tâm để cho vận mệnh của chính mình bị người định đoạt không muốn tùy tiện trao thân cho một người nam nhân mà mình không ưa thích mới chịu đựng cho đến hiện tại vẫn thuần khiết không có nói chuyện yêu đương chỉ là hiện tại dường như nàng lại có cái chủng khát vọng kia phi 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 tôn hình hình người nghĩ lung tung cái gì đó người ta đều nhỏ hơn ngươi mà lại giống như đã có bạn gái tôn hình hình thầm mắng chính mình lập tức nàng lại tự an ủi mình, khẳng định là khí trời quá nóng nên ta mới nghĩ đến những thứ lung tung này. Chính lúc trong đầu tôn hình hình đang một mảnh hỗn loạn thì tiếng đập cửa vang lên, đồng thời truyền đến thanh âm của hạ thiên. hình tỷ tỷ có ở bên trong không? á à, có. tôn hình hình hít sâu hai cái, đứng dậy ra mở cửa, bộ dạng cố gắng giả trang lên như không có việc gì hỏi. hạ thiên có chuyện gì vậy? cái kia hình tỷ có thứ ta không biết sử dụng. Hạ thiên có chút ý tứ không tốt. Cái gì không biết sử dụng. Tôn hình hình có chút buồn bực, trong phòng cũng làm gì có đồ vật gì là công nghệ cao đâu. Đợi hạ thiên mang nàng đi tới gian vệ sinh thì tôn hình hình cũng một trận dở khóc dở cười. Người không biết sử dụng bồn cầu. Kiss, trên núi không có cái này. Hạ thiên vừa mới nghĩ muốn đi vệ sinh, nhưng vào gian vệ sinh đã tìm cả một hồi cũng không biết nên giải quyết ở chỗ nào, không có biện pháp nên cũng chỉ có thể đi tìm Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, đến cùng là nhà ngươi ở chỗ nào vậy? Tôn Hinh Hinh nhịn không nổi hỏi. A à há, ở trên một ngọn núi rất cao. Hạ Thiên suy nghĩ một chút liền đưa ra đáp án này. Tôn Hinh Hinh biết Hạ Thiên không muốn nói nên cũng không tiếp tục hỏi, trước tiên hướng dẫn Hạ Thiên làm sao để sử dụng bồn cầu, sau đó chờ hắn ra khỏi gian vệ sinh, nàng lại bắt đầu hướng dẫn hắn sử dụng các vật dụng khác trong nhà mà nàng liền phát hiện tên gia hỏa này không biết mở tivi, không dùng tủ lạnh, máy giặt cũng vậy. ngược lại là con dao thái rau trong bếp thì hắn lại sử dụng rất điêu luyện. chẳng qua tôn hình hình cũng thấy hạ thiên rất thông minh, không quản là vật dụng gì, nàng chỉ hướng dẫn một lần là hắn liền nắm được. khoảng nửa giờ sau, hạ thiên cơ bản đã quen thuộc hết mọi thứ trong nhà. tiếp theo, bọn họ liền cùng nhau đi siêu thị mua thêm vật dụng. cách tiểu khu mấy trăm mét không xa có một cái siêu thị nhỏ nơi đó có thể mua một số vật dụng hàng ngày, chỉ là Tôn Hinh Hinh thấy trên người Hạ Thiên chỉ có một bộ quần áo liền nghĩ muốn mua cho hắn thêm hai bộ quần áo nữa, vì vậy hai người sau cùng quyết định đi siêu thị lớn hơn. Sau đó, Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên đi tới trạm xe buýt, siêu thị lớn gần đây nhất chính là Walmart, cần phải ngồi xe bus 10 phút mới tới được. Hiện tại mới hơn 6 giờ, bây giờ chính là lúc mọi người tan việc, rõ ràng trạm xe buýt rất chen chúc. Một chiếc xe buýt chậm rãi đến chạm, Mấy chục người liền chen nhau lên xe, một bộ phận lên được xe, mà một bộ phận người khác chỉ có thể đợi chiếc xe tiếp theo, bởi vì trên xe đến chỗ đứng cũng không còn. Mấy chiếc xe tiếp theo đều như vậy, chen lên xe mà giống như là đi đánh nhau, xe buýt đi oan mát rất nhiều, nhưng hơn 10 phút rồi mà Tôn Hình Hình cùng Hạ Thiên vẫn không thể nào lên xe. Hình thì, lên xe cũng cần phải xếp hàng à? Hạ Thiên có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên không phải xếp hàng, mọi người đều chen nhau như vậy muốn lên được xe thì phải dựa vào bản sự của chính mình thôi. Tôn Hình Hình lập tức hiểu ra, ra hỏa này đến cả xe buýt cũng chưa ngồi bao giờ. Ra là vậy, Hình tỷ, sao tỷ không chen lên đi? Hạ Thiên có chút mơ hồ, bởi vì Tôn Hình Hình luôn một mực đứng bên cạnh hắn đến động cũng không động, cho nên hắn cũng không động. Ta không thích chen với bọn họ. Tôn Hình Hình chỉ vào một nữ hài đang cố chen lên xe. Người xem, Ta muốn chen lên xe cũng sẽ giống như nàng ngay." Hạ Thiên nhìn nữ hài kia lập tức hiểu ra, trước sau phải trái của nữ hài này đều có nam nhân vây quanh, tuy đang chen lên xe nhưng cũng không biết đã bị đụng chạm bao nhiêu lần rồi, Tôn Hinh Hinh không muốn chen lên xe đó chính là không muốn bị người ta chiếm tiện nghi. "Hình tỷ sao không nói sớm, đợi lát nữa xe tới, ta mang tỷ chen lên xe, đảm bảo sẽ không bị người nào chiếm tiện nghi." Hạ Thiên vừa nói xong liền có một chiếc xe buýt đi tới xe còn chưa dừng đã có một đám người chen qua. Hình tỷ, xe này đi siêu thị phải không? Hạ Thiên hỏi. Sau khi được đáp án khẳng định, Hạ Thiên liền kéo Tôn Hình Hình chạy về phía trước. Tôn Hình Hình kinh ngạc phát hiện đám người dày đặc ở phía trước lại tự nhiên nhường ra một lối đi. Hạ Thiên kéo nàng một đường thông suốt đi tới cửa xe, tất cả quá trình đều không có bất kỳ ai đụng tới nàng. Đơn giản không? Hạ Thiên kéo Tôn Hình Hình lên xe, cười hì hì nói. Ngươi, ngươi làm thế nào vậy? Tôn Hình Hình có chút khó mà tin tưởng. Đây là bí mật. Hạ Thiên ghé vào bên tai Tôn Hình Hình. Chỉ có lão bà của ta mới có thể biết. Khuôn mặt của Tôn Hình Hình lập tức nóng lên, trái tim thình thịch nhảy loạn, nàng mơ hồ hiểu được dường như Hạ Thiên đang muốn ám chỉ cái gì đó. Hai người làm cái gì đấy? Tài xế xe buýt bất mãn. Nhanh trả tiền rồi đi xuống phía sau đi, mọi người còn đang đợi lên xe kìa mà phía dưới cũng có người đang la hét. Làm cái gì vậy, đừng có đứng chắn ở cửa. Tôn hình hình cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh chóng nút đồng ngạnh tệ sớm đã chuẩn bị trước vào, sau đó đi về phía sau xe, tuy bọn họ vừa mới là lên xe nhanh nhất nhưng trên xe cũng sớm đã không còn chỗ ngồi, bọn họ y nguyên cũng chỉ có thể đứng mà thôi. chương 10, đường đường chính chính chiếm tiện nghi. Rất nhanh trên xe đã đầy người, mấy chục người chen nhau ở một chỗ gần như không còn bất cứ khe hở nào, cho dù trên xe có điều hòa nhưng bên trong vẫn y nguyên rất nóng, không khí còn mang theo các loại mùi vị hỗn tạp khác nhau, thật khó không ngửi được. Chẳng qua, điều này đối với Hạ Thiên mà nói thì hiện tại là một sự hưởng thụ không tệ, hắn vẫn như cố cầm theo bàn tay mềm mại của Tôn Hinh Hinh, một cỗ không khí không ngừng xoay quanh thân thể của hắn, bất cứ người nào chỉ cần cách bọn họ không đến nửa thước liền tự động bị đẩy ra, mà hương thơm trên người Tôn Hinh Hinh cũng không ngừng thoảng vào mũi của hắn. Mấy lần Tôn Hinh Hinh đã nghĩ muốn rút tay về nhưng Hạ Thiên lại nắm quá chặt, nàng không có cách nào thành công, cuối cùng dứt khoát nàng cũng không dẫy dụa nữa, mặc cho hắn cứ như vậy cầm tay mình. Hinh tỷ, ta sợ tỷ bị ngã mà. Hạ Thiên chiếm tiện nghi nhưng cũng là có đầy đủ lý do. Vừa mới dứt lời thì xe buýt liền phanh gấp, trong xe đều là kinh hô, mọi người liền đổ người về phía trước, Tôn Hinh Hinh do không nắm chắc vòng treo nên cả người liền nhào về phía trước. Đứng ở trước mặt Tôn Hinh Hinh là một nam nhân khoảng 30 tuổi, mắt thấy Tôn Hinh Hinh sắp nhào vào người hắn khiến cho hắn không thể không cảm thấy một trận vui mừng, đang nghĩ muốn thừa cơ ôm mỹ nữ thuận tiện sờ mó một chút, nhưng mà đợi cả nửa phút, mỹ nữ vẫn chưa nhào tới người hắn, nhìn kỹ lại khiến cho gia hỏa này rất buồn bực, đại mỹ nữ lại đã bị một nam nhân khác ôm lấy. Trên xe đã khôi phục lại ổn định, nhưng đôi tay của Hạ Thiên lại vẫn ôm lấy eo nhỏ của Tôn Hinh Hinh, cả người Tôn Hinh Hinh gắt gao dán chặt trên người hắn, hương thơm truyền vào trong mũi, vòng ngực truyền đến cảm giác đàn hồi lạ thường đều làm cho Hạ Thiên thấy rất thoải mái, cho nên hắn không nghĩ muốn buông lỏng tôn hình hình ra. Mấy nam nhân cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên, trong lòng lại có chút nghĩ không thông, tên tiểu tử nhìn rất phổ thông này làm sao lại có thể cưa được một đại mỹ nữ vừa tính cảm lại thành thục như vậy. Không trách được có người đều nói, người đẹp luôn đi cùng trai xấu. Có tên ra hỏa trong lòng nói xấu Hạ Thiên. Hạ, Hạ Thiên, có thể buông ta ra được không? tôn hình hình nhẹ giọng nói hình tỷ nếu ta buông tỷ ra thì tỷ sẽ bị người khác chiếm tiện nghi đó hạ thiên nhỏ giọng nói đây là ta bảo vệ tỷ mà thân thể mềm mại ôm thật là thoải mái hắn cũng không ngu đến mức đi buông ra tôn hình hình dở khóc dở cười như thế này nàng sẽ không bị người khác chiếm tiện nghi vì tiện nghi đều bị hắn chiếm sạch rồi hạ thiên thế này không hay lắm chúng ta vừa mới quen Tôn hình hình nhẹ nhẹ giấy rụa tránh ra, nhưng lại phát hiện không động còn không sao, vừa động một cái thì cái bộ vị cao ngất kia của nàng không khác gì như trực tiếp mát xa cho ngực của Hạ Thiên. Cảm giác thấy một cỗ ngứa ngứa chuyển tới, tôn hình hình chỉ thấy trong lòng tuôn lên một ngọn lửa nhiệt, lập tức động cũng không dám động. Không sao, ta cũng không để ý. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôn hình hình lập tức bị đánh bại, ra hỏa này thật sự là không gì không thể nói, xem ra tiện nghi xác định để cho hắn chiếm thật ra dựa trên người hắn cũng rất thoải mái. Trong đầu Tôn Hinh Hinh đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy, trên người Hạ Thiên dường như cũng giống như nàng, đều có một chủng hương vị rất dễ chịu, mà trên người hắn còn truyền đến từng tia khí tức mát lạnh khiến nàng cảm giác rất khoan khoái. Sau vài phút, Tôn Hinh Hinh đột nhiên cảm thấy có chút gì đó là lạ, dường như mọi người đều đang nhìn nàng, mà mấy người bên cạnh còn đang nhỏ giọng bàn tán. Tên này thật là Châu, là lợi hại, chắc là luyện qua công phu hạ bàn cũng rất chắc chắn. Đúng thế, thật như là không bao giờ ngã vậy. Ta đã nói nhìn hắn thế kia thì làm sao có thể cưa được mỹ nữ cơ chứ, hóa ra là thâm tàng bất lộ. Mới đầu Tôn Hinh Hinh còn tưởng rằng mục tiêu của những người này là nàng, nhưng nghe một lúc lại phát hiện dường như những người này đang bàn tán về Hạ Thiên, nàng nhìn một chút bốn phía rồi lại nhìn Hạ Thiên, cuối cùng cũng tìm ra điểm không thích hợp. Hạ Thiên vẫn như cú ôm lấy nàng, nhưng đó không phải là chỗ không thích hợp, không thích hợp đó là tên này đều một mực ôm nàng bằng hai tay cũng chính là hắn không có tóm lấy vòng treo cũng không cầm bất kỳ đồ vật nào lại càng không dựa vào ghế ngồi hắn cứ như vậy đứng ở giữa xe xe buýt thỉnh thoảng phanh lại khi đến bến hoặc là đột nhiên khởi động đi tiếp người khác thì đổ trước ngã sau mà hắn thì hai chân lại như đã bị đóng đinh lên sàn xe vững vàng đứng ở đó như thái sơn từ đầu đến cuối hai chân của hắn đều không di chuyển nửa tấc Lúc này Tôn Hinh Hinh mới nhớ tới vừa rồi trong mấy phút nàng bị Hạ Thiên ôm lấy, dường như cũng không cảm giác thấy xe lay động, nàng không phải lần thứ nhất ngồi xe buýt, nhưng lại là lần thứ nhất cảm thấy ngồi xe buýt cũng rất thoải mái, mà người mang thay đổi này đến cho nàng chính là hôm nay vừa mới quen biết, Hạ Thiên, thiếu niên này đã khiến nàng bắt đầu cảm giác thấy càng lúc càng thần bí. Trong lòng Tôn Hinh Hinh xuất hiện một cổ cảm giác mà 22 năm nay chưa bao giờ có, chính là cảm giác an toàn thiếu niên này mang đến cho nàng cảm giác an toàn mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của hắn, sự căng thẳng cùng mệt nhọc trên thân thể trước nay dường như tại một phút này đều tan biến sạch sẽ, trong lúc bất trí bất giác nàng đã chủ động đưa tay ra ôm lấy eo hạ thiên, khẽ nhắm mắt lại để hưởng thụ loại cảm giác thoải mái cùng an toàn mà trước kia nàng chưa bao giờ cảm giác qua này. Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên dần dần đã trở thành một cảnh tượng đặc biệt nhất trên xe buýt, hai người nhẹ nhẹ cùng ôm nhau ở một chỗ, tất cả trên xe đều chen thành một đám nhưng chung quanh hai người bọn họ luôn có một khoảng khe hở xe buýt thỉnh thoảng lắc lư người khác đều là đổ trước ngã sau nhưng hai người bọn họ lại một mực đứng vững cứ như vậy yên lặng đứng ở chỗ đó đã đến trạm oan mát hành khách đi oan mát xin xuống xe từ cửa sau âm thanh lại một nửa vang lên trong loa nghe đến mấy chữ oan mát thì tôn hình hình mới bừng tỉnh lại hạ thiên đến rồi chúng ta xuống xe đi tôn hình hình ngẩng đầu lên Thanh âm đã chuyển thành vô cùng dịu dàng, chỉ một chặng đường ngăn ngắn này đã khiến cho trong lòng của tôn hinh hinh phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này thì vị trí của hạ thiên trong tâm trí của nàng đã tăng lên rất nhiều. đã đến rồi à? Hạ thiên có chút không rời được, cũng đành phải buông tôn hinh hinh từ trong ngực ra, lại cầm lấy tay nàng một lần nữa cùng chạy xuống xe. Tôn hinh hinh vì cho hạ thiên cầm tay, hướng hắn khẽ cười. Siêu thị ở bên kia, chúng ta qua đó đi. Nụ người phong tình vạn chủng này khiến cho Hạ Thiên không khỏi sướng sờ, trong lòng thầm thì một câu. Sao ta giống như là nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ đang cười vậy nhỉ? Đi vào siêu thị, Hạ Thiên liền có chút phát ngất, hàng hóa trong siêu thị quá nhiều, rất nhiều thứ hắn còn không biết là thứ gì. May mà hắn cũng không phải đến để thử những đồ vật này, tôn Hinh Hinh trực tiếp kéo hắn đi khu vực quần áo, mua quần áo cho hắn. Quần áo trong siêu thị bình thường cũng không gọi là tốt nhưng so với hàng vỉa hè thì tốt hơn nhiều, mà cũng không phải là hàng cao cấp, chẳng qua với kinh tế của Tôn Hinh Hinh cũng chỉ có thể mang Hạ Thiên tới nơi này mà thôi. Hạ Thiên đối với quần áo cũng không yêu cầu gì nhiều, nhưng Tôn Hinh Hinh lại luôn thấy không hài lòng, sau cùng mất hơn 2 giờ đồng hồ mới mua cho Hạ Thiên hai bộ quần áo, một bộ đồng dạng với quần áo hiện tại trên người của hắn, áo tê xuất cùng quần jean, một bộ khác là áo sơ mi kết hợp với quần tây, còn có thêm một chiếc cravat. Theo như Tôn Hinh Hinh nói thì đây là quần áo lao động của hắn, Lúc đi đưa hoa tốt nhất cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Tuân theo nguyên tắc không bao giờ ăn bám, Hạ Thiên khăng khăng muốn chính mình trả tiền. Kết quả là tiền công ứng trước một tháng của hắn chưa gì đã tiêu hết một nửa. Sau đó mua một đôi giày ra xong thì tiền lại mất một nửa. Đợi sau khi mua xong mấy thứ lặt vặt như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông. Thì Hạ Thiên liền rất đau xót phát hiện ra trên người mình chỉ còn có một trăm đồng. Lúc hai người đi ra khỏi siêu thị thì đã hơn chín giờ tối. Hạ Thiên, người nghĩ kỹ xem còn thiếu cái gì chưa mua không? Tôn Hình Hình có chút bận lòng hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút sau đó lắc lắc đầu. Chắc là không còn gì đâu. Quần áo, giày, bàn trải đánh răng, khăn lông. a à, đột nhiên Tôn Hình Hình nhẹ kêu một tiếng, dường như nhớ đến cái gì đó. Hình tỷ làm sao vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôn Hình Hình bộ dạng có chút khó nói. Hạ Thiên, ta quên mất còn chưa mua mấy món đồ cho chính mình, người ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi vào một cái liền ra ngay có được không? Hình tỷ, ta và tỷ cùng vào đi. Hạ thiên nói, a à, không cần, người xách đồ đi vào không tiện cho lắm. Tôn hình hình vội vàng nói, không đợi hạ thiên trả lời liền quay người vội vàng chạy vào trong siêu thị. Hạ thiên chỉ có thể đợi ở bên ngoài, may cũng không phải đợi lâu lắm. Khoảng 10 phút sau thì Tôn Hinh Hinh liền từ bên trong đi ra, trên tay sách theo một cái túi, không biết bên trong có cái gì. Hình tỷ, tỷ mua cái gì đấy? Thấy tôn hình hình có chút thần bí, hạ thiên không nén nổi có chút hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tôn hình hình khuôn mặt ửng đỏ. Nhanh đi thôi, không là lát nữa không có xe buýt mà ngồi đâu. Tôn hình hình không muốn nói, hạ thiên cũng không hỏi tiếp. Nửa giờ sau, hai người cũng về đến cư xá học phủ danh huyền, lúc lên lầu, hạ thiên còn có chút không vui, bởi vì khi trở về thì trên xe còn chỗ ngồi, hắn cũng không có cách nào để tiếp tục ôm tôn hình hình, càng khiến hắn buồn bực là tôn hình hình luôn một mực sách theo cái túi, đến tay cũng không cho hắn cầm. Mở cửa vào nhà, tôn hình hình trước mở tivi. Người ngồi nghỉ một lát đi, trước để ta mang vật dụng của ngươi cất hộ. Tôn hình hình nói xong liền bắt đầu bận rộn đem hộp kem đánh răng cùng bàn chải đều xé ra, đặt vào trong nhà tắm. Hạ thiên, người cũng mệt mỏi cả ngày rồi vào tắm một cái rồi đi ngủ sớm đi, quần áo ta giúp ngươi để ở bên trong rồi đó. Một lát sau, Tôn Hinh Hinh nói thêm. Được rồi, hình tỷ. Hạ Thiên đáp lại một câu liền đi vào phòng tắm, mấy vật dụng để tắm rửa hắn cũng đã biết sử dụng. Mất vài phút làm một cái tắm nước lạnh, Hạ Thiên bắt đầu mặc vào quần áo mới mua, đột nhiên phát hiện có chút là lạ, hắn nhớ là lúc nãy không có mua quần si sao ở trong này lại có thêm một chiếc quần xịp mới nhỉ hóa ra là hình tỷ lúc nãy quay lại mua quần xịp cho ta hạ thiên cuối cùng hiểu ra mặc xong quần áo hạ thiên từ nhà tắm đi ra hình tỷ cảm ơn tỷ mua quần xịp cho ta không phải tỷ nhớ tới thì ta đã quên mất rồi mặt tôn hình hình lại đỏ lên vội nói một câu ta đi tắm không đợi hạ thiên nói chuyện tôn hình hình liền cầm lấy quần áo chạy nhanh vào nhà tắm khóa cửa lại hình tỷ sao lại giống như có chút sợ ta nhỉ Hạ Thiên tự nói một mình, bộ dạng có chút không rõ ràng. Em là hoa hồng của anh, em là hoa hồng của anh. Âm thanh đột nhiên vang lên, Hạ Thiên rất nhanh tìm thấy nguồn phát ra âm thanh này, đó là một chiếc điện thoại di động màu hồng rất xinh xắn, đồ chơi này hắn cũng biết, lúc trước Tiểu Kiều cũng có một cái. chương 11, chú mèo nhỏ kia thật đáng yêu. Hạ Thiên, xem giúp ta là ai gọi tới vậy. Thanh âm tôn hình hình truyền ra từ trong phòng tắm, Hạ Thiên cầm lấy điện thoại di động nhìn một lát, sau đó trả lời. Hình tỷ là một người tên 110 gọi đến. Cái gì? Dịch nhất linh. Tôn hình hình nghe không được rõ ràng. Là nhất nhất linh 110, ba cái chữ số. Hạ Thiên giải thích. Nhất nhất linh, chữ số, A. À. Tôn hình hình kinh hô một tiếng, cuối cùng cũng rõ ràng. Hạ Thiên, nhanh đưa điện thoại cho ta. Phòng tắm hé ra một cái khay nhỏ ngón tay của tôn hinh hinh cũng từ bên trong thỏ ra hạ thiên đặt điện thoại vào tay tôn hinh hinh thuận theo từ tay ngọc của nàng nhìn vào bên trong có thể loáng thoáng nhìn thấy một vùng tuyết trắng trên người tôn hinh hinh dường như đã không còn mảnh vải nào chỉ đáng tiếng tôn hinh hinh rất nhanh rụt tay vào đem cửa đóng lại khiến cho trong lòng hạ thiên có chút tiếc nuối mà bên trong tôn hinh hinh đã nghe điện thoại ngài hảo xin hỏi có phải tôn hinh hinh hay không đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ nhân đây là đông khu phân cục thuộc Cục Công an thành phố Giang Hải. Ta là Tôn Hinh Hinh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Tôn Hinh Hinh có chút lo lắng, ai cũng biết nhận được điện thoại của Cục Công an thì quá nửa là không có chuyện gì tốt. Chồng của cô là Trương Đại Trụ bị bắt vì đi tìm, gái, mời cô đến đông khu phân cục để bảo lãnh người ra. Có lẽ đều cùng là nữ nhân nên trong giọng điệu của nữ cảnh cũng mang theo một tia đồng cảm. Tôn Hinh Hinh lại phát bực không được. Trương Đại Trụ không phải là chồng của tôi. Tôn Tiểu Thư, tôi rất hiểu tâm tình của cô, chẳng qua nếu cô không đến bảo lãnh thì Trương Đại Trụ sẽ bị giữ lại 3 ngày. Trong điện thoại nữ cảnh lại rất kiên nhẫn, ngữ khí cũng thập phần ôn hòa. Các người nhốt hắn cả đời cũng không quan hệ với tôi. Tôn Hình Hình chặn đứt lời của nữ cảnh, sau đó liền cúp điện thoại, nàng đã không muốn còn có bất kỳ cái gì liên quan với Trương Đại Trụ năm đó nàng muốn đào hôn chính là không muốn tiếp thụ cái an bài hoang đường cho chính mình, mới 16 tuổi đã phải gả cho người ta, đối với Trương Đại Trụ thì nàng cũng không hiểu rõ bao nhiêu, nhưng trong mấy tháng nay, nàng lại càng lúc càng cảm giác thấy lúc trước mình quyết định đào hôn là vô cùng chính xác. Nam nhân này chính là không có cái gì là tốt, ăn uống vui chơi cá độ, suốt ngày lêu lồng, không có nửa điểm bản sự, cả ngày chỉ biết tới chỗ của nàng làm loạn, thấy nàng là đòi tiền, động một tí lại lấy việc muốn nàng trở về kết hôn ra để uy hiếp nàng. Từ mỗi lần nhìn đến cái ánh mắt tham lam của Trương Đại Trụ khi nhìn thấy nàng, Tôn Hinh Hinh có thể rõ ràng cảm thấy được dục vọng của hắn, nàng đương nhiên sẽ không để cho tên vô lại này đạt được ý đồ. Tôn Hinh Hinh đứng trước gương nhìn vào thân hình nạo nhân của chính mình, thì thào tự nói. Trương Đại Trụ, người không xứng. Cả thân thể băng thanh ngọc khiết kiều mị không gì sánh được này cuối cùng cũng trao cho một nam nhân, nhưng nam nhân đó tuyệt đối không phải là Trương Đại Trụ, mà là một nam nhân nàng ưa thích có thể sánh đôi cùng với nàng từng dòng nước mát lạnh từ trong vòi sen phun ra đã khiến nàng mơ hồ nhìn không rõ, một cái thân hình loáng thoáng xuất hiện trước mặt nàng, tim nàng liền tăng nhanh nhịp đập, sẽ là hắn ư. Thân thể hoàn mỹ của nàng sẽ thuộc về hắn ư. Tôn hình hình từ trong hoảng hốt cũng đã tắm xong, mặc xong đồ ngủ cũng đã chậm chậm thanh tỉnh lại, nàng hít sâu một hơi, ngấm ngầm cảnh cáo chính mình. Tôn hình hình à tôn Hinh hình, người phải bình tĩnh, đừng khiến cho người khác tưởng ngươi là hoa si, người ta sẽ xem thường ngươi đó đến lúc cảm giác thấy chính mình đã khôi phục lại bình thường tôn hình hình cuối cùng mới mở cửa ra một cái thân hình liền đập vào trong mắt của nàng dọa nàng sợ nhảy dựng lên không nín được kiều hô một tiếng a à, cũng chỉ phút chốc sau nàng đã có phản ứng đứng ở ngoài cửa không phải ai khác mà chính là hạ thiên người mà nàng một mực nghĩ đến trong lúc tắm rửa nhất thời tôn hình hình chỉ cảm thấy hai má của mình nóng ran cảm giác như tất cả tâm tư của nàng đều bị hạ thiên nhìn xuyên qua hạ hạ thiên ngươi sao lại đứng ở đây tôn hình hình nhịn không nổi hỏi hình tỷ ta đợi tỷ đưa điện thoại ra mà hạ thiên thuận miệng nói tôn hình hình có chút dở khóc dở cười tên gia hỏa này lại một mực ở bên ngoài đợi nàng đưa điện thoại ra chẳng lẽ hắn không biết nàng tắm xong mới mang điện thoại ra cũng được hay sao tôn hình hình chính đang muốn nói gì đó lại phát hiện ánh mắt của hạ thiên có điểm gì là lạ ánh mắt sáng rực kia khiến cho nàng có cảm giác như chính mình đã bị hắn thoát sạch quần áo trên người Hạ Thiên, ngươi, ngươi nhìn vào ta như vậy làm gì? Tôn Hình Hình có điểm thẹn thùng. Hình tỷ, quần áo của tỷ thật đẹp. Hạ Thiên vẫn y nguyên nhìn Tôn Hình Hình, nháy mắt cũng không nháy. Hiện tại Tôn Hình Hình đang mặc một chiếc váy ngủ, váy ngủ rất ngắn, không cách nào có thể che lấp hoàn toàn các bộ vị then chốt trên người của nàng. Một cặp bán cầu đầy đặn chỉ ít cũng có một nửa lộ ra bên ngoài, khiến cho hắn kích thích có điểm muốn đi qua ấn một cái, một đôi chân đẹp vừa thon dài lại tuyết trắng cũng hơn nửa lộ ra ngoài không khí càng muốn mạng đó là váy ngủ này không chỉ rất ngắn mà còn rất mỏng trước ngực rõ ràng nhô lên hai điểm nhỏ giống như hai hai quả nho màu hồng thơm ngon sau váy ngủ đó chính là băng cơ da ngọc như ẩn như hiện khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dụ hoặc quần áo rất đẹp tôn hình hình cúi đầu nhìn một cái liền đỏ bừng đầy mặt nàng cuối cùng cũng biết được đồ ngủ trên người của mình thật là quá mỏng manh bởi vì trời nóng được cho nên nàng mới mua chiếc váy ngủ mỏng này trước đó có một mình nàng ở nhà tự nhiên cảm thấy không có vấn đề gì mà hôm nay hạ thiên ở lại đây nhưng nàng cũng không nghĩ muốn đổi một chiếc váy ngủ khác liền cứ như vậy mặc lên người kết quả là thiếu chút nữa để cho hạ thiên nhìn thấy hết sạch ta ta đi ngủ trước tôn hình hình vội vàng chạy về phòng ngủ nàng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái bầu không khí khiến cho nàng rất lúng túng này hình tỷ chú mèo nhỏ kia thật đáng yêu Hạ Thiên lại nói thêm một câu. Tôn Hinh Hinh vừa chạy được hai bước nghe đến câu nói này liền bị trượt chân hướng mặt đất ngã xuống, tên Hạ Thiên đáng chết này, ánh mắt sao lại tốt đến như vậy, hình chú mèo Kitty trên quần lót của nàng mà hắn cũng có thể nhìn thấy. A, à, mắt thấy sắp phải tiếp xúc thân mật với mặt đất khiến cho Tôn Hinh Hinh kinh hoàng kêu thành tiếng, té ngã trên mặt đất có lát gạch men như thế này đâu phải chuyện đùa, chỉ không cẩn thận liền có khả năng bị gãy tay gãy chân thậm chí là chấn thương vùng đầu. Hình tỷ, đừng sợ. Thanh âm của Hạ Thiên đột nhiên truyền vào trong tai nàng, đồng thời cùng lúc đó có một cánh tay đã ôm tại chiếc eo nhỏ mềm mại của nàng, khiến cho thân thể của nàng không ngã xuống mặt đất, mà tiếp tục cái tay còn lại cũng vươn qua, không sai không lệch ôm tại cái bộ vị cao ngất của nàng, đúng là tiểu sắc lang. Hạ Thiên vươn tay ra đỡ tôn hình hình, đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó quan tâm hỏi. Hình tỷ, tỷ không sao chứ? Hạ Thiên, nhanh, nhanh buông ta ra tôn hình hình khuôn mặt đỏ bừng, cả người mềm yếu vô lực, mắt đẹp mê ly, đã ở bên cạnh bờ vực sụp đổ. Nàng không biết Hạ Thiên là cố ý hay vô ý nhưng cái bàn tay tràn đầy sức nóng của hắn vừa chuyển xác chụp lên cái bộ vì cao ngất đầy mẫn cảm của nàng, mà trong lúc nâng nàng dậy còn bóp nhẹ hai cái, cảm giác vừa nhột vừa ngứa truyền đến từ bộ ngực khiến cho nàng thiếu chút nữa cả người đều mềm nhũn ra. Hình tỷ, nếu ta buông tỷ ra là tỷ sẽ ngã đấy. Hiển nhiên Hạ Thiên không có tính toán muốn buông tôn Hinh Hinh ra, mà cái tay kia của hắn vẫn y nguyên đặt tại vị trí cũ, không di động tí xíu nào. Hạ thiên, ngươi là cái đồ sắc lang. Tôn hình hình đột nhiên không biết lấy đâu ra khí lực liền dẫy lên một cái đứng dậy thoát khỏi hạ thiên ôm ấp, sau đó liền chạy thẳng vào phòng ngủ của nàng, dầm một tiếng đóng lại cửa phòng. Nhìn vào cửa phòng đóng chặt, trên khóe miệng hạ thiên lộ ra một nụ cười xấu xa, cảm giác không tệ, co giãn thật là tốt a. À. Nhị sư phụ nói sắc lang dậy sớm mới có nữ nhân theo đuổi, ta cần phải ngủ sớm dậy sớm, trước cứ đi ngủ đã. Hạ thiên tự nói một mình, sau đó cũng đi vào phòng ngủ của chính mình. Sáng sớm ngày thứ hai, mới hơn 6 giờ, Tôn Hinh Hinh mang theo hai cái vành mắt thâm thâm, mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ đi ra. Hinh tỷ, chào buổi sáng. Thanh âm của Hạ Thiên đột ngột vang lên. Vốn Tôn Hinh Hình còn có chút mơ mơ màng màng, vừa nghe đến thanh âm này liền lập tức tỉnh ngủ. A, à, Tôn Hinh Hinh vừa nghĩ tới sự tình tối hôm qua, cúi đầu xuống nhìn lại chỉ thấy chính mình Y Nguyên vẫn mặc chiếc váy ngủ kia, khuôn mặt lại nóng ran lên, quay người chạy ngay về phòng ngủ. Hơn 10 phút sau Tôn Hinh Hinh mới từ phòng ngủ lần nữa mở cửa đi ra, trên người mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, cùng lúc nãy so sánh thì ăn mặc như thế này có thể nói là bảo thủ hơn rất nhiều, cho dù là như vậy cũng không cách nào che lấp đi những đường cong hoàn mỹ của nàng, nhưng đôi chân đẹp thon dài lại cơ bản bị ẩn giấu đi. Hạ Thiên người sao dậy sớm thế tôn hình hình nhịn không nổi hỏi lòng thầm nghĩ hắn cũng sẽ không giống như nàng cả đêm không ngủ đấy chứ nhị sư phụ nói nam nhân thích ngủ lười sẽ không tìm được lão bà cho nên mỗi ngày ta đều dậy rất sớm như vậy ta có thể tìm được rất nhiều lão bà ánh mắt hạ thiên không ngừng quét khắp trên người tôn hình hình đáng tiếc lần này không thể nhìn thấy được chú mèo nhỏ đáng yêu không có biện pháp tuy nhãn lực của hắn rất tốt nhưng cũng không có khả năng nhìn xuyên qua quần áo Tôn Hình Hình không thể không liếc Hạ Thiên một cái, ngay cả một lão bà còn nuôi không nổi lại còn muốn tìm rất nhiều lão bà. Chỉ là rất nhanh nàng bị Hạ Thiên nhìn đều có chút không thoải mái, liền nhanh chóng đi vào gian rửa tay, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân lại đi qua phòng bếp, sau vài phút từ trong bếp bưng ra hai bát mì tôm trứng, đây chính là bữa sáng của hai người. Hạ Thiên chỉ hai ba cái nháy mắt đã giải quyết xong bát mì, Tôn Hình Hình lại ăn rất chậm, một bát mì cũng phải 10 phút mới ăn xong, Thu dọn xong bát đũa, hai người liền cùng lúc xuất môn. Đi tới tiệm hoa Hình Hình còn chưa đến 7 giờ, chẳng qua Phương Hiểu như đã đến tiệm hoa trước cả hai người. "Ôi, Hình tỷ, tối qua tỷ ngủ không ngon à?" Phương Hiểu như liếc một cái liền nhìn thấy Tôn Hình Hình có hai cái vành mắt thâm quầng, nhịn không nổi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào hai người. "Đúng vậy, khí trời quá nóng cho nên ngủ không được tốt." Tôn Hình Hình liền vội vàng giải thích, chỉ là ngược lại càng khiến cho người ta thêm nghi ngờ phương hiểu như kề gần bên tai tôn hinh hinh hi ghi cười nhẹ hinh tỷ hai người sẽ không phải là ngày đầu tiên ở trung liền làm suốt đêm đấy chứ tử nha đầu nói bậy bạ cái gì đấy tôn hinh hinh mặt đỏ lên vươn tay muốn nhéo phương hiểu như cẩn thận ta xé nát miệng nhỏ của em đấy hinh tỷ tha mạng phương hiểu như nhanh chóng chạy trốn đến sau người hạ thiên chương 12, Lão Sắc Quỷ Lái BMW. Được rồi đừng làm loạn nữa, làm việc đi. Tôn Hình Hình lường Phương Hiểu như một cái. Không đợi Phương Hiểu như nói chuyện, Tôn Hình Hình liền nói thêm. Hiểu như, hôm nay em trông tiệm nha, chỉ mang Hạ Thiên đi dạo quanh đây một chút, thuận tiện cho hắn quen thuộc đường đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho chị. Đã biết, Hình Tỷ, hai người cứ chậm chậm dạo phố đi nha. Phương Hiểu như khẽ cười hì hì. Tôn hình hình trừng phương hiểu như, hướng hạ thiên nói. Đi thôi, hôm nay ta mang ngươi đi làm quen một chút về Đại học Giang Hải. Tiệm hoa hình hình ở tại bên trong Đại học Giang Hải, tiệm hoa kinh doanh chủ yếu là chuyển hoa bên trong trường. Hạ thiên muốn làm người chuyển hoa của tiệm thì tự nhiên phải thuộc đường đi các nơi ở trong trường học. Tuy nói đại đa số đều là chuyển tới ký túc xá nữ sinh, chẳng qua cũng có đôi lúc sẽ cần đưa đến giảng đường, thậm chí là nhà ăn, thao trường, bãi tập đều có khả năng. Đây là thao trường, bên kia là sân vận động, còn kia là nhà hành chính. Hai người cùng nhau sánh vai đi trong đại học Giang Hải, Tôn Hinh Hinh một bên đi một bên hướng Hạ Thiên giới thiệu những nơi đã đi qua, thời gian thấm thoát trôi đi, không khí mát mẻ ngắn ngủi của buổi sáng sớm cũng rất nhanh tan biến, mặt trời lên cao cũng là lúc nhiệt độ cao trong ngày bắt đầu dâng lên, hương thơm từ trên người của Tôn Hinh Hinh thoảng qua càng lúc càng đậm. Tuy hai người đi rất chậm nhưng nàng vẫn bị không khí oi bức khiến cho mồ hôi đầm đìa, không thể không nói chủng khí trời như thế này không thích hợp ở bên ngoài đi dạo một chút nào. Hình tỷ, tỷ rất nóng à? Hạ thiên mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nóng? Tôn hình hình liếc hạ thiên một cái, đây không phải là biết rõ còn hỏi. Ta không nóng. Hạ thiên lại rất thành thật gật gật đầu. Tôn hình hình ngẩn ngơ, quay đầu nhìn kỹ hạ thiên lại phát hiện đúng như vậy, tên gia hỏa này lại một giọt mồ hôi cũng không có. Kỳ quái, người làm sao một chút cũng không nóng vậy. Tôn hình hình có chút hiếu kỳ. Thần tiên tỷ tỷ nói ta trời sinh chính là một cái điều hòa không khí, đông ấm hẻ mát. Hạ thiên khẽ cười hì hì. Hình tỷ, tỷ có muốn mát mẻ một chút không? Đương nhiên muốn. Tôn hình hình lại xoa xoa mồ hôi trên chán, nhưng lần này bàn tay của nàng vừa hạ xuống liền bị bàn tay của hạ thiên nắm được. Tôn Hình Hình khuôn mặt lập tức ửng đỏ, tên tiểu sắc lang này lại muốn chiến tiện nghi của nàng. Hạ Thiên, đừng như vậy, buông ta ra đi. Tôn Hình Hình vùng tay định tránh ra nhưng lại thoát ra không được. Hình tỷ, là tỷ nói muốn mát mẻ một chút mà, ta không cầm tay của tỷ thì làm sao có thể giúp tỷ mát mẻ chứ? Hạ Thiên bộ dạng rất vô tội. Tôn Hình Hình đang định nói gì đó lại đột nhiên cảm giác thấy một cố khí tức mát lạnh từ tay Hạ Thiên truyền qua, cỗ khí tức mát lạnh này rất nhanh chạy khắp toàn thân của nàng, khiến cho nàng có cảm giác như đi vào một căn phòng có điều hòa mát lạnh, không thể nói rõ cảm thấy bao nhiêu khoan khoái. Tôn hình hình đã phát ngốc, nàng quay đầu nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý lại xuất hiện một chủng cảm giác kỳ dị, nàng vốn cho là Hạ Thiên chỉ là tìm cái lý do để chiếm tiện nghi của nàng, kỳ thực mặc dù nàng cũng không phải không muốn Hạ Thiên cầm tay nàng, nhưng rốt cuộc hai người cũng vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, nàng cũng không muốn quá thân mật với hắn. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên thật có thể giúp nàng trở lên mát mẻ hơn, lúc này thì ánh mặt trời như thiêu như đốt ở trên đỉnh đầu giường như lại không có bất kỳ tác dụng gì đến nàng, dần dần nàng cũng không còn đổ mồ hôi nữa, trong tâm lý không khỏi toát lên một cái ý nghĩ, thiếu niên dường như có chút háo sắc này đến cùng còn mang cho nàng bao nhiêu kinh ngạc ngoài ý nữa đây. Hạ Thiên, người đến cùng là ai? Tôn Hinh Hinh dùng thanh âm như nói mê hỏi, mới quen không đến một ngày, Hạ Thiên đã hết lần này đến lần khác khiến cho nàng cảm giác đến cùng với trước đều bất đồng, nếu như nói hắn đơn giản đánh cho Trương Đại Trụ một trận không tính là cái gì đặc biệt, thì hành động ở trạm xe buýt đã khiến cho nàng có chút không thể tin tưởng nổi, tại trên xe buýt hắn đứng vững như Thái Sơn càng khiến cho nàng khó mà tưởng tượng, nàng vốn cho rằng hôm qua hắn mang kinh ngạc đến cho nàng đã đủ nhiều, nhưng nào biết hôm nay hắn lại mang đến cho nàng một lần kinh ngạc ngoài ý khác nữa. Kinh tỷ, ta đương nhiên là đàn ông mà Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Không muốn nói cho ta thì thôi. Tôn Hình Hình bất mãn kiều hừ một tiếng. Cái gì mà đàn ông chứ, chỉ là một cậu bé mà thôi. Hạ Thiên có chút không phục, cái gì mà cậu bé, thần tiên tỷ tỷ đều nói hắn đã là đàn ông chân chính. Chẳng qua Hạ Thiên cũng không có phản bác, chỉ là dắt theo tay ngọc mềm mại của Tôn Hình Hình không nhanh không chậm đi về phía trước. Thỉnh thoảng có người đi qua bên thân hai người đều nhịn không nổi quay đầu lại nhìn một cái, hiển nhiên mỗi người đều sẽ cho hai người này là một đôi tình nhân, chỉ là như tôn hinh hinh một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng như vậy lại phải đi theo cái tên gia hỏa tướng mạo bình thường ăn mặc phổ thông hạ thiên. Điều này nhiều ít khiến cho tâm lý bọn họ có chút bất bình, đơn giản vì cái này chính là bông hoa nhài cắm bãi ướt châu mà. Tuyết, tuyết, tiếng còi ô tô vang lên, một chiếc BMW dừng lại bên thân hai người, cửa sổ hạ xuống liền có một trung niên nam nhân thò đầu ra, bộ trạng trông rất nhã nhặn. Tiểu tôn à, đang đi đâu vậy, có muốn đi nhờ một đoạn không? Nhìn đến trung niên nam nhân, tôn hình hình lông mày không khỏi nhíu lại, một tia chán ghét chấp qua trong mắt, trên mặt miễn cưỡng nộ ra một nụ cười. Trần giảng viên, không cần phiền ông, chúng ta chỉ là tùy tiện dạo chơi thôi. Ừ, sửa tình mấy ngày trước ta nói với cô suy xét thế nào rồi? Trung niên nam nhân có chút tham lam liếc nhìn vóc người ngạo nhân của tôn hình hình. Ý tứ chán ghét trong mắt tôn hình hình càng đậm. Trần giảng viên, ta đã có bạn trai. Vậy à, chính là hắn à. Trung niên nam nhân liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái, lắc lắc đầu. Tiểu tôn à, không phải ta nói cô, mọi phương diện của cô đều ưu tú, nhưng ánh mắt chọn bạn trai lại không được. Hình tỷ, tên đần này là ai vậy? Hạ Thiên liền không thoải mái, đây không phải rõ ràng nói hắn không tốt sao? Ngươi là học sinh sao lại ăn nói như vậy? tôn hình hình còn chưa kịp đáp lời thì trung niên nam nhân kia đã nổi giận người học ở khoa nào lớp nào có tin hay không ta lập tức có thể đuổi ngươi ngu ngốc tao không phải học sinh ở đây hạ thiên một mặt xem thường tiểu tôn cô xem đi bạn trai của cô tố chất như thế nào mở mồm là nói tục trung niên nam nhân lắc đầu thở dài coi tại mặt mũi của cô ta không so đo cùng hắn chẳng qua ta khuyên cô nhanh chóng chia tay với hắn đi Trần Giảng Viên, đây là việc riêng của ta, không cần ông quan tâm. Tôn Hình Hình cưỡng ép sự phẫn nộ, bình tĩnh nói. Ê, ngu ngốc, cút nhanh cho tao không là tao đánh mày đấy. Hạ Thiên hung hăng trừng mắt với trung niên nam nhân. Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Hạ Thiên, trong lòng trung niên nam nhân sinh ra mấy phần sợ hãi. Ta là người có văn hóa, không thèm so đo với ngươi, tiểu tôn, ta đi trước, việc kia cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Quyến luyến không rời nhìn thân thể dụ người của tôn hình hình thêm một lần, trung niên nam nhân mới nhấn ga lái xe tiếp tục đi về phía trước. Hình tỷ, tên ngu ngốc kia muốn tỷ suy xét việc gì vậy? Hạ thiên nhịn không nổi hỏi. Tên xác quỷ đó nói là hắn có thể khiến trương đại trụ không dám tiếp tục tìm ta gây phiền hà, đổi lại hắn muốn ta phải làm vợ hai của hắn. Tôn hình hình căm phẫn nói. Hạ thiên vừa nghe liền tức giận. Hình tỷ, tỷ sao không nói sớm? vừa rồi mà ta biết như vậy sẽ lập tức đem tên ngu ngốc kia đánh cho một trận. Nhìn chiếc BMW chạy ra khỏi tầm mắt khiến cho Hạ Thiên cảm thấy rất buồn bực, xem ra chỉ có thể đợi lần sau gặp lại tên gia hỏa kia mới có thể tính sổ được với hắn. Tiếp theo gió yên sóng lặng trời yên biển lặng, hai người đã đi dạo ở trong trường mấy giờ liền, đến thời gian giữa trưa thì Hạ Thiên trên cơ bản đã nhớ hết mấy cái khu vực trọng yếu nên đi như thế nào, tuy còn không tính là quen thuộc nhưng để đi đưa hoa thì không có vấn đề. Uầy, hình tỷ, hạ thiên, hai người phát triển nhanh thật đấy. Hai người vừa về đến tiệm hoa, Phương hiểu như một bộ kinh ngạc kêu lên. Tôn hình hình lập tức mặt đỏ lên, lúc này nàng mới nhớ ra, nàng cùng hạ thiên vẫn còn cầm tay nhau. Tử nha đầu, không được nói bậy bạ. Tôn hình hình liếc mắt trắng Phương hiểu như, đồng thời cũng rụt tay về, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Gọi cơm chưa vậy? Hử, còn chưa gọi, để em gọi điện thoại bảo bọn họ mang tới. Phương Hiểu như một bên gọi điện thoại một bên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý còn có chút mê hoặc, nàng làm việc tại tiệm hoa đã gần một năm, cùng Tôn Hinh Hinh cũng rất quen thuộc, nàng cũng không rõ ràng vì sao Tôn Hinh Hinh luôn một mực rất chán ghét nam nhân, mà cái tên gia hỏa Hạ Thiên này cũng không biết có gì đặc biệt lại khiến cho Tôn Hinh Hinh đối xử với hắn khác hẳn bình thường như vậy. Chẳng lẽ cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp. Điều này cũng quá cũ dích rồi mà, Phương Hiểu như ở trong lòng phỏng đoán, mà Tôn Hinh Hinh cũng toàn thân không thoải mái, không phải vì Phương Hiểu như mà là vừa mới buông tay của Hạ Thiên ra, không khí oi nóng liền khiến mồ hôi trên thân nàng như sắp trào ra, đều có chút chịu không được. Nàng vừa mới ra mồ hôi thì hương thơm ngào ngạt trên thân thể của nàng cũng lập tức bay vào trong mũi Hạ Thiên, Hạ Thiên nhìn nàng khẽ cười hì hì, lại tiếp tục nắm lấy tay của nàng. Tôn Hinh Hinh trong lòng có quỷ nhìn Phương Hiểu như, nghĩ muốn giúp tay về nhưng một luồng khí mát lạnh truyền tới từ cánh tay lại khiến cho nàng rất khó hạ quyết tâm mà nàng đang trần trừ thì bên kia Phương Hiểu Như cũng gọi điện thoại xong hình tỷ hai người còn thật là không thể tách được nhau ra nha Phương Hiểu Như nhịn không nổi nói đùa một câu hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng tôn Hình Hình cùng Hạ Thiên đã là một đôi tuy nàng cảm thấy tốc độ phát triển có chút quá nhanh nhưng chẳng qua thời buổi bây giờ mới quen nửa giờ đi đặt phòng quen một ngày đã quyết định kết hôn đều có hai người bọn họ cũng chỉ là cầm tay nhau thật ra cũng chả có gì hiểu như em đừng có đoán mò chị chỉ là sợ nóng trên người của hạ thiên thật sự rất mát tôn hình hình muốn giải thích hình tỷ hạ thiên đã ôm chị rồi à nếu không làm sao mà chị biết trên người của hắn rất mát phương hiểu như bộ mặt giảo hoạt tôn hình hình vừa định mở miệng phản bác đột nhiên lại nhớ tới thực ra ở trên xe buýt hạ thiên đã ôm nàng Hôm qua ở trên xe buýt nàng chính là đã bị hắn ôm hơn 10 phút. Ía, yeah, em lại đoán đúng rồi." Phương Hiểu như bộ dạng rất hưng phấn. "Hình tỷ, nếu như trên người của Hạ Thiên mát mẻ như vậy thì buổi tối để cho hắn ôm chị cùng ngủ đi." Không đợi Tôn Hinh Hinh nói chuyện, Phương Hiểu như lại là kinh hô một tiếng. "A, à, hình tỷ, chẳng lẽ tối qua Hạ Thiên cũng ôm lấy chị cùng ngủ? Không trách được cả buổi tối chị ngủ không ngon." chương 13, ta với người rất quen à. Từ nha đầu, em còn nói huyên tuyên thì cẩn thận chị trừ tiền lương của em đó. Tôn hình hình khuôn mặt đỏ bừng, trong lúc lúng túng liền lấy ra uy phong của một bà chủ. a à, hình tỷ, đừng mà, tuy em biết chị muốn cùng Hạ Thiên mở cái cửa hàng nhỏ, nhưng nếu em không có công việc này thì đến tiền ăn cơm cũng không có mà ăn, em bảo đảm sau này sẽ không làm kỳ đà cản mũi. Bắt đầu từ bây giờ em cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, hai người muốn làm gì cũng được, có thể coi như em không tồn tại. Phương hiểu như bộ dạng giả trang làm như rất sợ hãi. Em còn nói, tôn hình hình không ngừng thẹn thùng, thuận tay cầm lấy một cái lãng hoa, nghĩ muốn ném cho Phương hiểu như một cái. Phương hiểu như vội vàng giơ tay xin hàng. Hình tỷ, em không nói nữa, lãng hoa đó rất quý đấy, 180 đồng đó. Tôn hình hình liếc mắt trắng Phương hiểu như một cái, lại nhìn một chút lãng hoa trên tay, cuối cùng đặt về vị trí cũ. Rất nhanh có người đưa cơm tới, cũng để cho tôn hình hình có thể từ trong tình cảnh lúng túng mà thoát ra, phương hiểu như cũng có chừng mực không tiếp tục giễu cờ tôn hình hình. Ngoài trời nắng to, cả buổi chiều tôn hình hình cũng không rời khỏi tiệm hoa, hạ thiên tự nhiên cũng ở lại trong tiệm, tuy buổi chiều tiệm hoa cũng là một vài khoản sinh ý, chẳng qua đều là mua hoa tại tiệm, không cần phải đi đưa hoa cho nên cũng không có việc của hạ thiên. Đến lúc này thì Hạ Thiên đã cảm giác thấy có chút buồn chán, may mà còn có đại mỹ nữ Tôn Hinh Hinh để ngắm chứ không hắn sẽ cảm thấy buồn hơn, chỉ là cả buổi chiều Tôn Hinh Hinh đều cảm giác được không thoải mái, bởi vì nàng phát hiện Hạ Thiên luôn nhìn chằm chằm vào mình, nhìn thì cũng chả sao nhưng hắn lại cứ một mực nhìn chằm chằm vào những vị trí không nên nhìn. Qua, wow, cũng gần 6 giờ rồi, hình tỷ, không bằng hai người cứ về trước đi, em ở lại trông thêm 2 giờ nữa cũng được. Phương Hiểu như vươn vai vặn eo, Lúc trước trường học còn chưa đến kỳ nghỉ thì thông thường tiệm hoa đều mở tới khoảng 10 giờ đêm mới đóng cửa, chẳng qua những ngày trong kỳ nghỉ thì tiệm hoa đều không đến 8 giờ đã đóng cửa rồi. Cũng được. Tôn Hình Hình suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hạ Thiên, chúng ta về thôi. Hạ Thiên đối với việc này đương nhiên không có ý kiến, hai người cùng nhau đi ra khỏi tiệm hoa, Hạ Thiên lại rất tự nhiên cầm lấy tay Tôn Hình Hình, mà Tôn Hình Hình có lẽ đã thành thói quen nên cũng để mặc hắn kéo đi như vậy. Nhưng chỉ đi được vài bước, Tôn Hinh Hinh liền dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy một đám người đang đi về phía bên này, mà đi đầu có hai nam một nữ, trong đó có một người lại chính là Trương Đại Trụ. Nữ nhân bên người Trương Đại Trụ khoảng chừng 30 tuổi, có vài phần nhan sắc, trang điểm vào trông càng lẳng lơ, nữ nhân lẳng lơ này đang ôm cánh tay của một nam nhân khác, nam nhân vóc người không cao nhưng cường tráng, đầu đinh, ánh mắt sắc bén. Theo sau ba người còn có 10 tên ăn mặc trẻ chung xem ra là mấy tên du côn xã hội đen. Tôn Hinh Hinh, cái đồ tiện nhân nhà ngươi, quả nhiên tại sao lưng ta ngấm ngầm bao, tiểu bạch kiểm, một bây giờ bị ta bắt được, ngươi còn gì để nói. Vừa thấy Tôn Hinh Hinh, Trương Đại Trụ bên kia liền phẫn nộ gầm gào. Trương Đại Trụ, miệng của ngươi sao lại dơ bẩn như vậy? Tôn Hinh Hinh phát cáu đến khuôn mặt đỏ bừng. Cái gì mà tại sao lưng người bao, tiểu bạch kiểm? Ta với ngươi một điểm quan hệ cũng không có, mà cho dù ta có đi tìm bạn trại thì ngươi cũng không quản được. Được, ngươi thừa nhận điều này đúng không? Trương đại trụ cáu thẹn thành giận. Hiện tại ngươi lên thành phố liền muốn trở mặt không nhận người chứ gì. Ngươi muốn cùng ta xóa sạch quan hệ, không dễ vậy đâu. Hình hình à, không phải ta nói gì ngươi, tuy em trai của ta không có tài cán gì nhưng tốt xấu thì hắn cũng là chồng của ngươi. Hôm qua hắn bị bắt vào đồn cảnh sát, ngươi cũng không đi đón người khiến cho hắn bị nhốt một đêm ở đó, người làm như vậy thật là quá phật, hiện tại còn đi bao tiểu bạch kiểm, đây chính là ngươi không đúng. Nữ nhân lẳng lơ lúc này cũng mở miệng. Ngọc Phân Tỷ, người cũng ở thành phố nhiều năm thì cũng hẳn lên rõ ràng chuyện giữa ta và Trương Đại Trụ đã tính toán rõ ràng, năm đó nhà các ngươi đưa cho nhà ta hai vạn xính lễ, nhưng trong mấy tháng nay, Trương Đại Trụ lấy số tiền ở chỗ ta đã hơn năm vạn, đã bù đủ số tiền xính lễ kia, ta cùng Trương Đại Trụ đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi. Tôn Hình Hình căm phẫn nói, nữ nhân này chính là tỷ tỷ của Trương Đại Trụ, Trương Ngọc Phân, tự nhiên nàng cũng nhận thức. Tôn Hình Hình, người nói không còn quan hệ là không còn nữa sao? Trương Đại Trụ dùng ánh mắt tham lam nhòm ngó Tôn Hình Hình. Người muốn cùng ta bỏ đi quan hệ chứ gì? Vậy được, chỉ cần ngươi đáp ứng hai điều kiện của ta thì ta sẽ không đến tìm ngươi nữa, ngươi thích đi bao trai cũng không việc gì. Điều kiện gì? Tôn Hình Hình cắn răng nói. Rất đơn giản, Thứ nhất, ngươi cho ta 10 vạn. Trương Đại Trụ chăm chú nhìn vào bộ ngực cao ngất của Tôn Hình Hình, nuốt nước miếng. Thứ hai, ngươi ngủ với ta một đêm. Vô sỉ. Tôn Hình Hình thức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Điều kiện thứ nhất nàng còn có thể đồng ý. Nếu là 10 vạn đồng có thể khiến Trương Đại Trụ vĩnh viễn tan biến trong sinh hoạt của nàng thì nàng không ngại cho hắn. Nhưng cái điều kiện thứ hai thì cho dù như thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không đồng ý. Hình Hình à! thật ra ta thấy điều kiện này cũng không tồi, hai vạn năm đó của nhà ta nhưng là cứu mạng em trai của ngươi, hiện tại ngươi trả 10 vạn cũng tính là chấp nhận được, mấy năm nay giá cả leo thang, hai vạn đồng năm đó so với hiện tại phải hơn 10 vạn ấy chứ. Trương Ngọc Phân lười nhắc nói, còn về cùng ngủ một đêm thì cũng chẳng có gì to tắt cả, các ngươi cũng đều là vợ chồng, ngươi cũng nên làm nghĩa vụ của một người vợ nên làm, có phải hay không? Tôn Hinh Hinh, ngươi có thể đi bao chai vì sao làm chồng như ta không thể nếm thử tư vị của ngươi. Trong mắt trương đại trụ tràn đầy ham muốn dục vọng, tôn hình hình tràn đầy phong tình tính cảm khiến cho hắn sớm đã muốn động chân động tay. Ê, việc không nói ba lần, tên ngu ngốc nhà ngươi lại đã ba lần nói ta là tiểu bạch kiểm ta đã không thể nhịn được rồi. Hạ thiên như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt trương đại trụ, một tay liền bóp chặt cổ của hắn, hơi dùng sức. Ngươi nhìn cho rõ, thiếu gia ta chỗ nào giống tiểu bạch kiểm. Ngươi, ngươi buông tay ra. Trương đại trụ bị bóp cổ đến thở không ra. Hỗn tiểu tử, mau thả em trai ta ra. Trương Ngọc Phân lạnh lùng quát. Hạ thiên không thèm để ý đến nàng, tiếp tục chầm chầm nhìn trương đại trụ. Tên ngu ngốc xem cho rõ, ta thế này chính là ngoài trắng trong hồng, cùng chúng nó không giống nhau, có biết không? Ngươi lại nói ta là tiểu bạch kiểm, ta sẽ biến ngươi thành mặt nở hoa. Tôn hình hình vốn có chút tức giận nhưng khi nghe đến câu nói của Hạ Thiên lại có chút không nhịn được cười. Cái gì mà ngoài trắng trong hồng cùng mọi người khác biệt, không phải là tối qua xem quảng cáo trên TV sao? Tiểu tử, người còn không thả em trai ta ra thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Ngọc Phân phẫn nộ quát. Hạ Thiên cuối cùng quay đầu nhìn Trương Ngọc Phân, trên mặt lại rất bất mãn. Ta nói làm sao ngươi lại phiền như vậy? Ngươi có biết thanh âm của ngươi rất khó nghe hay không, giống như vịt kêu vậy? quét trương ngọc phân một cái, trên mặt hạ thiên lại có chút mê hoặc. Kỳ quái, loại người như ngươi không phải là, gà, sao? Giọng nói của ngươi phải gọi là, gà, kêu mới đúng chứ nhỉ, làm sao sẽ giống như vịt kêu? Nghe nói có cái trò chơi gọi là biến dị gen, chẳng lẽ chính là ngươi? Ngươi, ngươi, ngươi dám nói ta là, gà. Trương Ngọc Phân tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi có chút quá phật. Nam tử cường tráng cuối cùng mở miệng, ngược lại thanh âm lại khá hòa nhã. "Ta là đinh báo, mọi người hay gọi là báo ca, không biết huynh để có thể không cấp cho ta cái mặt mũi, buông trương đại trụ ra trước được không?" Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn vào đinh báo. "Ta với ngươi rất quen à? Cái này, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt." Đinh báo sững sờ. "Nếu như đã không quen thì vì sao ta phải cấp mặt mũi cho ngươi?" Hạ Thiên nhìn vào đinh báo, Đầu óc của ngươi có vấn đề à? Đinh báo thiếu chút nữa bị câu nói này nghẹn chết, mà mấy tên du côn phía sau hắn lập tức nháo lên mắng chửi. Tiểu tử, ngươi không muốn sống à? Dám nói chuyện với báo ca như vậy. Miện hóa, bọn huynh đệ cùng lên đánh chết hắn. Cho ngươi mặt không muốn mặt, báo ca cùng ngươi khách khí mà ngươi lại tưởng chính mình là nhân vật máu mặt không bằng. Những người này mắng thì mắng nhưng không có đinh báo mở miệng thì cũng không dám động thủ. Ê! Tiểu tử nhớ kỹ cho ta, hình tỷ là người của ta, đừng có nên cùng ta tranh nữ nhân, biết chưa? Hạ Thiên đem Trương Đại trụ nhấc lên, sau đó ném hắn xuống đất. Nhanh cút đi cho ta. Trương Đại trụ đau đớn hừ một tiếng, sau đó từ mặt đất đứng dậy chạy đến bên người đinh báo, trên mặt khóc thảm. Anh rể, ta đã nói rồi mà, tên tiểu bạch kiểm này đánh lộn rất lợi hại. Lời nói vừa dứt, liền nghe đến bốp, bốp hai tiếng vang lên. Hai bên mặt của Trương Đại trụ đã xuất hiện năm cái dấu tay đỏ tươi. Ta đã cảnh cáo ngươi, còn tiếp tục gọi ta là tiểu bạch kiểm thì ta sẽ biến ngươi thành mặt nở hoa. Hạ Thiên mặt không vui. Biết cái gì là mặt nở hoa không? Chính là ở trên mặt của ngươi rạch ngang rạch dọc 19 đường, sẽ chân chính trở thành mặt nở hoa, hiện tại cho ngươi in hai cái bàn tay cũng chỉ là mặt hoa chưa nở mà thôi. Sắc mặt đinh báo biến thành có chút khó coi. Huynh đệ người không cảm thấy quá kiêu ngạo sao? Tam sư phụ nói muốn ta đê điều một chút, hiện tại ta đã là rất đê điều rồi. Hạ thiên hiển nhiên không cho đó là đúng. Thân thủ của huynh đệ không tệ, không bằng hai chúng ta một đấu một đi. Đinh báo chậm rãi bước ra một bước. Hạ thiên có chút ngạc nhiên. Người muốn cùng ta đơn đấu. Không sai, đơn đấu, dám không. Trong giọng nói của đinh báo đã mang theo mấy phần khiêu khích. Hạ thiên lắc lắc đầu, mấy tên tiểu đệ du côn kia liền huyết sáo bớn cợt. Không có gan. Tiêu tử, không dám thì quỳ xuống dập đầu nhận thua đi. Nghiệp, quả nhiên là tiểu bạch kiểm, thời điểm then chốt chả có chỗ nào để dùng, mỹ nữ, không bằng theo ta đi. Ta lại quá xem trọng ngươi. Đinh báo trong mắt mang theo mấy phần khinh thường. Đã như vậy thì ngươi mau biến đi, không cần phải nhúng tay vào chuyện của tôn hinh hinh. Đơn đấu quá phiền hà, lãng phí thời gian, tất cả các người cùng lên đi. Hạ thiên lười nhắc nói. Lời này vừa nói ra thì bốn phía liền im lặng, phút chốc liền ồn ào càng lớn. Nghịa, cũng quá kiêu ngạo nha. Đánh chết hắn. Bọn huynh đệ cùng lên. Đột nhiên hạ thiên nhào về phía đám người, xuất quyền, ra cước, lập tức không ngừng vang lên tiếng kêu thảm, chỉ phút chốc sau trên đất liền ngã thành một đoàn. Ngay cả Trương Đại Trụ cùng Trương Ngọc Phân đều ngã trên đất, còn đứng duy nhất cũng chỉ có Đinh Báo, các ngươi quá ồn. Hạ thiên vỗ vỗ tay. Như thế yên tĩnh hơn. chương 14 có thêm tên tiểu đệ cũng tốt. Đinh báo hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc tên này là ai vậy? Trước đó Trương Đại Trụ đã nói cho hắn biết tên tiểu tử này đánh nhau rất lợi hại, hắn còn tưởng rằng Trương Đại Trụ quá vô dụng, nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, dùng từ đánh nhau lợi hại để hình dung tên này còn chưa đủ, cái này chính phải là một siêu cấp cao thủ tuy mấy tên thủ hạ của hắn không có bản lãnh gì to lớn nhưng mà có thể trong một thời gian ngắn đánh ngã nhiều người như vậy nhất định chỉ có cao thủ chân chính mới có thể làm được tại sao ngươi lại không đánh ta đinh báo đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp làm sao hắn vẫn còn đứng ở chỗ này vậy à ta cảm thấy ngươi rất đáng thương hạ thiên cười hì hì nói đáng thương trong lòng đinh báo trào lên một cơn thịnh nộ huynh đệ đinh báo ta không cần người khác phải thương hại nhân tiện cũng khuyên ngươi một câu, tuy ngươi đánh rất được, nhưng ở trong cái xã hội này không phải chỉ dựa vào đánh đấm là có thể giải quyết được tất cả. Ừ ầm, tam sư phụ của ta cũng có nói qua, bạo lực không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Hạ thiên gật gật đầu. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy ngươi rất đáng thương, đàn ông bị cắm sừng đều rất đáng thương. Lời này của ngươi có ý gì? Sắc mặt của đinh báo càng khó coi, điều này cũng rất bình thường, không cần biết là người đàn ông nào, bị người ta nói là bị cắm sừng thì khuôn mặt đều sẽ rất khó nhìn. Nữ nhân kia là chị của Trương Đại Trụ, Trương Đại Trụ lại gọi ngươi là anh rể, xem ra nữ nhân kia là vợ của ngươi, đúng không? Hạ Thiên chỉ Trương Ngọc Phân vẫn đang nằm trên mặt đất. Chẳng qua nữ nhân này tối ngày hôm qua đã, làm, với tên gia hỏa kia, đó, chính là cái tên, hoàng mau, tóc vàng, nằm kia kia, người nói xem bị tiểu đệ của chính mình cắm sừng còn chưa đủ đáng thương sao. Ngươi đừng có nói bậy. Trương Ngọc Phân lạnh giọng quát lên. Báo ca, oan uổng cho em, tiểu tử này ngậm máu phun người. Tên, Hoàng Mao, kia cũng vội vàng chối cãi. Huynh đệ, kế ly gián đơn giản như vậy, người nghĩ ta sẽ tin người sao? Đinh báo hử lạnh một tiếng. Tuy người đánh rất được, nhưng chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hạ Thiên có chút không vui, cái này rõ ràng không phải là nói đầu óc hắn có vấn đề hay sao? tin hay không tùy ngươi, chẳng qua ta có thể nói cho ngươi biết, giữa trưa hôm trước ngươi đã cùng, làm, với vợ ngươi, hôm kia không, làm, à, trước đó một ngày vợ của ngươi cũng cùng, làm, với tên tiểu tử, hoàng Mao kia. Hạ thiên lười nhắc nói. Hai, thực ra ta cảm thấy vợ của ngươi đúng là, gà, mà, trong gần nhất một tháng cũng chỉ ít đổi qua bốn tên đàn ông khác nhau. Khuôn mặt đinh báo đã biến thành vô cùng khó nhìn, bỗng nhiên hắn xoay người, Lạnh lạnh nhìn vào Trương Ngọc Phân cùng tiểu tử tóc vàng, tuy hắn không muốn tin tưởng, nhưng xác thực giữa trưa hôm trước hắn đã cùng với Trương Ngọc Phân làm một cuộc đại chiến trên sofa, mà hôm kia hắn cũng không ở cùng Trương Ngọc Phân, Hạ Thiên nói chính xác như vậy, khiến cho hắn không thể không hoài nghi. "Báo ca, đừng nghe tên tiểu tử này nói bậy." Trương Ngọc Phân bò dậy từ dưới đất, vội vàng nói. "Hoàng Mao, nếu hiện tại chú nói thật ra, anh vẫn coi chú là huynh đệ." Đinh Báo không để ý tới Trương Ngọc Phân, chỉ lạnh nhạt nhìn vào tiểu tử Hoàng Mao. Hoàng Mao mồ hôi chảy ra đầm đìa, hắn theo Đinh Báo 3 năm, biết được thủ đoạn của Đinh Báo, hắn cũng tin tưởng nếu như Đinh Báo thật sự muốn điều tra, nhất định có thể tra ra được. "Báo ca, là em sai lầm, là nó dụ dỗ em, em." Cuối cùng Hoàng Mao cũng thừa nhận, hiện tại mà thừa nhận thì hắn còn có khả năng sống sót, một khi để Đinh Báo tự mình điều tra ra, khẳng định hắn chỉ có một con đường chết. Hoàng Mao, người đừng có vụ oan cho ta. Sắc mặt Trương Ngọc Phân đại biến, chỉ là còn chưa nói dứt lời, Đinh Báo đã giơ tay hung hăng bà tai cho nàng một cái. Đứng dậy hết cho ta, về thôi. Đinh Báo lạnh giọng quát, lạnh lùng nhìn vào Trương Ngọc Phân. Đợi lát nữa trở về sẽ tính sổ với ngươi. Đinh Báo mang theo một đám thủ hạ của hắn rời đi rất nhanh, mà Trương Ngọc Phân cùng Trương Đại Trụ dĩ nhiên cũng bị mang đi, bọn họ trái lại là không muốn quay về, Chẳng qua là bị Đinh Báo lôi đi nên không thể không đi. Xong, nhìn vào bóng lưng đám người Đinh Báo, Hạ Thiên có chút đắc ý. Bây giờ sẽ không có người giành hình tỷ với ta nữa. Nhìn thấy tôn hình hình ngẩn người ở cách đó không xa, Hạ Thiên liền đi tới cầm lấy tay của nàng. Hình tỷ, chúng ta về nhà đi. Wow, Hạ Thiên, chẳng lẽ người chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết à? Phương Hiểu Như chạy qua hỏi. Vừa rồi nàng đều ở một bên xem náo nhiệt, nhưng cũng không dám tiến lên, nàng cũng không dám đi trêu vào mấy tên du côn kia. Hạ Thiên nhìn Phương Hiểu như một cái, sau đó lắc đầu. "Không phải à?" Phương Hiểu như có chút thất vọng. "Cô không phải lão bà của ta, cũng không có cơ hội trở thành lão bà của ta, cho nên ta sẽ không nói cho cô biết." Hạ Thiên cười hì hì nói. "Phi, không nói thì thôi, bộ giỏi lắm hay sao?" Mặt Phương Hiểu như đỏ lên. Trừng mắt với Hạ Thiên một cái, quay người chạy về tiệm hoa. Hạ Thiên liền kéo Tôn Hinh Hinh đi, sau người lại truyền đến một cái thanh âm gấp gáp. Đại ca, đại ca, đợi ta với. Quay người lại nhìn, lại là một tên mập mạp chạy tới, Hạ Thiên lại nhíu mày. Ngươi là ai vậy? Đại ca, là ta mà, chính là hôm qua, anh nói muốn một ngàn vạn sẽ giúp ta làm sạch. Mập mạp thở hồn hển nói. À, là ngươi, tên gia hỏa bị người cướp mất lão bạc kia mà. Hạ Thiên đã nghĩ ra. Hình như người gọi là Vương Kiệt phải không? Đúng, 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 chính là ta, trí nhớ của đại ca thật tốt. Vương Kiệt mập mạp bộ mặt nịnh nọt. Hiện tại người có tiền sao? Hạ Thiên có chút hứng thú, tiểu tử này hôm qua nói hắn chỉ có 800 đồng, chẳng lẽ qua một ngày đã có 800 vạn. Nếu là tên tiểu này kiếm tiền lợi hại như vậy, hắn cũng muốn suy xét đi theo để học phương pháp kiếm tiền. Cái này, không có. Vương Kiệt có chút lúng túng. Không có tiền thì ngươi tìm ta làm cái gì? Hạ Thiên lập tức không vui. Như vậy không phải là ngươi đang lãng phí thời gian của ta hay sao? Hạ Thiên liền kéo Tôn Hinh Hinh rời đi, Vương Kiệt sướng sờ, sau đó liền vội vàng đuổi theo. Đại ca, đại ca, chờ một chút, nghe ta nói đã, anh thật là quá, châu, ta rất ngưỡng mộ anh. Vương Kiệt vội vàng nói. Ngươi không phải là mỹ nữ, ngưỡng mộ ta làm cái gì?" Hạ Thiên không vui nói. "Cái này, đại ca, tuy ta không phải mỹ nữ, nhưng ta thật sự rất ngưỡng mộ anh mà, anh chỉ có giơ tay nhấc chân là có thể đánh ngã một đám người, còn chỉ có dùng thời gian một ngày đã cưa đổ được hoa hồng tây thi của đại học Giang Hải chúng ta, nếu ta có thể học được một chút bản sự của anh thì bạn gái cũng không bị người cướp đi." Trong lòng Vương Kiệt có chút buồn bực, phải hay không phải mỹ nữ cũng không phải hắn có thể quyết định được à nha hoa hồng tây thi. Hạ thiên nhìn tôn hình hình một cái. Nè, hình tỷ, đó có phải là tỷ hay không vậy? Tôn hình hình khuôn mặt đỏ ửng, kiều mị liếc hạ thiên một cái. Ta sao mà biết được? Đại tẩu, chị giúp đỡ em đi, bảo đại ca thua em làm tiểu đệ đi. Vương Kiệt bắt đầu chiến lược đi đường vòng cứu nước, chuyển qua tôn hình hình. Đừng có nói bừa, ta không phải đại tẩu của cậu. Mặt tôn hình hình càng đỏ hơn, trong lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào đại ca ta thật sự rất có thành ý mà không bằng thế này ta giới thiệu muội muội của ta cho anh có được không muội muội của ta rất xinh đẹp đó vương kiệt tung ra đòn sát thủ ngươi thật sự có muội muội xinh đẹp cuối cùng hạ thiên cũng có chút hứng thú đại ca làm sao ta dám gạt anh chứ muội muội của ta thật sự rất xinh đẹp trông giống như là triệu vũ cơ đó vương kiệt vỗ ngực đảm bảo Hạ Thiên quay đầu nhìn vào Tôn Hinh Hinh. "Hinh tỷ, Triệu Vũ Cơ là ai vậy?" "Là một ngôi sao ca nhạc hiện tại rất nổi danh." Tôn Hinh Hinh trả lời. "Có xinh đẹp không?" Hạ Thiên hỏi tiếp. "Rất xinh đẹp." Tôn Hinh Hinh gật đầu. "Ừ ừm." Hạ Thiên buông lỏng tâm tư, sau đó nhìn Vương Kiệt. "Vậy được rồi, tạm thời ta sẽ thu ngươi làm tiểu đệ, chẳng qua chỉ là lâm thời mà thôi." chờ khi nào ta gặp được muội muội của ngươi sẽ suy xét lại có nên hay không để ngươi làm tiểu đệ chính thức. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại tẩu. Vương Kiệt vui mừng. Đại ca, ta mời anh ăn cơm có được hay không? Cũng được, cũng đỡ cho hình tỷ trời nóng như vậy phải về nhà nấu cơm. Hạ thiên vẫy vẫy tay. Hình tỷ, đi chỗ hôm qua chúng ta ăn đi, ta thấy chỗ đó mùi vị thức ăn cũng không tệ. Người quyết định là được. Tôn Hình Hình đối với những việc này cũng không có ý kiến, nhưng lại có chút tức giận nhìn Hạ Thiên một cái, cái tên tiểu sắc lang này, người ta cầu xin làm tiểu đệ của hắn, hắn làm sao cũng không đồng ý, kết quả chỉ vừa nói có một vị muội muội xinh đẹp, hắn lập tức đồng ý ngay. Hơn 10 phút sau, Hạ Thiên lại đi tới quán ăn, giá ổn định cho học sinh, sinh viên kia, chẳng qua là ba người cũng đã biến thành bốn người, Tôn Hình Hình cũng thuận tiện gọi cả Phương Hiểu như cùng đi. Đại ca, anh muốn ăn cái gì? Vương Kiệt cầm lấy menu, bộ mặt nịnh nọt nhìn vào Hạ Thiên. Tùy tiện đi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy, đại tẩu, chị thì sao? Vương Kiệt chuyển hướng sang Tôn Hinh Hinh. Ngươi xem rồi tự gọi đi. Tôn Hinh Hinh đã tiếp nhận việc được gọi là đại tẩu. Phương Hiểu như ở một bên lại có chút buồn bực, tốt xấu gì thì tiểu tử này cũng là sinh viên giỏi của đại học Giang Hải, còn tự xưng là thiên tài máy vi tính, làm cái gì mà không được. Cứ phải muốn đi làm tiểu đệ cho tên gia hỏa Hạ Thiên này chứ. Vừa vặn ở trên đường đi, nàng đã được biết, Vương Kiệt cũng giống như nàng, đều là sinh viên năm 2 của Đại học Giang Hải, đến khai giảng tháng 9 cũng đều là năm 3, chỉ khác là Vương Kiệt học công nghệ thông tin, mà nàng là học luật. Đường đường là sinh viên của Đại học Giang Hải, cầm cái danh đi ra cũng đủ để khoe khoang rồi, nhưng lại phải đi làm tiểu đệ cho cái tên Hạ Thiên căn bản là chưa từng đọc sách bao giờ này điều này ít nhiều cũng khiến cho phương hiểu như cảm thấy vương kiệt đang bôi đen lên danh hiệu của đại học giang hải tuy nàng cũng cảm thấy xác thực là hạ thiên có chút bản sự không nói cái khác riêng việc đánh nhau cũng đã rất giỏi nhưng một mỹ nhân như tôn hinh hinh sao mới chỉ có thời gian trong một ngày cũng đã rơi vào vòng tay của hắn vương kiệt cũng khuất phục dưới trướng của hắn ít nhiều trong lòng phương hiểu như cũng có chút không bình ổn được vương kiệt chọn xong món ăn lại nhìn vào hạ thiên đại ca có muốn uống rượu không Tùy tiện, Hạ Thiên lại đưa ra cái đáp án như vậy. Cho hai chai tuyết hoa, thêm đá nữa. Vương Kiệt đưa menu cho phục vụ viên, sau đó quay đầu nhìn vào Hạ Thiên. Đại ca, vậy thì chúng ta uống một chút nha. Này, ta nói Vương Kiệt này, người sao lại phải làm tiểu đệ cho Hạ Thiên chứ? Chẳng lẽ người muốn học đánh lộn với hắn? Cái gì là đánh lộn, ta nói cho Phương hiểu như này, cái này cô không hiểu, lấy kinh nghiệm trong 20 năm qua ta đọc qua tiểu thuyết Vũ Hiệp mà nói, đại ca tuyệt đối chính là võ lâm cao thủ. Vương Kiệt nói được mưa xuân tới tấp. Phương hiểu như bĩu môi, hóa ra Vương Kiệt là xem quá nhiều tiểu thuyết Vũ Hiệp nên bị ngộ độc rồi à nha. chương 15, xung đột tại quán ăn. Vương Kiệt quay đầu hướng Hạ Thiên cười nịnh. Đại ca, lúc nào anh mới dạy em đôi ba chiêu vậy? Tư chất của người quá kém, không thích hợp luyện võ. Hạ Thiên lười nhác nói: "Hả?" Vương Kiệt lập tức một mặt đau khổ. "Đại ca, tùy tư chất của em khẳng định không hơn được anh, nhưng em cũng không cần phải luyện được lợi hại như anh mà, chỉ cần có thể đấu được 8, 10 tên Du côn là được rồi." Yêu cầu thấp như vậy. Hạ Thiên suy nghĩ một chút. Điều đó ngược lại là có khả năng. "Vậy, đại ca, anh đồng ý dạy cho em rồi à?" Vương Kiệt lập tức vui mừng. "Chờ ta nhìn thấy em gái của ngươi lại nói tiếp." hạ thiên bộ dạng như hứng thú bị khuyết thiếu hắn không hứng thú đi dạy người võ công trừ khi đối phương là mỹ nữ khuôn mặt mập mạp của vương kiệt lập tức lại biến thành như quả mướp đắng ê vương kiệt kia không phải bạn gái của người ư phương hiểu như dùng ngón tay chọc cánh tay của vương kiệt sau đó chỉ chỉ hướng cửa quán ăn vương kiệt vừa nhìn liền buồn bực một nam sinh cao lớn đẹp trai ôm lấy một nữ sinh xinh xắn đi vào quán ăn mà nữ sinh xinh xắn kia chính là trương lị bạn gái trước của hắn hôm qua vương kiệt cùng trương lị vừa ra liền cãi nhau ở ngoài tiệm hoa cũng khiến cho phương hiểu như nhớ kỹ bọn họ vừa thấy trương lị vào cửa phương hiểu như lập tức nhận ra bởi vì trong quán ăn ít người mục tiêu đều khá rõ ràng trương lị vừa vào đến cửa cũng phát hiện vương kiệt nhìn thấy vương kiệt cùng phương hiểu như nói chuyện trong mắt trương lị chớp qua một tia xem thường ai ôi vương kiệt bản sự của ngươi cũng không tệ nha nhanh như vậy đã tìm được bạn gái mới Trương Lị nhìn Phương Hiểu như một cái. Ta lại không nghĩ tới, ngươi lại đói đến không cả chọn thức ăn, liền ngay cả tiểu cô nương bán hoa cũng muốn. Nói ra thì Phương Hiểu như cũng tính như là nửa cái người nổi tiếng ở Đại học Giang Hải, cũng không phải nàng rất xinh đẹp mà là bởi vì nàng bán hoa ở tiệm hoa hinh hinh, mọi người đều thường xuyên đi qua nơi này nên cũng có không ít người biết nàng. Người sao nói chuyện khó nghe như vậy? Đột nhiên bị người đẩy tai họa lên đầu, Phương Hiểu như có chút cáu hỏa ta bán hoa thì làm sao, dù sao so với người bán thân cũng tốt hơn nhiều. Không nói thì thôi, Phương hiểu như tuy không xinh đẹp như Trương Lị nhưng ngược lại miệng lưỡi lại rất lợi hại. Người nói ai bán thân? Trương Lị giận dữ. Người mới bán thân ấy, cả nhà người bán thân. Phản bội bạn trai, đi theo nam nhân giàu có thì cùng bán thân có cái gì khác biệt. Phương hiểu như hừ nhẹ một tiếng. Ai ui, hóa ra là người thay Vương Kiệt ra mặt à nha. Trương Lị giận quá hóa cười. Nhìn không ra ngươi lại ưa thích tên mập mạp kia, ta lại rất hiếu kỳ như ngươi nhỏ gầy như vậy lại có thể chịu được hắn tấn thịt kia sao? Ngươi, Phương hiểu như không phải là ngốc, tự nhiên có thể nghe ra hàm ý trong lời của Trương Lị. Hạ lưu, Trương Lị, ngươi đừng có thái quá. Vương Kiệt bỗng nhiên đứng lên. Ta với Phương hiểu như hôm nay mới quen biết. Nàng cũng không phải bạn gái của ta, cho dù ngươi xem ta không vừa mắt cũng không phải đi mắng nàng sao vậy đau lòng rồi trương lỵ cười lạnh một tiếng nàng mắng ta trước ta lại không thể mắng nàng sao trương lỵ ngươi chính là tự đến gây sự mà vương kiệt tức giận không thôi ngươi bỏ ta đi theo cái tên vương bát đản tô tử cường lại làm như là ta làm ra sự tình có lỗi với ngươi không bằng chính tên hỗn đản nhà ngươi có lỗi với ta trương lỵ không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên hướng vương kiệt gào to mà lúc này nam sinh cao lớn kia cũng mở miệng. Vương Kiệt, tốt nhất mồm miệng của ngươi sạch sẽ chút, không thì ngươi sẽ hối hận. Vương Kiệt nhìn một chút Trương Lị, lại nhìn nam sinh cao lớn kia một cái, đột nhiên điên cuồng cười lên. Ha ha ha, vui chết ta, Trương Lị, ta cuối cùng cũng biết vì sao ngươi lại xem ta như kẻ thù. Ha ha ha, ta sớm đã nghe nói Tô Tử Cường ưa thích xử nữ, hiện tại chắc là hắn đã phát hiện ngươi không còn là xử nữ chứ gì. Vương Kiệt càng cười càng lớn. Tô Tử Cường, người không phải là có chút tiền bẩn liền cảm giác được tài ba hơn người hay sao? Người còn không phải cũng uống nước rửa chân của ta, chẳng qua công phu trên giường của Trương Lị cũng không tệ, dên lên cũng rất sướng. Mập mạp đáng chết, người cầm miệng cho ta. Trương Lị sắc mặt càng lúc càng khó coi, cho dù trong quán ăn không có mấy người nhưng nàng đều có thể cảm giác thấy dường như có vô số cặp mắt đang nhìn nàng. Biến, người bảo ta cầm miệng thì ta liền cầm miệng à. Ta thèm vào, là ngươi phản bội ta trước, ta không tìm ngươi phiền toái đã là không sai rồi. hiện tại ngươi còn muốn gây khó dễ cho ta, có loại người như ngươi hay sao? Vương Kiệt càng nói càng tức. con miệng nóa, trước đó ta còn rất thương tâm chứ, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, lão tử không mất gì, ngược lại là kiếm lời, không công cũng chơi lão bà người khác hai năm. quả nhiên nam nhân đều là có cái ý nghĩ không chịu trách nhiệm như vậy. Tôn Hinh Hinh nhỏ giọng thầm thì một câu, tuy người khác không nghe được chẳng qua hạ thiên lại nghe rõ ràng rành mạch, hắn lập tức kề sát bên tai tôn hinh hinh, nhỏ giọng nói. Hình tỷ, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà. Tôn hình hình lập tức thẹn thùng không thôi. Người nói loạn cái gì vậy, ai muốn người chịu trách nhiệm? Không phải, ta không phải nói không muốn người chịu trách nhiệm, mà chúng ta cũng không có quan hệ gì. Tôn hình hình càng giải thích càng loạn, sau cùng liền dứt khoát lườm hạ thiên một cái. Ta không nói với ngươi nữa ta nói này hình tỷ, hạ thiên, vương kiệt người ta đều cùng người cãi nhau, hai người lại có tâm tình ở đây nói chuyện tình cảm à. Phương hiểu như quả thực có điểm không chịu được hai người này. Hắn không phải đang chiếm ưu thế sao? Hạ thiên không cho là đúng, nhìn xem trương lý tức đỏ cả mặt, sắc mặt tô tử cường cũng rất khó nhìn, hiển nhiên vương kiệt đã chọc đến chỗ đau của hai người bọn họ. Hắn cái này còn chưa nói xong, bên kia tô tử cường đã không thể nhìn được nữa liền vung ra một quyền, chính là vào vòng ngực Vương Kiệt. Vương Kiệt đau đớn kêu lên, liên liệu lùi về phía sau, sau đó ngồi bệt xuống đất, nhất thời không đứng lên nổi. Vương Kiệt, công phu miệng lưới của ngươi không tệ, chẳng qua nam nhân không phải dùng mồm mép. Tô Tử Cường hừ lạnh một tiếng. Sau này nhìn thấy ta thì cút xa ra một chút, không thì ta thấy ngươi một lần sẽ đánh một lần. Không sai, sau này ta thấy ngươi một lần sẽ đánh một lần. Thanh âm bất mãn vang lên, hạ thiên đứng lên một mặt không vui nhìn vào tô tử cường bề trên nhà ngươi không có dạy ngươi sao có biết cái gì gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ không ngươi là ai tô tử cường nhíu nhíu lông mày ta tên là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất hạ thiên trừng mắt với tô tử cường vương kiệt là tiểu đệ của ta ngoại trừ ta cùng lão bà của ta có thể khi phụ hắn người khác đều không thể bắt nạt hắn có hiểu hay không Ta chính là bắt nạt hắn đấy, ngươi có thể làm gì ta? Tô Tử Cường cười lạnh một tiếng, nhìn thân thể của Hạ Thiên, hắn tùy tiện đấm một quyền cũng có thể đánh ngã hắn, như vậy mà còn muốn làm đại ca người khác. Chính là như thế này. Hạ Thiên bay nhanh đá ra một cước, Tô Tử Cường căn bản không kịp phản ứng liền bị hắn đá trúng bụng nhỏ. "Ọc!" Tô Tử Cường kêu thảm một tiếng, đôi tay ôm bụng, đau đến cúi gập cả người. "Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi" Ngươi có biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai. Hạ thiên lại ra một cước, tô tử cường lại kêu thảm một tiếng, cuối cùng không trụ được ngã gục xuống đất. Được, con miệng hóa, ngươi được lắm. Tô tử cường đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cắn răng đứng lên. Có ngon thì đợi ở đó cho ta. Nói xong lời này, tô tử cường liền lảo đảo chạy ra khỏi quán ăn, đến cả trương lị cũng không nói một câu. Tử cường, chẳng qua Trương Lị ngược lại rất nhanh phản ứng đi đuổi theo. Đại ca, anh thật là, Châu, em thật đã không chọn nhầm đại ca. Vương Kiệt bò dậy từ trên đất, một mặt khâm phục nhìn Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh lại có chút lo lắng. Hạ Thiên, không bằng chúng ta nhanh chóng đi đi, ta thấy tên đó quá nửa là đi tìm người giúp đỡ. Đúng rồi, đại ca, Tô Tử Cường dường như cũng rất có bối cảnh, nếu không chúng ta tránh đi trước đi. Vương Kiệt cũng nói. Có biết vì sao lão bà của ngươi chạy theo người khác hay không? Hạ Thiên nhìn vào Vương Kiệt. Vương Kiệt ngẩn ngơ. Cái đó, đại ca, tên tiểu tử Tô Tử Cường so với em đẹp trai hơn, cũng có tiền. Sai, là bởi vì đảm tử của ngươi quá nhỏ. Hạ Thiên bĩu bĩu môi. Biết cái gì gọi là sắc đảm Bao Thiên, không. Đảm tử của ngươi nhỏ như vậy chính là không có sắc đảm, ngươi ngay cả sắc đảm cũng không có làm sao có thể tán gái được chứ? cho dù người có tán được một em thì cũng sẽ chạy theo người khác mà thôi. Người đây là cái lý luận lệch lạc gì vậy? Phương hiểu như có chút không phục. Đây là đại sư phụ của ta nói. Hạ thiên khẽ cười hì hì. Đại sư phụ của ta chính là tình thánh một đời, bình sinh tán gái vô số, dường như chưa bao giờ bại. Dường như chưa bao giờ bại. Phương hiểu như lại nghe tới chỗ then chốt. Nói như vậy là hắn cũng đã có lần thất bại. Không sai, đại sư phụ tung hoành tình trường mấy chục năm nhưng chỉ có thất bại một lần, chẳng qua đó cũng không thể trách hắn, chỉ có thể trách hắn sinh không gặp thời nên gặp phải một người khác. Hạ thiên bộ mặt đắc ý, chỉ vào mũi chính mình. Cũng chính là ta, thần tiên tỷ tỷ bị hắn xem chúng nhưng lại bị ta cướp đi làm lão bà của ta. Ngươi lại nói khoác, Phương hiểu như cười nhạo một tiếng, tiểu tử này nói qua nói lại cũng không phải là nói chính hắn lợi hại sao. Đại ca, anh quá, châu, ngay cả nữ nhân mà sư phụ anh xem chúng cũng dám cướp. Vương Kiệt lại bội phục sát đất. Lúc nào có thể dạy cho em đôi ba chiêu tán gái được không? Này, ta nói mấy người nam sinh các ngươi, sao câu nào cũng không rời cái việc tán gái vậy? Phương hiểu như bất mãn. Đồ ăn tới, mau nhanh chóng ăn cơm đi. Sau một lúc kéo dài như vậy, phục vụ viên đã bắt đầu đưa món ăn lên, tuy tôn hình hình có chút lo lắng nhưng cũng không tiếp tục khuyên hạ thiên rời đi đến đại ca em kính anh một chén phương kiệt rót cốc rượu đưa cho hạ thiên hạ thiên uống một ngụm rượu chép miệng kha một cái sau đó lắc lắc đầu hương vị loại đồ này trả ra làm sao còn là hầu nhi tử rượu khỉ uống tốt hơn hầu nhi tử phương kiệt lại ngẩn ngơ đồ vật này không phải chỉ có ở trong tiểu thuyết ư hạ thiên tuy nhiên cảm thấy rượu uống không tốt chẳng qua cũng rất nhanh đã uống cạn một chai phương kiệt rất hưng phấn lại gọi thêm mấy chai rượu nữa, hai người tiếp tục uống, anh một chén em một chén, mấy chai đều vào bụng hết, nhìn Hạ Thiên không có chút phản ứng nào mà Vương Kiệt lại đã có chút chịu không nổi, đi một chuyến toilet. Hạ Thiên đừng uống nữa, vạn nhất những người kia trở lại mà ngươi lại uống say thì sẽ rất phiền hà. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh nhịn không nổi khuyên nhủ. Không việc gì, trước nay ta chưa bao giờ uống say. Hạ Thiên hướng Tôn Hinh Hinh khẽ cười hì hì. Hinh tỷ tỷ có muốn uống một chút không? Làm gì, muốn chuốc ta say? Tôn Hinh Hinh gắt giọng. Đúng vậy, chờ tỷ uống say là ta có thể ôm tỷ về nhà. Hạ Thiên Thành thật thừa nhận. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 15.